Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 54. Vô song thánh thành, bên trong một gian nhã uyển Diệp phủ độc đáo, Tư Không Vũ đang nhàn nhã uống trà, nghe Diệp Thệ Thủy cùng mấy đại gia chủ báo cáo, thần sắc không hề bận tâm. Cách sự tình Tiêu Phàm diệt sát 7 đại gia tộc đã qua hơn 3 tháng thời, mọi việc cũng chậm chậm khôi phục bình tĩnh, vô song thánh thành cũng lần nữa đi vào quỹ đạo. Chiến thần điện phân điện do tân chi nhánh chiến gia trưởng quản, điểm này Diệp Thệ Thủy bọn hắn sớm đã nghĩ đến, bất quá, vô song thánh thành bát đại thế gia bây giờ lại biến thành tứ đại thế gia. Tứ đại thế gia trừ tân chiến gia, còn có Diệp gia, Tô gia cùng Sở gia, úy chỉ gia tộc vẫn như cũ phụ thuộc Diệp gia, cho nên cũng không bước vào hàng ngũ tứ đại thế gia. Đồng dạng, tứ đại thế gia diệt tộc, Cửu Tiêu Cung, Vô Nhai Cung, Thần Binh Các cùng Thần Dược Các cũng tạm thời quan bế. Nguyên bản Diệp Thệ Thủy bọn hắn còn đang suy nghĩ, tứ đại thế lực hơn phân nửa nhất định sẽ một lần nữa phái người tới đây, đến lúc đó bọn hắn còn chuẩn bị hảo hảo chèn ép một phen. Nhưng mà hơn 3 tháng qua, tứ đại thế lực vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, không khỏi làm Diệp Thệ Thủy bọn hắn kinh ngạc. Mà Tư Không Vũ cũng không có tiết lộ cho bọn hắn bất kỳ tin tức gì, Diệp Thệ Thủy mấy người trong lòng thập phần nghi hoặc. Mấu chốt nhất là sự tình Tư Không Vũ xử lý xong vô song thánh thành, động tác gì cũng đều không có, cũng không nghĩ đến rời đi, việc này khiến đám Diệp Thệ Thủy không nghĩ ra. Tư Không đại nhân, đây chính là sự tình vô song thánh thành phát sinh tháng này, còn mời ngài phê bình chỉ giáo nhiều hơn. Diệp Thệ Thủy cung kính nói, trước mặt Tư Không Vũ không dám có bất kỳ lười biếng. Các ngươi giải quyết tốt là được, chuẩn. Tư Không Vũ khoát khoát tay thản nhiên nói. Vâng, đại nhân. Đám người nhao nhao xoay người, sau đó rời khỏi nhã uyển. Trong lòng bọn hắn cảm giác rất khó chịu, không biết Tư Không Vũ là có ý gì, qua một đoạn thời gian liền muốn bản thân đám người báo cáo tình huống vô song thánh thành, nhưng hắn lại căn bản không đặt ở trong lòng. Ai cũng không biết bên trong đầu hắn bán là thuốc gì, bất quá bởi vì thân phận hắn nên ai cũng không dám lãnh đạm. Cha, sư tôn, đợi Diệp Thệ Thủy bọn hắn sau khi rời đi. Hai đạo thân ảnh bước nhanh vào, thần sắc có chút sốt ruột, hai người chính là Tư Không Tàng Kiếm và Lạc Vũ Lạc. Thần sắc Tư Không Vũ đạm nhiên, bưng một cái chén trà khẽ nhấp một cái. Cha, Tu La Điện còn có nửa tháng sẽ xuất hiện. Tư Không Tàng Kiếm đi đến bên cạnh Tư Không Vũ hít sâu một cái nói, dù là hắn ẩn nhẫn đầy đủ cũng khó che đậy kích động trong lòng. Không phải còn nửa tháng sao? Gấp cái gì? Tư Không Vũ chậm rãi đặt chén trà xuống, bộ dáng tính trước kỹ càng. Vâng, cha, thần sắc Tư Không Tàng Kiếm vội vàng nghiêm một chút. Bên trên công phu dưỡng khí, ngươi còn cần học tập cùng Lạc Vũ Lạc. Tư Không Vũ không khỏi thưởng thức nhìn Lạc Vũ Lạc một cái. Sư tôn, đồ nhi chỉ là hậu chi hậu giác mà thôi, sư huynh rất nhiều phương diện làm tốt hơn Lạc Vũ Lạc nhiều, Lạc Vũ Lạc hướng sư huynh học tập mới đúng. Lạc Vũ Lạc vội vàng nói, trên mặt tràn đầy vẻ nhu hòa. Tư Không Tàng Kiếm đầu tiên là trong mắt lóe lên một tia khó chịu, bất quá nghe được Lạc Vũ Lạc nói, lập tức quét sạch âm u trong mắt. Tư Không Vũ hài lòng gật đầu, nhìn Lạc Vũ Lạc càng ngày càng thuận mắt, sau đó thần sắc nghiêm lại nói, chiến gia có tin tức Tiêu Phàm không? Tư Không Tàng Kiếm hai người lắc đầu, Tư Không Tàng Kiếm suy nghĩ một chút nói, cha, gia chủ chiến gia một mực cố gắng tìm hiểu tin tức Tu La Điện. Không có hắn hỗ trợ, chúng ta cũng không có khả năng làm rõ ràng nhanh như vậy. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi thôi. Tư Không Vũ chỗ nào không biết tâm tư con trai của hắn, đoán chừng là thu của người khác không ít chỗ tốt. Hài nhi thay chiến bách dương tạ ơn cha. Tư Không Tàng Kiếm cung kính thi lễ nói. Tàng Kiếm, Lạc Vũ Lạc. Tư Không Vũ bình tĩnh suy nghĩ rốt cục có một tia biến hóa, các ngươi thực lực mặc dù không tệ nhưng tiến vào tu la bí cảnh phải tất yếu cẩn thận, đồ vật tu la truyền thừa không phải dễ được như vậy. Được là các ngươi may mắn, không chiếm được liền không nên miễn cưỡng, nhất định phải nhớ kỹ câu nói này. Vâng, sư tôn, Lạc Vũ Lạc cung kính gật gật đầu. Yên tâm đi cha, chỉ cần mấy yêu nghiệt chiến thần điện không tới, những người khác thì ta và sư đệ có thể giải quyết. Tư Không Tàng Kiếm hăng hái vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Tư Không Vũ thật sâu nhìn Tư Không Tàng Kiếm một cái, không có nói thêm cái gì, chỉ là âm thầm bàn giao cho Lạc Vũ Lạc vài câu. Chỗ sâu hồn thú sơn mạch, dãy cung điện tọa lạc bên trong mảnh u sâm hùng vĩ,
trong đó giữa đại sảnh một tòa cung điện cung kính quỳ một đạo thân ảnh. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định sẽ nhận ra, người này không phải ai khác, chính là ám dực được hắn thả đi. Bên trên thủ tọa còn ngồi một bóng người, đó là một nam tử trung niên mặc hắc sắc trang phục, một cái ống tay áo trống rỗng, nam tử chính là Vô Thưởng phán quan lúc trước bị Túy Ông đoạn một cánh tay. Ám dực, bản tọa thật vất vả cho ngươi một cơ hội, ngươi không nên để cho bản tọa thất vọng. Vô Thưởng phán quan nhàn nhạt mở miệng nói. Ám dực tuyệt đối không phụ đại nhân hy vọng. Ám dực cung kính gật đầu, đối với Vô Thưởng phán quan hắn vẫn có một loại cảm kích phát ra từ nội tâm. Vô Môn phán quan và Tử Thần phán quan bọn hắn khẳng định cũng sẽ phái người tiến vào Tu La Điện, đến thời điểm ngươi cần phải cẩn thận, không nên gây họa cho danh tiếng bản tọa. Vô Thưởng phán quan tiếp tục nói. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ám dực, tựa như muốn đem tâm tư ám dực nhìn thấu. Những ngày qua, hắn luôn cảm giác ám dực cùng trước đó có chút khác biệt, nhưng bất đồng nơi nào hắn lại nói không lên đây. Đáng tiếc, vô luận hắn gây áp lực như thế nào cho ám dực, thần sắc ám dực cũng như thường, ngừng lại, Vô Thưởng phán quan nói, đúng rồi, ngoài ra ta lại phái mấy người âm thầm bảo hộ ngươi, nếu như bọn hắn nắm lệnh bài, ngươi không cùng bọn hắn tranh phong. Vâng, ám dực thần sắc đần độn nói, hắn trong lòng thập phần khó chịu, Vô Thưởng phán quan nói tới bảo hộ, đối với ám dực mà nói chỉ là một chuyện cười. Xem như sát thủ thì không cần người bảo hộ, Vô Thưởng phán quan âm thầm phái người, nói là bảo hộ, còn không bằng nói là giám thị, hoặc có lẽ là căn bản không tin ám dực hắn. Chỉ là trước mặt Vô Thưởng phán quan, hắn tự nhiên sẽ không biểu lộ ra, chỉ cần Vô Thưởng phán quan không gây nguy hại tính mạng hắn, ám dực liền có thể mắt nhắm mắt mở, dù sao Vô Thưởng phán quan là ân nhân cứu mạng hắn. Dạng sự tình này không chỉ phát sinh ở chỗ này, theo nửa tháng kỳ hạn càng ngày càng gần, rất nhiều người đều dục dịch, lặng lẽ chạy tới bạo loạn chi hải. Nam vực Đại Ly Đế Triều, bác lão bên trong trúc viên, cung kính đứng trước mặt là bốn tên thanh niên, trong đó trên người ba người lộ ra lạnh ý thấu xương, loại lạnh này tựa như đến từ bên trong. Bốn người ánh mắt đều rơi trong phòng, đang đợi cái gì, bên cạnh bọn họ còn nằm sấp hai đầu hồn thú. Két một tiếng, cửa phòng mở ra, bốn người thần sắc nghiêm lại, thân thể đứng thẳng tắp, chỉ thấy bác lão từ trong phòng đi ra, hai đầu hồn thú cũng uể oải mở hai mắt ra. Bác lão hài lòng nhìn bốn người một cái, ngưng tiếng nói, Huyết Phô Tuyệt, Phong Lang, Ảnh Phong, Bác Thần Phong cùng Tiểu Kim, Tiểu Minh, lần này các ngươi đi, nhất định phải cẩn thận. Chỉ cần có thể tìm được công tử, núi đao biển lửa không chối từ. Ánh mắt Phong Lang kiên nghị nói. Tiêu Phàm chính là Huyết Lâu Lâu chủ, ai dám ứng phó hắn đều phải bước qua thi thể chúng ta. Huyết Phô Tuyệt gật đầu nói. Ảnh Phong cùng Bác Thần Phong không nói, bất quá ánh mắt hai người cũng thập phần kiên định, nhất định sẽ bảo hộ Tiêu Phàm rời đi, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh trong mắt u quang lập lòe. Các ngươi cũng yên tâm, nơi đó tạm thời sẽ không xuất hiện lão quái vật, về phần cùng tuổi một đời, ta đối với các ngươi có lòng tin, Ngọc Bất Trác Bất Thành Khí. Người trẻ tuổi bên trong gió tanh mưa máu mới có thể nhanh chóng trưởng thành, đi thôi. Bác lão cho đám người một cái ánh mắt yên tâm, bốn người hơi hơi thi lễ, sau đó mang theo Tiểu Kim cùng Tiểu Minh biến mất ở bên trong tiểu viện. Theo thời gian đưa đẩy, ngoại giới đã cuồn cuộn sóng ngầm, rất nhiều người đều lặng lẽ tiến vào bạo loạn chi hải. Đáng tiếc tất cả những thứ này Tiêu Phàm đều không biết, sau một ngày, hắn và Long Vũ hai người xuất hiện ở bên ngoài sơn cốc. Đứng ở trên ngọn núi, ngắm nhìn phụ cận sơn cốc, một cỗ không khí ẩm thấp đập vào mặt, trong không khí xen lẫn khí tức mục nát làm cho người ta buồn nôn. Trong sơn cốc cổ thụ che trời, bị một tầng mây mù màu xám quấn lấy, thấy không rõ tình huống bên trong, dạng sơn cốc này bên trong bạo loạn chi hải ngược lại cũng không tính là nhiều. Bất quá càng như thế, trong lòng Tiêu Phàm cũng càng khẳng định nơi này chính là vị trí Tu La Điện. Trong đầu hắn đem địa hình nơi này cùng bản đồ kia cẩn thận so sánh nhiều lần, trừ chi tiết có chút không giống ra, sơn mạch cùng hình dáng địa hình cơ bản không khác nhau. Tiêu Phàm, nơi này cái gì đều không có, tại sao có thể là Tu La Bí Cảnh và Tu La Điện? Long Vũ trước tiên mở miệng nói, nàng hiển nhiên không tin nơi này ẩn giấu Tu La Bí Cảnh và Tu La Điện. Có chút đồ vật không phải mắt thường chứng kiến đơn giản như vậy. Tiêu Phàm lắc đầu. Thân làm hồn điêu sư, hắn rất rõ ràng có loại đồ vật bí cảnh không gian tồn tại.
hắn cũng gặp gỡ khá nhiều không gian bí cảnh, cho dù là Tiêu gia đều có một cái. Tiêu Phàm tin tưởng, Tu La Điện ở bên trong sơn cốc này, chỉ là muốn đi vào đoán chừng không đơn giản. Hơn nữa khi hắn tới sơn cốc, bên trong tối tăm có một loại cảm giác như có một thanh âm đang triệu hoán hắn. Nếu như có thể triệu hồi ra Tu La kiếm, vậy có thể chứng thực suy nghĩ trong lòng ta. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, đáng tiếc hắn đã không cảm ứng được hồn hải, tự nhiên cũng không triệu hoán ra Tu La kiếm. Coi như Tu La điện ở chỗ này, chúng ta như thế nào mới có thể tìm tới? Long Vũ vẫn lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm, chỉ là muốn tìm tới Tu La điện có vẻ như không phải đơn giản như vậy. Chúng ta tìm không thấy, không có nghĩa là người khác tìm không thấy. Diêm La Phủ nếu có thể tìm tới bạo loạn chi hải, điều này nói rõ, bọn hắn biết rõ Tu La Điện ở chỗ này. Chỉ là không thể xác định vị trí cụ thể mà thôi. Thần tình Tiêu Phàm lạnh nhạt, khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngươi lại nghĩ đến chủ ý xấu rồi. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm, ánh mắt Long Vũ hơi sáng. Khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, mình có hư hỏng như vậy sao? Ta chỉ là cười một cái mà thôi. Nào có nhiều ý tứ như vậy? Không có gì, đúng rồi, người có cảm nhận được sơn cốc này cùng nơi khác có chút khác biệt hay không? Tiêu Phàm lắc đầu, đột nhiên hỏi. Dứt lời, hắn nhắm hai mắt lẳng lặng cảm thụ một cái, phát hiện trong sơn cốc này hồn lực có chút hỗn loạn, thậm chí âm thầm còn có một cỗ lực lượng phong bạo đáng sợ như ẩn như hiện. Mở hai mắt, cỗ lực lượng phong bạo đột nhiên biến mất không còn một mảnh, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Nếu như không phải hắn rõ ràng cảm nhận được, còn coi là tự mình làm một giấc mộng. Không có gì mà. Long Vũ cũng nhắm hai mắt cảm ứng một hồi, không hiểu nhìn Tiêu Phàm nói. Tính toán một chút, chúng ta trước tìm địa phương ẩn đi, sẽ có người tìm tới nơi này. Tiêu Phàm lắc đầu không có nói thêm cái gì. Nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng sơn cốc này khác biệt, thậm chí lực lượng vị trí trung tâm hư không vô cùng có khả năng chính là vị trí Tu La Điện. Chỉ là hắn bây giờ không có hồn lực, không cách nào xác định chuẩn xác vị trí hư không phong bạo. Đối với quyết định Tiêu Phàm, Long Vũ cho tới bây giờ sẽ không cự tuyệt, huống chi nơi này thiên địa linh khí bạo loạn tùy thời đều có thể xuất hiện, bọn hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Ngay tại nửa ngày trước đó, Tiêu Phàm cùng Long Vũ liền gặp thiên địa linh khí lần trước bạo động, bất quá hai người chạy rất nhanh, may mắn tránh thoát một kiếp. Hai người ở cách sơn cốc hơn vài dặm. Trên một ngọn núi mở ra một cái động phủ, không cách nào tìm tới Tu La Điện, Tiêu Phàm cũng không gấp, hắn tin tưởng người Diêm La Phủ sớm muộn sẽ tìm tới nơi này. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm dứt khoát ngay tại trong động phủ tu luyện, hắn một lần lại một lần cảm ứng đến hồn hải, nhưng mà một lần lại một lần lấy thất bại mà kết thúc. Bất quá, Tiêu Phàm không có bất kỳ thất vọng gì, dù là không cần hồn lực, thực lực hắn hiện tại cũng không thể so với thời kỳ đỉnh phong yếu hơn bao nhiêu. Chỉ là không cách nào sử dụng chiến kỹ và thủ đoạn khác mà thôi. Trong núi không nhật nguyệt, thế sự đã ngàn năm, thời gian tu luyện luôn luôn rất nhanh, thời gian nửa tháng rất nhanh liền đi qua. Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề? Tiêu Phàm xếp bằng ở trên một tảng đá trong động phủ, trăm mối vẫn không có cách giải, vô tận chiến quyết hắn cũng thử nghiệm rất nhiều lần nhưng không có hồn lực, căn bản vận chuyển không nổi. Nhưng quỷ dị là Tiêu Phàm có thể nội thị kinh mạch thô kệch. Dù là chiến thánh cảnh bình thường cũng chưa chắc có thể so sánh với hắn. Thậm chí, hắn còn thử nghiệm phương pháp kim châm độ huyệt, cuối cùng vẫn không thành công. Chẳng lẽ là bởi vì Long Vũ cho ta ăn quá nhiều linh dược, dẫn đến kinh mạch bị ngăn chặn. Tiêu Phàm thập phần buồn bực, sau đó tâm thần chìm vào bên trong kinh mạch, đem mỗi một đường kinh mạch đều liếc nhìn một lần, vẫn như cũ không phát hiện bất cứ dị thường nào. Có lẽ là ta quá gấp, Long Vũ. Cô gái nhỏ này chạy đi đâu rồi? Trong lòng Tiêu Phàm an ủi bản thân, nhìn trong động phủ lại không nhìn thấy Long Vũ. Hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy lại là phát hiện Long Vũ sốt ruột xông tới. Tiêu Phàm, ngươi nhanh đi ra. Long Vũ ngực chập trùng lên xuống, tựa như thấy cái gì kinh hãi. Có chuyện gì? Tiêu Phàm không hiểu nhìn Long Vũ. Long Vũ bình tĩnh không phải một người táo bạo, nàng hết sức bảo trì bình thản. Có thể làm cho nàng vội vàng kinh ngạc như vậy cũng không nhiều. Tiêu Phàm còn không phản ứng kịp liền bị Long Vũ lôi kéo chạy ra khỏi hang động, sau đó mang theo hắn đạp không bay lên, sau một lát liền xuất hiện ở đỉnh núi. Ngươi nhìn,
Long Vũ chỉ nơi xa nói, đôi mắt đẹp không ngừng lóe lên, trong mắt đều là vẻ kinh dị. Theo ánh mắt Long Vũ nhìn lại, Tiêu Phàm mí mắt cũng nhảy lên một cái. Chỉ thấy vài dặm có hơn, chân trời bị một mảnh đám mây màu vàng kim nhạt bao phủ, đám mây màu vàng kim nhạt là từ phía dưới sơn cốc phun ra, sơn cốc kia chính là vị trí sơn cốc Tu La Điện trước đó Tiêu Phàm nói. Một tầng nhàn nhạt hơi nước bốc hơi mà lên, khiến cho vùng trời tế biến mông lung, giống như một vòi rồng khổng lồ giữa biển cả. Không đúng, kia không phải đám mây mà là hỏa diễm. Con người Tiêu Phàm co rụt lại, trong đầu trong nháy mắt nhớ tới một cái tên, Vô Tận Chi Hỏa. Không sai, kim sắc hỏa diễm nhảy lên chính là Vô Tận Chiến Hồn Vô Tận Chi Hỏa, nhưng quỷ dị là Tiêu Phàm cảm giác Vô Tận Chi Hỏa tựa như không ở một phiến thời không nơi này, bởi vì hắn căn bản không cảm ứng được nhiệt độ. Lấy sự bá đạo của Vô Tận Chi Hỏa, đừng nói cách xa nhau vài dặm cự ly, chính là mấy chục dặm, thậm chí vài trăm dặm cũng sẽ cảm ứng được nó phát ra cỗ nóng rực. Ta cũng cảm thấy đó là hỏa diễm, chỉ là vì cái gì ta không cảm ứng được nó tồn tại. Long Vũ mở miệng nói, trước đó nàng nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy cũng kinh ngạc đến ngây người. Dựa theo lẽ thường mà nói, hỏa diễm hẳn là sẽ tản ra một cỗ nóng nhiệt độ rực mới đúng, nhưng kim sắc hỏa diễm này nếu như không phải mắt nhìn đến, liền căn bản không cảm ứng được nó tồn tại. Bởi vì nó không ở vùng không gian này. Ánh mắt Tiêu Phàm gắt gao nhìn chằm chằm phiến hỏa diễm kia, tựa như sợ bỏ lỡ cái gì. Phía trên một ngọn núi cách vị trí Tiêu Phàm hơn 10 dặm, mấy đạo thân ảnh cung kính quỳ trên mặt đất, toàn thân rung động không ngừng. Bên cạnh mấy người còn có mấy cỗ thi thể, mỗi một cỗ thi thể mi tâm đều giữ lại một đạo huyết sắc, bên trên dấu vết có một cái châm lỗ nhỏ. Không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được, rất hiển nhiên, bọn họ đều là bị người dùng một loại châm hồn binh giết chết. Phía trước mấy đạo thân ảnh đứng đấy một thanh niên mặc huyết trường bào màu đen tà mị, trừ Diêm La Tử còn có thể là ai đây, cũng chỉ có Diêm La Tử mới có thể khiến sát thủ Diêm La Phủ kiêng kỵ như vậy. Thời gian nửa tháng đã đến, không có tìm tới Tu La Điện, các ngươi còn dám tới gặp bản tôn. Diêm La Tử lạnh lùng quét mấy hắc y nhân một cái, trong tay đã nhiều thêm mấy cây kim châm. Coi như hắn kim châm trong tay chuẩn bị xuất thủ, chân trời bỗng phóng tới hai đạo lưu quang. Đại nhân, Tu La Điện xuất hiện, Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình đi tới gần, hết sức kích động cung bái nói, không dám mảy may vượt qua. Ở đâu, Diêm La Tử thu hồi kim châm trong tay, ánh mắt hơi hơi sáng lên, khá kích động nói, nhanh mang ta tới, nếu như là thực, có thưởng. Lại nói Tiêu Phàm đứng ở đỉnh núi nhìn kim sắc hỏa diễm xa xa, hắn không có lập tức xông lên, dù là hắn xác định hỏa diễm chính là Vô Tận Chi Hỏa. Bởi vì hắn biết rõ, dị tượng bên trong thung lũng kia không chỉ bọn hắn nhìn thấy, khẳng định còn có những người khác nhìn thấy. Nhất là người Diêm La Phủ, bọn hắn đến bạo loạn chi hải cố ý tìm kiếm Tu La Điện, làm sao có thể không phát hiện đây? Chúng ta không đi qua, có lẽ cái kia có thể chữa cho ngươi. Long Vũ quan tâm nói. Đối với Long Vũ quan tâm, Tiêu Phàm cũng không phải nhìn như không thấy. Mà là hắn đem phần cảm tình cùng cảm kích thật sâu ghi tạc trong lòng, nếu như hiện tại ai muốn tổn thương Long Vũ, Tiêu Phàm là kẻ thứ nhất không nguyện ý. Nhưng Tiêu Phàm biết rõ, nếu vì cảm kích mà cùng với Long Vũ, đây là bản thân không chịu được trách nhiệm đối với Long Vũ. Tiêu Phàm hít sâu một cái, lắc lắc đầu nói, ngươi lúc nào phát hiện dị tượng kia? Long Vũ nói không sai, hắn khôi phục tu vi có khả năng ngay tại nơi này, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm đi vào. Trong lòng Tiêu Phàm có một cỗ bất an mãnh liệt. Vừa mới phát hiện, ta một mực chú ý đến nơi này, nhìn thấy liền lập tức đi nói cho ngươi biết. Long Vũ giải thích nói. Cảm ơn. Tiêu Phàm cười nói, hắn biết rõ Long Vũ là vì hắn cho nên mới một mực quan sát đến động tĩnh sơn cốc. Long Vũ vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Tiêu Phàm một cái tay vội vàng che miệng nàng, thủ thế im lặng. Nơi xa. Từng đạo bóng đen nhanh chóng hướng sơn cốc tới gần. Sau một lát, mảnh sơn cốc này đạt hơn 100 người, hơn nữa mỗi người đều là chiến đế cảnh trở lên. Thấy cảnh này, Long Vũ trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, nàng nghĩ không ra Tiêu Phàm là phát hiện như thế nào, Tiêu Phàm không phải không có hồn lực sao. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn qua nơi xa, chậm chạp nói, đều là Diêm La Phủ. Đây chính là hơn 100 người. Hơn nữa mỗi tên đều là chiến đế, nếu như đều là người Diêm La Phủ,
thực lực Diêm La Phủ cũng có chút đáng sợ. Có thể hàng phục La Sinh Môn, hủy diệt Huyết Lâu, Diêm La Phủ quả thật có thực lực và nội tình. Không biết lão sư hiện tại như thế nào? Nhớ tới Huyết Lâu hủy diệt, Tiêu Phàm liền lo lắng an nguy Túy Ông, Huyết Lâu đại trưởng lão Lô Chiến cũng đã chết, Túy Ông thân làm Huyết Lâu lâu chủ khả năng sẽ không chạy trốn. Cũng ngay thời khắc Tiêu Phàm thất thần, nơi xa đột nhiên lại có mấy đạo thân ảnh tới gần, mấy người khí tức trên người rất cuồng bạo, Tiêu Phàm một cái liền nhận ra hai người trong đó, chính là Chiến Thiên Long cùng Chiến Vũ Yến. Chỉ là khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên, Chiến Thiên Long cùng Chiến Vũ Yến vậy mà tựa như hạ nhân đứng ở cuối cùng, trước hai người còn có hai người, cầm đầu lại là một thanh niên chiến bào màu trắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phải biết trước khi Tiêu Phàm tiến vào Vô Song Thánh Thành, Chiến Thiên Long là đệ nhất nhân trẻ tuổi một đời Vô Song Thánh Thành, hắn cũng là một người ngạo khí trùng thiên, làm sao có thể cam tâm đứng sau lưng những người khác đây. Nhìn đến người kia rất không đơn giản, rất có thể là người chiến thần điện bản bộ. Tiêu Phàm trong lòng đối với thân phận Diêm La Tử có phỏng đoán, sau đó lại nghi hoặc nói, chiến thần điện không phải cùng tam đại tổ chức sát thủ không ưa nhau sao, hiện tại làm sao bình an vô sự. Nghĩ vậy, khóe miệng Tiêu Phàm hiện ra một tia cười lạnh, trong này đoán chừng có người thông đồng, người chiến thần điện cũng muốn phân Tu La Điện một chén canh, sự tình này nếu như bị ngoại nhân biết rõ, nhất định sẽ thập phần không hiểu. Nhưng sự thật chính là như thế, bởi vì Tu La Điện cho dù đối với chiến thần điện mà nói cũng là tồn tại không thể xem nhẹ, phải biết, Tu La Điện là cùng chiến thần điện một dạng, chính là chiến hồn đại lục chí cao thần điện. Đang lúc Tiêu Phàm tâm thần tự do thiên ngoại, thanh âm nơi xa vang lên, lấy nhĩ lực Tiêu Phàm cùng Long Vũ tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Tư Không Tàng Kiếm, ngươi tới thật đúng lúc, chỉ năm người các ngươi. Một đạo thanh âm bén nhọn vang lên, thanh âm này đoán chừng cũng là một nhà. Cho dù Tiêu Phàm vài dặm bên ngoài nhắm mắt lại cũng có thể đoán ra hắn là ai, trừ Diêm La Tử không thể là người khác. Các ngươi nhiều người như vậy cũng chưa chắc có thể so với năm người chúng ta. Tư Không Tàng Kiếm thản nhiên nói, mặt coi thường nhìn Diêm La Tử. Chiến thần điện ngươi không phải ghét Tu La Điện nhất à, làm sao bây giờ lại liếm láp muốn đi vào Tu La Điện đây, chiến thần điện quả nhiên đều là hạng người âm hiểm. Diêm La Tử ngữ khí mặc dù rất the thé, nhưng đả kích người không kém một chút nào. Hừ, thì như thế nào, cũng không phải các ngươi như tiểu trùng dơ bẩn sao, nhất là ngươi Long Dương dạng này, mẹ ngươi năm đó làm sao lại đem ngươi sinh ra. Ta đang nghĩ, có phải thời điểm mẹ ngươi sinh ngươi không cẩn thận đem cái đồ vật kia cắt đứt, cho nên mới biến thành dạng này hay không? Tư Không Tàng Kiếm phun cục đàm, tựa như cùng Diêm La Tử nói nhiều một câu đều bẩn miệng hắn, cùng một tên nương nương khang tranh luận, hắn cũng thập phần khó chịu. Không thể không nói, Tư Không Tàng Kiếm mắng chửi người cũng quả thật không tệ, bất quá cũng là bởi vì thân phận hắn mới dám mắng Diêm La Tử. Ngươi tự tìm cái chết. Diêm La Tử phẫn nộ thét mắng một tiếng, hắn bình sinh ghét nhất người khác gọi hắn là Long Dương, chỗ nào chịu đựng được khẩu khí này, trong nháy mắt, một cái kim châm từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Long Dương chính là Long Dương, ngươi cho rằng một cái tú hoa châm có thể làm bị thương người nào sao? Tư Không Tàng Kiếm mặt coi thường, không đợi hắn xuất thủ, Lạc Vũ một bên hất lên áo bào, một đạo kiếm khí bắn ra, trực tiếp đem kim châm bắn trở về. Oanh long long! Diêm La Tử còn chuẩn bị đại chiến một trận, đột nhiên hư không mãnh liệt rung rung, chỉ thấy kim sắc hỏa diễm điên cuồng dâng lên, hư không đều rất giống bị chấn động mà mở. Cuồn cuộn vô tận chi hỏa bốc lên không thôi, thiêu đốt lên toàn bộ hư không, mấy tức sau đám người bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ nhiệt độ nóng rực, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, nhiệt độ càng ngày càng cao. Vô tận chi hỏa tựa như vượt qua thời không xuất hiện ở vùng hư không này, đám người Diêm La Tử nhao nhao lui lại. Kinh hãi nhìn phía xa, không dám cùng vô tận chi hỏa giao phong. Sau một khắc, khiến tất cả mọi người rung động là, một tòa kim sắc cung điện khổng lồ từ trong biển kim sắc hỏa diễm chậm rãi mà lên, sáng chói quang mang đâm vào mắt người làm không mở được hai mắt, uy thế khiếp người làm cho người ta có loại cảm giác cúi đầu cúng bái. Trong chớp nhoáng, tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm, có tu sĩ kêu lên sợ hãi, Tu La Điện. Tu La Điện. Trong lòng đám người nhấc lên kinh đào hải lãng, đây chính là Tu La Điện trong truyền thuyết sao? Bọn hắn tất cả đều trợn to hai mắt sợ bỏ lỡ cái gì? Lúc này,
kim sắc cung điện cuối cùng từ trong biển kim sắc hỏa diễm hiển lộ ra, phía trên nhất là ngói lưu ly kim sắc tản ra quang mang yêu diễm khiến cho cả tòa cung điện nhìn tráng lệ. Phía dưới, 9 cái đại trụ kình thiên chống đỡ lấy cả tòa đại điện, trên mỗi cây cột đều điêu khắc một bức họa sinh động như sinh linh thật, có chân long, có thần phượng giống như đúc, tựa như muốn sống lại. Rất nhiều người liếc mắt nhìn một cái cũng cảm giác hô hấp có chút gấp rút. Kim sắc cung điện đại môn đóng chặt, phía trên cũng điêu khắc một chút đường vân thần bí, người bình thường căn bản nhìn không thấu. Mà đầu tiên ánh vào mắt người lại là treo trên đại môn là một khối bảng hiệu to lớn, bốn phía đường viền bảng hiệu khảm viền vàng, trên có khắc ba chữ lớn bắt mắt màu đỏ quạch, Tu La Điện. Chữ lớn màu đỏ quạch tản ra một cỗ khắc nghiệt cùng huyết tinh chi khí, dù là cách nhau vài dặm, mọi người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Tu sĩ nhìn thấy Tu La Điện không ai không động tâm, vô luận là giường cột chạm trổ hay là hình dáng mạnh mẽ hùng hồn, hoặc là khí thế nguy nga trang nghiêm đều làm cho người rung động không thôi. Tu La Điện không phải hắc sắc à, làm sao biến thành kim sắc? Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, trong lòng nghi ngờ không hiểu. Bất quá, hắn cũng từ bên trong Tu La truyền thừa gặp qua bộ dáng Tu La Điện, trừ màu sắc không giống, cả hai không có gì khác nhau. Tiêu Phàm cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng mà tòa cung điện này không thể nghi ngờ là hoa lệ nhất, bao la nhất mà hắn từng gặp qua. Diêm La Tử nhìn thấy Tu La Điện, lạnh lùng quét Tư Không Tàng kiếm một cái, không nói thêm gì nữa, vô luận cừu hận gì, trước mặt Tu La Điện đều có thể tạm thời vứt bỏ. Tất cả mọi người Diêm La Phủ nghe lệnh, hiện tại bắt đầu, ai cũng không thể tới gần sơn cốc, người vi phạm giết không tha. Diêm La Tử hét lớn một tiếng. Thanh âm truyền khắp chân trời. Tư Không Tàng kiếm không có phản bác mà lẳng lặng nhìn tất cả trên không sơn cốc. Người Diêm La Phủ nghe vậy nhao nhao hướng về bốn phương tám hướng bay đi, đem sơn cốc vây chật như nêm cối, bốn phía còn có không ít người nhanh chóng chạy đến. Bên trong hư không có một đạo huyết sắc tế tuyến, tại hư không nhanh chóng lưu chuyển, những nơi đi qua, dấu vết huyết sắc không biến mất, ngược lại càng ngày càng sáng. Sau một lát, huyết sắc tế tuyến tại hư không phát họa ra lít nhít đường vân, nhìn qua tựa như một bức tranh, về phần cụ thể là cái gì, cơ hồ không có một người nhìn hiểu. Đương nhiên, có một người ngoại trừ, chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn qua đồ án lít nhít đường vân, trong lòng hơi kinh ngạc, sẽ không trùng hợp như thế chứ, chẳng lẽ Tu La Điện chủ đời trước cũng hiểu hồn văn? Không sai, lít nhít hồn văn kia chính là hồn văn đồ. Hơn nữa Tiêu Phàm có vẻ như xem hiểu tác dụng hồn văn đồ, đó là chìa khóa mở ra một vùng không gian khác. Chính như trước đó Tiêu Phàm suy nghĩ, mảnh hỏa diễm cùng Tu La Điện đều không ở mảnh không gian này. Chờ đã, đột nhiên, Tiêu Phàm lại dường như nhớ tới cái gì, vội vàng nhắm hai mắt lại, lặng lặng cảm ứng động tĩnh nơi xa, hồi lâu mới mở hai mắt ra, mặc dù cách nhau quá xa, không thể rõ ràng cảm ứng được lực lượng hư vô phong bạo, nhưng nó xác thực tồn tại. Hơn nữa so với nửa tháng trước ba động có vẻ như cường đại hơn nhiều. Nhìn qua đám người nơi xa, trong lòng Tiêu Phàm có chút sầu gì, Tu La Điện đang ở trước mắt, bản thân chẳng lẽ liền như thế không nhúc nhích. Rất rõ ràng, Diêm La Tử bọn hắn không cho người tới gần, đang chờ đợi một ít người đến, chờ những người kia thực đi tới, hắn liền vào không được. Dù sao, lấy thực lực hắn hiện tại còn không cách nào cùng lão quái vật Diêm La Phủ chính diện chống lại. Phải nghĩ biện pháp mới được. Tiêu Phàm híp hai mắt, thần sắc có chút ngưng trọng. Cũng ngay tại thời khắc Tiêu Phàm trầm tư, bên trong một mảnh núi rừng nơi xa khác, Long Tịch bốn người nhìn Diêm La Phủ, thần sắc vô cùng phức tạp. Quả nhiên là nơi này, ba năm trước đây cũng xuất hiện qua một lần trước chúng ta không cách nào tiến vào, lần này nếu như bỏ lỡ, lại phải đợi ba năm. Long Tịch trầm giọng nói. Thời gian 3 năm đối với bọn hắn mà nói không tính là gì, nhưng mấu chốt là thời gian sẽ mài mòn bọn hắn, hiện tại bọn hắn không có đạo Tu La Nô Ấn, đoán chừng đã sớm có thể đột phá chiến thánh cảnh. Nhưng 3 năm sau nếu như bọn hắn bị diệt, vậy còn có thể đột phá chiến thánh cảnh hay sao? Có thời điểm đột phá chính là dựa vào cơ duyên, thiên phú và cố gắng chỉ là một cái phương diện mà thôi, bằng không mà nói, nắm giữ cửu phẩm chiến hồn đều có thể đột phá chiến thánh cảnh. Chiến hồn đại lục chiến thánh cảnh sớm đã đầy đất. Vô luận như thế nào ta đều muốn thử nghiệm một cái, cho dù là chết. Con người Lãnh Tiếu nhận sắc bén vô cùng, hắn đã chuẩn bị liều chết.
Lôi gia đã diệt, thù Mộ Dung gia tộc cũng coi như báo một nửa, nếu như không cách nào đột phá chiến thánh cảnh, một nửa thù khác cũng không còn cách nào thực hiện, như thế không bằng chết thống khoái. Mộ Dung Dạ thản nhiên nói, tử vong với hắn mà nói có vẻ như cũng không có sợ hãi như vậy. Lâu như vậy đều không tìm được Tiêu Phàm, cũng không biết hắn còn sống hay không, đã như vậy, vậy liền liều mạng đi. Cận Tà mị mị hai mắt, trong mắt lãnh quang bắn ra bốn phía. Diêm La Phủ đoán chừng đang đợi những lão bất tử, thời gian lưu cho chúng ta không nhiều, đi thôi. Ba người đều cùng một, Long Tịch tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vừa mới bắt đầu, bọn hắn chính là châu chấu trên cùng một con thuyền. Hô hô, bốn đạo lưu quang không chút do dự phóng lên tận trời, hơn 3 tháng thời gian bọn hắn không có tìm thấy Tiêu Phàm, nhưng Tu La Điện đã xuất hiện, bọn hắn hiện tại đã không thể đem hy vọng ký thác vào Tiêu Phàm. Cũng không phải bọn hắn thực chờ không nổi 3 năm này, thời gian 3 năm đối với bọn hắn mà nói không hề dài, bọn hắn cũng có tự tin 3 năm sau có thể đột phá chiến thánh cảnh. Thế nhưng Diêm La Phủ đã phát hiện Tu La Điện, bọn hắn đợi không nổi. Những năm này, Diêm La Phủ sớm đã chuẩn bị đầy đủ, hàng phục La Sinh Môn, hủy diệt Huyết Lâu, không phải là vì Tu La Điện hay sao? Lần này có lẽ là cơ hội duy nhất bọn hắn có thể phá giải Tu La Nô Ấn. Bốn người làm sao có thể bỏ lỡ đây? Chính như Lãnh Tiếu Nhận nói, cho dù là chết, bọn hắn đều phải thử một lần. Ai dám tự tiện xông vào? Bốn người vừa mới xuất hiện, mấy tiếng quát như sấm vang vọng thương khung, không đợi phần lớn người lấy lại tinh thần, bốn đạo lưu quang cũng đã xông vào bên trong sơn cốc. Ta tưởng là ai, nguyên lai là tứ đại sát vương đại danh đỉnh đỉnh. Diêm La Tử thấy rõ thân ảnh bốn người, lập tức trêu tức mở miệng nói. Trong mắt người khác, tứ đại sát vương có lẽ rất đáng sợ, nhưng trong mắt Diêm La Tử hắn cũng không gì hơn cái này, hắn một người liền có thể tùy tiện diệt bốn người bọn họ. Tứ đại sát vương, kia quả nhiên là Mộ Dung Dạ, ta từng hữu hạnh gặp qua hắn một lần. Hai người kia là Long Tịch cùng Cận Tà, thời điểm ta trước kia tại La Sinh Môn chấp hành nhiệm vụ gặp qua bọn hắn, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đi ở cùng một chỗ. Tu sĩ Diêm La Phủ nghe vậy. Tất cả đều lộ ra vẻ kiêng dè, bọn hắn có không ít người trước kia là La Sinh Môn, chỉ là La Sinh Môn quy thuận Diêm La Phủ, cho nên cũng trở thành sát thủ Diêm La Phủ. Còn lo lắng cái gì, giết bọn hắn, bất luận ai để chạy, các ngươi chết thay bọn hắn. Diêm La Tử ngữ khí lạnh lẽo, con người băng lãnh nhìn bốn người phía xa. Giết, tu sĩ Diêm La Phủ nghe vậy toàn thân run lên, bọn hắn nào còn dám do dự, nhao nhao hướng về sơn cốc phóng đi. Đánh, Tiêu Phàm bị tiếng đánh nhau nơi xa bừng tỉnh, trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy mấy người nơi xa, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Là bọn Long Tịch, Tiêu Phàm tự nhiên một cái liền nhận ra mấy người là ai, nếu là lúc trước cũng liền thôi, Tiêu Phàm cho dù không xuất thủ cứu bọn hắn, trong lòng cũng không có bất luận áy náy. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm làm không được, bởi vì hắn còn thiếu Long Tịch bốn người bọn họ một phần nhân tình. Lần trước nếu như không phải bọn hắn xuất thủ, Lăng Phong cùng bàn tử bọn hắn khả năng liền chết. Tiêu Phàm mặc dù muốn cứu bọn hắn nhưng như thế xông lên cũng quá lỗ mãng, dù sao, hắn hiện tại không thể phi hành. Ta mang ngươi tới, Long Vũ tựa như nhìn ra ý nghĩ trong lòng Tiêu Phàm, không chút do dự nói ra, mang theo Tiêu Phàm liền chuẩn bị đạp không mà lên. Chờ đã, Tiêu Phàm giữ chặt Long Vũ, cứ như vậy đi lên chúng ta há không phải trở thành bia sống. Muốn cứu họ, có lẽ có một biện pháp khác. Biện pháp gì? Long Vũ không cần nghĩ ngợi hỏi. Trước lén lẻn vào một bên ngoài sơn cốc, đến lúc đó ta dạy cho ngươi làm thế nào. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong lòng đã có một ý nghĩ. Về phần có thể thành hay không, Tiêu Phàm không rõ ràng, nếu như đến cấp độ vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể kiên trì giết ra. Hai người vụng trộm hướng về sơn cốc tới gần. Tốc độ không dám quá nhanh, sợ bị người Diêm La Phủ phát hiện, sát thủ bọn hắn đều thập phần mẫn cảm đối với hồn lực ba động. Bên trong sơn cốc, Long Tịch bốn người đại khai đại hợp, một bên chiến đấu, một bên hướng về hư ảnh Tu La Điện tới gần, dù là bọn hắn biết rõ cơ hội muốn đi vào Tu La Điện cực kỳ bé nhỏ, nhưng bọn hắn vẫn không muốn bỏ qua cơ hội cuối cùng. Tứ đại sát phương cũng không gì hơn cái này, nếu như bản thánh tử lúc trước tham gia sát phương thí luyện, có làm gì đến lượt các ngươi xưng vương. Diêm La Tử mặt coi thường.
lấy năng lực hắn, nếu như lúc trước tham gia sát phương thí luyện có lẽ quả thật có thể cải biến kết quả, nhưng vẻn vẹn chỉ là khả năng mà thôi. Nếu như không phải bởi vì thể nội Long Tịch bốn người có một đạo tu la nô ấn, bốn người hiện tại có thể đã sớm đột phá chiến thánh. Bốn người căn bản không có để ý tới Diêm La Tử, bọn hắn đối với Diêm La Tử cũng khinh thường, bọn hắn có ngạo khí bản thân. Từ khi rời khỏi Tam Đại tổ chức sát thủ một khắc kia trở đi, bốn người liền nghĩ đến rất nhiều, thậm chí sớm đã giác ngộ tử vong. Diêm La Tử, ngươi chẳng lẽ không phát hiện bọn họ là cố ý lưu thủ sao? Chỉ ngươi ngớ ngẩn còn coi là thực lực bọn hắn không được. Giết không chết các ngươi. Nơi xa lại truyền tới thanh âm Tư Không Tàng Kiếm châm chọc khiêu khích. Sự thật cũng là như thế, Long Tịch bốn người bọn hắn mặc dù cảm giác hạ phong, nhưng bọn hắn vẫn không ngừng tới gần hồn văn đồ. Diêm La Tử chỗ nào còn không minh bạch, mục tiêu bốn người bọn hắn cũng không phải là muốn giết chết bao nhiêu người, mà là tiếp cận hồn văn đồ. Nếu như bọn hắn toàn lực ứng phó mà nói, người Diêm La Phủ bị giết nhất định sẽ càng nhiều, còn không như cũ kỳ địch lấy yếu. Dám đùa ta, ánh mắt Diêm La Tử lạnh lẽo, quát lên, người phân điện La Sinh Môn đều cùng tiến lên. Vâng, mấy chục tu sĩ gật đầu, nhao nhao hướng về sơn cốc bay đi. Mặc dù bọn hắn vô cùng kiêng kỵ tứ đại sát phương nhưng vẫn không dám có bất kỳ phản kháng, bọn hắn rất rõ ràng kết cục đắc tội Diêm La Tử là cái gì. Diêm La Tử lạnh lùng quét bọn hắn một cái. Lại nhìn về phía Ngọc Diện Vô Tình cùng Lưu Ly bên cạnh nói, Tam Đại Phán Quan lúc nào đến? Vừa mới truyền tin không lâu, còn khoảng một canh giờ. Lưu Ly nói ra, trong mắt lóe lên một tia kiêng dè, tựa như sợ Diêm La Tử tức giận. Một canh giờ quá lâu, không gian bí thược tùy thời đều có thể biến mất, truyền lệnh, bảo bọn hắn tận lực nhanh một chút. Diêm La Tử âm thanh lạnh lùng nói. Hắn sở dĩ không có xuất thủ. Thứ nhất là bốn người Long Tịch trong mắt hắn còn chưa xứng để hắn xuất thủ, thứ hai hắn cũng là đang đợi Tam Đại Phán Quan Diêm La Phủ đến. Chỉ có Tam Đại Phán Quan đến mới có thể giải khai hư không bí thược, tiến vào bên trong Tu La Điện. Bất quá, Diêm La Tử cảm giác hư không bí thược phát ra hồn lực ba động đang từ từ yếu bớt, như thế rất có thể kiên trì không được một canh giờ. Đồng dạng phát hiện điểm này còn có Tiêu Phàm âm thầm đang đến gần. Thần sắc Tiêu Phàm cũng có chút lo lắng, nếu như bộ hồn văn đồ biến mất, hắn cũng không thể nắm chắc tiến vào Tu La Điện. Mặc dù hắn không biết bốn người Long Tịch muốn tiến vào Tu La Điện làm cái gì, nhưng lấy hắn đối với Long Tịch mấy người biết, bọn hắn muốn đi vào Tu La Điện khẳng định không phải vì Tu La truyền thừa. Huống chi, bốn người bọn hắn đã biết rõ Tiêu Phàm hắn đã được Tu La truyền thừa, nếu như bọn hắn là vì Tu La truyền thừa thì đã sớm ra tay giết hắn. Chẳng lẽ bọn hắn muốn tiến vào Tu La Điện chính là giao dịch cận tà trước kia nói với ta? Hơn nữa có quan hệ cùng việc bọn hắn rời khỏi Tam Đại tổ chức sát thủ. Trong nháy mắt Tiêu Phàm nghĩ đến càng nhiều. Không thể không nói, năng lực phân tích vấn đề của Tiêu Phàm vẫn là rất cường đại, chỉ là hắn suy nghĩ nát óc cũng tuyệt đối nghĩ không ra thể nội bốn người có Tu La nô ấn. Sau nửa ngày, bốn người cũng rốt cục tới gần bức hồn văn đồ. Mấy người thử nghiệm trùng kích nhiều lần cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Vẫn là không cách nào tiến vào sao. Con người Lãnh Tiếu Nhận vô cùng băng lãnh, vô luận hắn cố gắng như thế nào cũng vô pháp bước vào bên trong Tu La Điện. Tu La Điện mặc dù chân thực lơ lửng nhưng lại dường như thân ở một phiến thời không khác, thấy được, sợ không được. Ta không tin, cận tà nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí đáng sợ từ trên người hắn nở rộ mà ra. Hư không đều mãnh liệt rung động một cái, hắn muốn xé rách hư không, đáng tiếc thực lực còn thiếu rất nhiều. 10 lần, 20 lần, 100 lần. Bốn người trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, cũng không phải bọn hắn sợ chết, mà là bọn hắn nhiều năm mưu đồ cuối cùng vẫn như cũ lấy thất bại mà kết thúc. Đi, cận tà hét lớn một tiếng, lưu ở chỗ này không có khả năng tiến vào Tu La Điện, chỉ có tìm cơ hội khác, mấy người cũng nhìn rất thoáng. Bây giờ muốn đi. Không cảm thấy muộn sao? Một đạo thanh âm băng lãnh mà bén nhọn đột nhiên vang lên, ngay sau đó một đạo huyết hắc sắc thân ảnh từ trong hư không đi ra, chỉ thấy một đạo huyết sắc lợi nhận trong nháy mắt xuyên thủng lồng ngực cận tà. Diêm La Tử, con người cận tà bỗng nhiên co rụt lại, một tay gắt gao nắm lấy chuôi huyết nhận, nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay liền một chưởng đánh lên. Đứng đấy chính là Diêm La Tử, hắn không biết lúc nào ẩn núp đến phụ cận.
thủ đoạn ẩn thân thật đúng là vô cùng đáng sợ, cận tà đê tám ả bị trúng chiêu. Giết, gần như đồng thời, Long Tịch, Mộ Dung Giả cùng Lãnh Tiếu Nhận ba người giết đi lên. Tứ đại sát phương, ta nhổ vào, bản thánh tử liền một tên làm thịt. Diêm La Tử xì một ngụm đàm, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Rút trường kiếm về liền chân đạp bộ pháp quỷ dị tại chỗ biến mất, lần nữa xuất hiện đã là bên ngoài mấy trăm trượng, tốc độ của hắn rất nhanh, giống như nước chảy mây trôi. Ngực cận tà máu tươi cuồng phún, muốn dừng lại đều ngăn không được, sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng trôi qua, trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống chiến thánh. Hắn vậy mà đột phá đến chiến thánh cảnh, Long Tịch lách mình vịn cận tà, trong mắt lóe qua một tia kiêng dè. Khó trách Diêm La Tử có thể lặng lẽ ẩn núp đến bên cạnh bọn hắn bốn người lại không có một người phát hiện. Ba vị, ta đi trước một bước, các ngươi sẽ không nhanh như vậy tới gặp ta. Cận tà khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, mang trên mặt vẻ bình tĩnh, tử vong với hắn mà nói, phảng phất chỉ là một loại kết cục mà thôi. Vừa dứt lời, cận tà nhắm lại hai mắt, tựa như ngủ. Long Dương, nạp mạng đi. Long Tịch đột nhiên nâng hai mắt, phẫn nộ gào thét một tiếng, liền phóng tới vị trí Diêm La Tử. Không nên đi qua, Mộ Dung Giả kêu to, muốn kéo Long Tịch nhưng mà Long Tịch tốc độ rất nhanh, thoáng cái liền xuất hiện ở trước người Diêm La Tử. Long Tịch, cận ta, Mộ Dung Giả cùng Lãnh Tiếu Nhận, bọn hắn bốn người những năm này một mực vì giải trừ tu la nô ấn trong đầu mà nỗ lực, bốn người sớm đã bồi dưỡng được tình hữu nghị. Bây giờ nhìn thấy cận ta bị giết, Long Tịch làm sao có thể bình tĩnh. Giờ phút này Long Tịch phẫn nộ tới cực điểm, sát khí nở rộ, toàn bộ hư không đều là một mảnh khắc nghiệt, lạnh tới cực điểm. Người bảo vệ hắn. Lãnh Tiếu Nhận đem thi thể cận tà cho Mộ Dung Dạ, không chút do dự đạp không mà lên. Nếu như Diêm La Tử không có đột phá chiến thánh cảnh, bọn hắn đều không sợ hãi, nhưng Diêm La Tử đã đột phá đến chiến thánh cảnh, bằng vào Long Tịch một người không thể nào là đối thủ của hắn. Cùng giai bên trong, tứ đại sát phương cho tới bây giờ không e ngại bất luận kẻ nào, bọn hắn có thể sống đến hôm nay đều là từ gió tanh mưa máu đi ra. Trên tay người nào không có máu tươi đây? Giống như cận tà, bản thân hắn chết ngược lại rất an nhàn, đối với một sát thủ mà nói, có thể thống khoái chết cũng là một loại hy vọng xa vời. Lãnh Tiếu Nhận chạy tới bên người Long Tịch, ngực Long Tịch máu tươi chảy ngang, sắc mặt trắng nhợt, một đạo kiếm khí vẫn rảo sát lấy thân thể hắn. Tứ đại sát phương, trước mặt sát thánh cũng chính là một bãi cứt chó, không đáng giá nhắc tới. Diêm La Tử đứng ở hơn mấy chục trượng, khinh thường nhìn Lãnh Tiếu Nhận cùng Long Tịch. Tứ đại sát phương đối với Diêm La Tử hắn cũng ngưỡng mộ qua, nhưng là thời gian 1-2 năm, tứ đại sát phương một mực dậm chân tại chỗ, Diêm La Tử lại đột phá đến chiến thánh cảnh. Đánh bại thần tượng khiến Diêm La Tử có loại cảm xúc bành trướng, thập phần có cảm giác thành công. Các ngươi yên tâm, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp cận tà, Hoàng Tuyền sẽ không tịch mịch. Diêm La Tử nhe răng cười một tiếng, đột nhiên biến mất tại chỗ. Lãnh Tiếu Nhận cùng Long Tịch hai người lưng tựa lưng, đề phòng nhìn bốn phía, thủ đoạn Diêm La Tử ẩn thân thập phần đáng sợ, liền bọn hắn đều bắt không kịp chân hình. Phía dưới Tiêu Phàm đang tiềm hành đi qua nhìn thấy một màn nơi xa, con người băng lãnh tới cực điểm. Cận tà chết khiến hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Long Vũ, ngươi tìm chỗ trốn. Tiêu Phàm trong mắt hung ác, đời này hắn thiếu ân tình cận tà chú định không cách nào trả được. Tiêu Phàm cũng chú ý không được nhiều như vậy, cận tà chết, hắn tuyệt đối không thể để cho thi thể cận tà nhận tổn thương. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đã quản không được bại lộ bản thân, thân hình nhảy lên, nhanh chóng bên trong núi rừng chạy như điên. Như con khỉ, tốc độ nhanh như bôn lôi. Long Vũ thấy thế, trên mặt đều là vẻ lo lắng, khẽ cắn môi, cũng vội vàng cùng đi lên. Phốc phốc phía trên không trung máu tươi bay vụt, trên người Long Tịch cùng Lãnh Tiếu Nhận hai người xuất hiện từng đạo vết kiếm, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Tốc độ bọn họ đã đầy đủ đáng sợ, nhưng Diêm La Tử tốc độ siêu bọn hắn tưởng tượng, bọn hắn toàn lực trốn tránh cũng vẻn vẹn có thể tránh thoát yếu hại công kích mà thôi. Quần áo trên người bọn hắn xuất hiện từng đạo lợi ngấn nhỏ bé, cùng nói là bị kiếm gây thương tích, còn không bằng nói là bị châm loại hồn binh nhỏ bé gây thương tích. Như thế, hai người cho dù không có chiến tử, cũng sẽ đổ máu mà chết. Đi, Long Tịch kêu to một tiếng,
đột nhiên hai tay dùng sức đẩy, đánh vào trên lưng Lãnh Thiếu Nhận. Lãnh Thiếu Nhận vội vàng không kịp chuẩn bị, phun ra một ngụm muộn huyết, thân thể hóa thành một vệt sáng hướng về nơi xa bay đi. Long Tịch, người hỗn trướng, thanh âm phẫn nộ Lãnh Thiếu Nhận truyền đến, bên trong quá trình bay ngược không khỏi quay đầu nhìn Long Tịch một cái. Nhanh rời khỏi nơi này, trên mặt Long Tịch hiện lên nụ cười nhàn nhạt, sau đó, ngực hắn đột nhiên toát ra một chuôi huyết kiếm. Cũng không phải là Long Tịch đột nhiên xuất thủ ám toán Lãnh Thiếu Nhận, mà là Long Tịch không muốn Lãnh Thiếu Nhận chết, cho nên mới xuất thủ đem hắn đánh bay, bằng không mà nói, bọn hắn đều phải chết dưới một kiếm kia. Long Tịch bị thương biết rõ bản thân không cách nào bảo vệ cẩn thận phía sau lưng Lãnh Thiếu Nhận, cho nên mới ra hạ sách này. Diêm La Tử, Lãnh Thiếu Nhận thề, ta nếu không chết, tất đem ngươi lột da chóc thịt, cùng Diêm La Phủ không chết không thôi. Lãnh Thiếu Nhận ngửa mặt lên trời gào thét, hắn hai mắt đỏ bừng, trong mắt có hơi nước bốc hơi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Long Tịch vậy mà tại thời khắc sống còn đã cứu bản thân, hy sinh sinh mệnh mình. Ta nói, các ngươi rất nhanh đều sẽ đoàn tụ. Diêm La Tử ngữ khí băng lãnh, thanh âm hắn thập phần phiêu miểu, lần nữa xuất hiện đã là bên người Lãnh Thiếu Nhận. Lãnh Thiếu Nhận chỉ cảm thấy toàn thân run lên, trường kiếm trong tay vũ động, kiếm khí gào thét, bao phủ bốn phía, không cho Diêm La Tử cơ hội tới gần. Hắn dư quang nhìn phía xa, lại phát hiện, thi thể Long Tịch bị Mộ Dung Dạ mang theo cấp tốc lui lại, hắn trong lòng cũng yên tâm. Chết cũng không sợ, đáng sợ nhất là nhìn thấy bằng hữu của mình cùng huynh đệ tử vong, thậm chí ngay cả thi thể đều không thể bảo trụ. A một tiếng cười khẽ vang lên, đều là vẻ khinh thường. Lãnh Thiếu Nhận cau mày, đột nhiên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, sắc mặt đại biến, hướng về nơi xa hét lớn, Mộ Dung Dạ, chạy mau. Vừa dứt lời, một đạo huyết kiếm từ trong hư không đâm ra, thẳng đến mi tâm Mộ Dung Dạ. Nếu như chỉ là một người, Mộ Dung Dạ muốn chạy ngược lại cũng dễ dàng, nhưng hiện tại hắn còn cố kỵ thi thể Long Tịch cùng Cận Tà, cho dù chết, Mộ Dung Dạ cũng sẽ không bỏ thi thể Long Tịch cùng Cận Tà lại không để ý. Thế nhưng, mang theo thi thể hai người, Mộ Dung Dạ căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng, cho dù chạy trốn cũng rất khó. Hắn trước tiên nghĩ đem thi thể hai người để vào bên trong hồn giới, nhưng thời gian căn bản không kịp. Cũng ngay một khắc này, trong đám người một bạch bào thanh niên cau mày một cái, thần sắc biến hóa không ngừng, hắn một phương diện tựa như rất không nguyện ý nhìn thấy Mộ Dung Dạ tử vong, một phương diện khác lại hận không thể lập tức giết Mộ Dung Dạ. Trên đời này đối với Mộ Dung Dạ còn có loại tâm tình này, cũng chỉ có Mộ Dung Tuyết. Từ khi La Sinh Môn quy thuận Diêm La Phủ về sau, những sát thủ bọn hắn cũng đều gia nhập Diêm La Phủ, Mộ Dung Tuyết chỉ là một trong đó mà thôi. Là hắn diệt gia tộc, hắn đáng chết. Mộ Dung Tuyết khẽ cắn môi, trong mắt sát khí lấp lóe, sau đó lại cúi thấp đầu, tựa như không nguyện ý tận mắt thấy Diêm La Tử giết Mộ Dung Dạ. Mắt thấy huyết kiếm Diêm La Tử cách mi tâm Mộ Dung Dạ chỉ có ba thước, mọi người dường như đã thấy một màn Mộ Dung Dạ mất mạng. Hô, cũng đúng lúc này. Một đạo hắc sắc lưu quang từ phía dưới cổ lâm chui ra, hư không phát ra từng đợt thanh âm bén nhọn. Nếu như Diêm La Tử tốc độ xem như nhanh mà nói, vậy hắc sắc lưu quang đã là nhanh không thể tưởng tượng. Đám người chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một đạo hắc ảnh lướt qua hư không, bóng đen kia lần nữa xuất hiện vậy mà đã ngăn khuất trước người Mộ Dung Dạ. Bất quá, đạo hắc ảnh kia cũng không đình chỉ, mà tiếp tục bắn về phía không trung. Chỉ là theo nó biến mất còn có một đạo bóng người cũng biến mất, chính là Diêm La Tử. Thật nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, đám người mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại, lờ mờ có thể nhìn thấy một điểm đen. Làm sao có thể nhanh như vậy, là lão quái vật xuất thủ sao? Ngọc Diện vô tình kinh ngạc nhìn không trung, con người run nhẹ nhẹ. Hắn thấy, có thể nhanh hơn Diêm La Tử, cũng chỉ có tu sĩ thế hệ trước. Một bên, con người Lưu Ly bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nhìn không trung, run giọng nói, hả, kẻ kia tựa như là Tiêu Phàm. Không có khả năng, Tiêu Phàm làm sao có thể như thế? Nghe được Lưu Ly nói, Ngọc Diện vô tình trước tiên phủ định, nhưng mà khi hắn thấy rõ ràng khuôn mặt đạo thân ảnh trên không trung, thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì hai đạo thân ảnh đang nhanh chóng rơi xuống, theo cự ly càng ngày càng gần. Ngọc Diện vô tình cũng thấy rõ ràng dung mạo hắc y nhân đối diện Diêm La Tử. Trừ Tiêu Phàm, còn có thể là ai đây?
cũng khó trách Ngọc Diện vô tình khiếp sợ như vậy, lần trước Tiêu Phàm vẫn chỉ là chiến hoàng cảnh mà thôi, lúc này mới mấy tháng không gặp, Tiêu Phàm vậy mà đã siêu việt chiến đế cảnh, có thể cùng chiến thánh cảnh Diêm La Tử giao phong. Không chỉ là Ngọc Diện vô tình, chính là Lưu Ly cùng Mộ Dung Tuyết, Mạch Quy, Bạch Chỉ, Lãng Thiên Nhai, Ưng Chảo lão nhân nơi xa, bọn hắn đều không tin. Những người này cũng đều là nhận biết Tiêu Phàm, mấy người vẫn là người quen Tiêu Phàm, dù sao lúc trước Tiêu Phàm là chiếm lấy hạng nhất sát phương thí luyện. Bất quá cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn càng thêm chấn kinh, bởi vì trong lòng bọn hắn, Diêm La Tử là tồn tại bọn hắn không cách nào. Nhưng hiện tại lại có một người đem Diêm La Tử đánh bay, việc này khiến bọn hắn như thế nào tiếp nhận. Phía trên không trung, Tiêu Phàm một tay gắt gao dắt lấy tay Diêm La Tử, một tay khác không ngừng công kích Diêm La Tử đành phải dùng một tay khác phòng ngự. Nhưng mà, mấy quyền tiếp theo, tay trái hắn kém chút gãy xương, sớm đã máu thịt be bét, nào còn dám tiếp tục ngăn cản Tiêu Phàm. Nếu như cứng rắn kháng mấy quyền, đoán chừng toàn bộ cánh tay đều muốn phế bỏ. Chỉ là không tránh mà nói, Tiêu Phàm một quyền nếu như đánh vào ngực hắn, đoán chừng thân thể đều sẽ nổ tung, đây không phải điều Diêm La Tử muốn. Nhìn Tiêu Phàm đối diện nhe răng trợn mắt, phổi Diêm La Tử đều tức điên, hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn tránh thoát cánh tay Tiêu Phàm nhưng mà căn bản tránh thoát không được. Khí lực Tiêu Phàm hiện tại vô cùng khủng bố, cái tay kia gắt gao dắt lấy không thả, mấu chốt hắn hiện tại cũng không dám thả, bởi vì hắn không thể phi hành. Nơi này cách mặt đất không thấp, dù là Tiêu Phàm cũng không muốn tiếp nhận rơi tự do, cũng không phải thân thể không chịu được loại trùng kích này, mà là một khi Diêm La Tử phát hiện vấn đề này, nhất định sẽ thừa dịp khoảng cách công kích hắn, hắn không muốn trở thành bia sống. Tiêu Phàm đối với nhục thân bản thân mặc dù tự tin, nhưng Diêm La Tử là chiến thánh cảnh, có thể giết chết cận tà cùng Long Tịch, cái này đã đủ để chứng minh thực lực hắn cường hãn. Lại đến một quyền, Tiêu Phàm nổi kinh. Tay trái nắm cánh tay phải Diêm La Tử, tay phải dùng hết toàn lực hướng về ngực đánh tới. Một quyền này nếu như đánh trúng, ngực Diêm La Tử tuyệt đối sẽ xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Ảnh sát, Diêm La Tử thấy thế cũng không dám do dự nữa, bỗng nhiên một cỗ khí tức băng lãnh mà u sâm từ trên người hắn tản ra, Tiêu Phàm trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ hàn ý băng lãnh. Hắn rất muốn lập tức đánh bay Diêm La Tử, nhưng trong lòng nhấc lên một cỗ bất an to lớn, nghĩ vậy. Tiêu Phàm vội vàng thu hồi nắm đấm. Hồng hộc, cũng ngay lúc thu hồi nắm đấm, một đạo tuyệt thế sắc bén lưu quang từ trong hư không đi ra, Tiêu Phàm thấy thế hít một hơi lạnh. Diêm La Tử không hổ là sát thánh, nếu như hắn trễ một bước, cánh tay hắn khả năng liền bị chém rụng. Bang, mắt thấy đạo lưu quang chạm hướng Tiêu Phàm cùng Diêm La Tử một cái tay khác, hai người gần như đồng thời động, Diêm La Tử nắm huyết kiếm. Tiêu Phàm nắm lấy tay Diêm La Tử cùng nhau chuyển hướng đạo tuyệt thế lợi mang. Tuyệt thế lợi mang cùng huyết kiếm đâm vào cùng một chỗ, trực tiếp đem huyết kiếm bắn bay, Tiêu Phàm đột nhiên nhấc chân phải lên, một cước đá vào ngực Diêm La Tử. Oanh, hai người vừa chạm vào tức mở, Diêm La Tử như đạn pháo bay ngược mà ra, Tiêu Phàm cũng chẳng tốt đẹp gì, hắn tại hư không lật lăn lộn mấy vòng, sau đó trong cổ lâm trượt 10 trượng mới dừng lại. Sau đó thân thể nhảy lên, lắc mình mấy cái liền xuất hiện trên ngọn một gốc cổ thụ, chỉ là chân hắn lại không có đứng lơ lửng trên không, mà là đứng ở trên nhánh cây, cũng may người bình thường cũng căn bản nhìn không ra dị thường. Hỗn trướng, Diêm La Tử đập ầm ầm trong cổ lâm, vỡ nát mấy cây cổ thụ, thanh âm phẫn nộ từ trong cổ lâm truyền đến. Cũng khó trách hắn tức giận như vậy, qua nhiều năm như vậy hắn còn chưa bao giờ trong tay tu sĩ cùng tuổi ăn thua thiệt, Tiêu Phàm là kẻ thứ nhất. Chủ yếu nhất là, hắn đây là lần thứ hai trên tay Tiêu Phàm ăn thiệt thòi, lần trước bị hắn khống chế tư tưởng xích huyết cũng bị Tiêu Phàm giết. Một lần ăn thiệt thòi cũng liền thôi, hiện tại một hai lần ăn thiệt thòi, Diêm La Tử lại thế nào chịu đựng nổi, lần thứ hai nếu như không lấy lại danh dự, cái kia không phải còn sẽ có lần thứ ba sao? Phải biết, Diêm La Tử vẫn là một chiến thánh cảnh, mà Tiêu Phàm chỉ là một chiến đế cảnh, không đúng, hiện tại Tiêu Phàm chỉ là một người bình thường mà thôi. Diêm La Tử chật vật xuất hiện ở không trung, tóc rối tung bay múa trong gió còn kèm theo máu tươi, cánh tay trái đứt gãy, lượn lờ một tầng hồn lực sương mù. Một cánh tay kém chút bị Tiêu Phàm cho giảm giá, hiện tại đang khôi phục thương thế nhanh chóng. Ngươi chính là Tiêu Phàm,
Diêm La Tử nhe răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm, liếm liếm bờ môi, trong mắt hiện ra một tia huyết sắc quang mang. Xin lỗi, ta tới muộn. Tiêu Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn Diêm La Tử một cái, ngược lại hướng về phía Mộ Dung Dạ cùng Lãnh Tiếu Nhận nơi xa hơi hơi thi lễ. Từ khi Cận Tà bị giết, Tiêu Phàm liền toàn lực lao tới nơi đây, đáng tiếc hắn không cách nào phi hành, hơn nữa muốn đột phá Diêm La Phủ sát thủ vây quanh chỉ có thể từ trong rừng ẩn núp tới. Nhưng mà chính là trong chớp nhoáng chậm trễ, Long Tịch lại chết, phải biết, Long Tịch cũng coi là đại ca Long Vũ A, mặc dù hai người không có cảm tình gì nhưng Long Tịch vẫn là người Long gia. Trách ngươi không được. Mộ Dung Dạ lắc đầu, lần trước bọn hắn mặc dù giúp Tiêu Phàm một lần đại ân, nhưng Tiêu Phàm cũng không có nghĩa vụ tùy thời xuất hiện bảo hộ bọn hắn. Lãnh Tiếu Nhận thật sâu nhìn xác Long Tịch cùng Cận Tà một cái, trong mắt lấp lóe giết sạch, Tiêu Phàm, ngươi đột phá chiến thánh cảnh. Ta cầu ngươi một việc, về sau cái mạng này của Lãnh Mỗ liền là của ngươi. Lãnh huynh nói quá lời, chỉ cần Tiêu Phàm có thể làm, tự nhiên không chối từ. Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói, mặc dù hắn biết rõ Lãnh Thiếu Nhận bọn hắn trước đó giúp mình cũng là mang theo hiệu quả và lợi ích, nhưng không trở ngại Tiêu Phàm hảo cảm đối với bọn hắn. Giúp ta giết Diêm La Tử. Ánh mắt Lãnh Thiếu Nhận dữ tợn nhìn chằm chằm Diêm La Tử, Long Tịch là vì hắn mà chết. Hắn tự nhiên muốn báo thù vì hắn. Chỉ là hắn hiện tại thực lực có hạn, căn bản không phải đối thủ Diêm La Tử. Hơn nữa, hắn cũng không suy nghĩ sự tình Tu La Nô Ấn, chỉ cần có thể giết chết Diêm La Tử đã đủ. Lại thêm ta. Mộ Dung Dạ nhìn thấy Tiêu Phàm không có đáp ứng, hắn lại mở miệng nói. Tứ đại sát phương mặc dù ngông nghênh cương trực, cho tới bây giờ không muốn quy thuận một người hoặc là một phe. Dù là tổ chức sát thủ cũng chỉ là rèn luyện bản thân mà thôi, nhưng vì báo thù cho Long Tịch cùng Cận Tà bọn hắn, hai người đều nguyện ý từ bỏ tôn nghiêm. Cũng không phải Tiêu Phàm không muốn đáp ứng, mà là hắn hiện tại thân thể hết sức đặc thù, căn bản là bay không nổi, trước kia cũng chỉ là thừa dịp bất ngờ đánh lén thành công mà thôi. Tiêu Phàm, còn có ta. Đột nhiên, Long Vũ từ phía dưới cổ lâm bay vụt tới, rơi vào Tiêu Phàm cách đó không xa. Nhìn thi thể Long Tịch, ánh mắt hiện ra nước mắt. Hai vị, Tiêu Phàm hướng các ngươi cam đoan, nhất định tự tay làm thịt tên Long Dương kia. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, hắn là rất ít cam đoan với người khác. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy thi thể Long Tịch với Cận Tà, cùng nước mắt Long Vũ, Tiêu Phàm liền lửa giận xen lẫn. Diêm La Tử, hắn nhất định phải giết, nhưng mấu chốt là giết thế nào? Dám nhục mạ Diêm La Tử đại nhân. Ngươi tự tìm cái chết. Muốn giết Diêm La Tử đại nhân, ngươi cho rằng ngươi là gì? Đại nhân giết ngươi liền như bóp chết một con giun dế. Thật sự cho rằng vừa mới đánh lén thành công liền vô địch thiên hạ sao? Diêm La Phủ nghe được Tiêu Phàm nói, tất cả đều vô cùng phẫn nộ, đây chính là cơ hội thật tốt nịnh nọt Diêm La Tử, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Diêm La Tử sát mang bắn ra bốn phía, nếu như chỉ là mắng hắn, hắn vẫn chỉ phẫn nộ. Mắng hắn Long Dương, hắn liền đã muốn giết người. Giết bọn hắn cho bản thánh tử, về phần hắn, bản thánh tử tự mình lấy mạng chó của hắn. Diêm La Tử kinh hô gào thét, ngữ khí lạnh buốt tới cực điểm. Hắn chưa từng muốn giết một người như này, Tiêu Phàm tuyệt đối là kẻ thứ nhất. Diêm La Tử, đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh đột nhiên từ đằng xa đạp không mà lên, xuất hiện cách Diêm La Tử không xa. Dám cản bản thánh tử, người muốn chết sao? Diêm La Tử lạnh lùng quét một cái, chính là Chiến Thiên Long, nếu như không phải coi Tư Không Tàng kiếm phân thượng, hắn trực tiếp liền động thủ. Người diệt gia tộc ta, còn mời Diêm La Tử đem hắn nhường cho ta. Chiến Thiên Long hít sâu một cái nói, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, đỏ bừng vô cùng. A, Diêm La Tử không nghĩ tới Chiến Thiên Long lại là tới giết Tiêu Phàm. Hắn một cái liền có thể nhìn ra tu vi Chiến Thiên Long, chiến đế đỉnh phong. Vừa mới hắn cùng với Tiêu Phàm giao thủ, căn bản không kịp nhô ra ranh giới cuối cùng Tiêu Phàm, bởi vì bị Tiêu Phàm nắm lấy hai tay, một mực bị áp chế. Lấy thực lực Chiến Thiên Long có lẽ có thể thăm dò ra ranh giới cuối cùng Tiêu Phàm, nếu như Chiến Thiên Long có thể giết hắn cũng liền thôi, nếu như giết không được, đến thời điểm bản thân xuất thủ cũng không muộn. Cho phép ngươi lấy mạng cho hắn. Diêm La Tử chậm rãi thu liễm sát ý, một bộ dáng xem kịch vui. Đa tạ Diêm La Tử.
Chiến Thiên Long hơi hơi thi lễ, bỗng nhiên, khí thế trên người hắn tăng vọt, hướng về Tiêu Phàm đánh giết. Trước đó nhìn thấy Tiêu Phàm hắn còn tương đối thưởng thức Tiêu Phàm làm người, nhưng hiện tại, gia tộc của hắn đều diệt trên tay Tiêu Phàm, Chiến Thiên Long đối với Tiêu Phàm đã hận thấu xương. Có thời điểm chính là như vậy, có ít người vốn có thể không trở thành địch nhân, nhưng cuối cùng lại đối mặt sinh tử, đây chính là bi ai tu sĩ. Bất quá cũng chính là dạng ma sát này mới có thể sinh ra cường giả chân chính, Tiêu Phàm một đường đi tới, dưới chân đâu đâu cũng có xương khô cùng máu tươi, dạng sự tình này hắn sớm đã nhìn quen. Tiêu Phàm, ta tới ứng phó hắn. Long Vũ đạp không mà lên, xông thẳng đến Chiến Thiên Long. Nàng nắm giữ băng tộc huyết mạch, chưa hẳn không phải đối thủ Chiến Thiên Long. Nhìn thấy Long Vũ đánh tới, Chiến Thiên Long đột nhiên ngừng bước chân, không có xuất thủ. Ngược lại lạnh giọng nói, Tiêu Phàm, ngươi sẽ không trốn ở sau lưng một nữ nhân chứ? Ngươi đường đường là Tu La Điện Chủ. Cái gì, Tu La Điện Chủ, đám người nghe vậy, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Nơi này phần lớn người đều là 4 tháng trước tiến vào bạo loạn chi hải, tự nhiên không có nghe nói sự tình Tiêu Phàm, bọn hắn đến nơi này liền là tìm kiếm Tu La Điện, hoặc có lẽ là Tu La truyền thừa. Hiện tại nghe được cái tên này, bọn hắn như thế nào không khiếp sợ? Người mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Thanh âm bén nhọn của Diêm La Tử vang lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khó tin. Long Dương, ngươi không phải không biết hắn chính là Tu La Điện Điện Chủ chứ? Đúng rồi, hắn là cửu trưởng lão huyết lâu, cũng chính là người thừa kế huyết lâu. Nơi xa tư không tàng kiếm âm dương quái khí nói. Ngươi nói thật, mặt Diêm La Tử âm trầm. Lần này tức giận. Ta lừa ngươi có ý nghĩa gì? Tư không tàng kiếm cười nhạt một tiếng, chỗ sâu đáy mắt lóe qua một vòng lãnh quang, trong lòng trầm ngâm nói, mặc dù giết hắn cũng không thể đến Tu La truyền thừa, nhưng được Tu La kiếm hẳn là không có vấn đề. Diêm La Tử nghe vậy, hận không thể lập tức giết Tiêu Phàm, bất quá hắn không có động thủ, bởi vì hắn rất rõ ràng, Tu La điện chủ không phải dễ giết như vậy. Long Vũ, ngươi tránh ra. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, đạp chân xuống, thân thể nhảy lên thật cao, trong nháy mắt xuất hiện ở một hòn đá trên mặt đất. Hắn đã sớm biết rõ thân phận một khi bại lộ đó là khẳng định giấu không được, đây cũng là nguyên nhân hắn cố gắng ẩn tàng thân phận bản thân. Nếu như không phải bị mấy đại gia tộc Vô Song Thánh Thành cùng Chiến Thần Điện phân điện bức bách, hắn cũng sẽ không bại lộ thân phận bản thân. Tiêu Phàm, ánh mắt Long Vũ lộ ra vẻ lo lắng. Nàng có thể mặc kệ Tiêu Phàm là cái gì Tu La Điện Chủ, trong mắt của nàng, Tiêu Phàm chỉ là nam nhân nàng nhận định, chỉ lần này mà thôi. Yên tâm, ta không sao, ngươi và bọn Lãnh Tiếu Nhận ở cùng một chỗ. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Long Vũ hít sâu một cái cuối cùng vẫn nghe theo Tiêu Phàm nói, hướng về phương hướng Lãnh Tiếu Nhận cùng Mộ Dung Dạ bay đi, giờ phút này, thi thể Long Tịch cùng Cận Tà đã được Mộ Dung Dạ thu nhập vào bên trong hồn giới. Ba người đề phòng nhìn bốn phía, sợ bị người đánh lén, nhất là Diêm La Tử, hắn tùy thời có thể uy hiếp được tính mạng bọn họ. Tiêu Phàm, nguyên bản chúng ta cho dù không phải bằng hữu nhưng chí ít không phải địch nhân, chiến gia ta mạnh hơn nghìn người, Chiến Thiên Long nhất định phải cho bọn hắn một cái công đạo. Chiến Thiên Long hít sâu một cái, dù là hắn biết rõ không phải đối thủ Tiêu Phàm, nhưng không có mảy may do dự. Thân là một nam nhân. Nếu như ngay cả dũng khí báo thù đều không có, còn không bằng không muốn sống trên đời này. Vừa dứt lời, khí tức trên người Chiến Thiên Long không ngừng tăng lên, quanh thân đan xen kim sắc lôi điện, hung mãnh gào thét. Có một số việc không phải chúng ta có thể chi phối, ta sẽ cho ngươi một cái chết thể diện. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu. Nếu như là trước đó Tiêu Phàm nói ra lời này những người khác nhất định sẽ khịt mũi coi thường, càng nhiều người sẽ suốt nói châm chọc. Nhưng hiện tại, không người nào dám khinh thường Tiêu Phàm. Chỉ cần nghe nói qua bốn chữ Tu La Điện Chủ này, đều rất rõ ràng Tu La Điện Chủ đáng sợ. Giết, Chiến Thiên Long gầm thét một tiếng, đột nhiên, quanh người hắn nhấc lên hồn lực phong bạo đáng sợ, quanh thân hắn ngưng tụ ra một vòng xoáy phong lực to lớn. Vòng xoáy phong bạo nhanh chóng hướng về bốn phía gào thét đi, hóa thành một mảnh phong bạo chi hải. Trong chớp nhoáng này, thiên địa mãnh liệt rung rung. Tu sĩ bốn phía nhao nhao hướng về nơi xa chạy đi. Cửu phẩm đỉnh cấp chiến hồn, phong bạo chi hải. Con người đám người khẽ run lên,
ngay cả Diêm La Tử cùng Tư Không Tàng Kiếm trong mắt đều lóe qua vẻ khác lạ. Cửu phẩm chiến hồn phong bạo chi hải, cho dù tại chiến thần điện hoặc là Diêm La Phủ cũng coi là chiến hồn cấp cao nhất, không nghĩ tới xuất hiện ở trên người một đệ tử dòng thứ chiến gia. Đáng tiếc chiến hồn tốt như vậy, nếu như tại bản gia chiến gia nhất định sẽ dược trọng điểm bồi dưỡng, cho dù ta cũng muốn hâm mộ, dạng thực lực này ít nhiều cũng có thể thăm dò ra ranh giới cuối cùng đi, cũng đừng khiến ta thất vọng. Tư Không Tàng Kiếm lắc lắc đầu nói. Hắn sở dĩ còn không có xuất thủ cũng là không có quá nhiều nắm chắc ứng phó Tiêu Phàm, đến Vô Song Thánh Thành, hắn cũng nghe nói sự tình Tiêu Phàm, mặc dù có chút không tin, nhưng vẫn cẩn thận là hơn. Để Chiến Thiên Long ứng phó Tiêu Phàm, kỳ thật cũng là chủ ý hắn. Hôm nay, không phải ngươi chết chính là ta vong. Chiến Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên liền thi triển ra toàn lực, cũng đủ để biểu hiện hắn thận trọng đối với Tiêu Phàm. Bàn tay huy động, phong bạo chi hải tách ra khí thế hung mãnh, lực xoắn đáng sợ cuồn cuộn gào thét, hướng về Tiêu Phàm đánh giết. Tiêu Phàm lẳng lặng đứng trên mặt đất, mặc cho phong bạo chi hải diễn tấu, hắn bất động như núi. Đối với Chiến Thiên Long người này, Tiêu Phàm vẫn còn có chút thưởng thức, nếu như không phải chiến gia, có lẽ hai người cũng sẽ không trở thành địch nhân, nhưng mà thế sự trêu người. Sau một lát, Tiêu Phàm đã ở giữa phong bạo chi hải, phong bạo chi lực mãnh liệt giống như vô số đao kiếm cắt thân thể hắn. Bang bang, hư không phát sinh từng đợt thanh âm kim loại va chạm, đốm lửa bắn tứ tung, cũng may người bên ngoài nhìn không thấy tất cả những thứ này, bằng không mà nói không phải làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Nhục thân cứng cỏi thế này đơn giản có thể chống lại cùng cửu phẩm hồn binh. Tiêu Phàm, xuất ra toàn bộ thực lực đi, giết ngươi dạng này, cho dù báo thù, Chiến Thiên Long ta sẽ không cảm kích. Chiến Thiên Long chỉ dẫn phong bạo chi hải hướng về Tiêu Phàm áp bách tới. Vô cùng vô tận lực xoắn bao phủ Tiêu Phàm, dưới chân hắn thạch đầu sớm đã sụp đổ, mặt đất đất đá bắn ra bốn phía, bụi bặm tràn ngập. Toàn bộ sơn cốc trong lúc nhất thời loạn thành một bầy, cổ thụ bay tứ tung, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn bay vụt tại hư không. Ngoại giới tất cả mọi người tâm thần đều bị Tiêu Phàm cùng Chiến Thiên Long đại chiến hấp dẫn. Bọn hắn nghiễm nhiên không có phát hiện trong hư không xuất hiện nguyên một đám vòng xoáy nhỏ bé, những vòng xoáy này chậm rãi biến lớn, hướng về bốn phía khuếch tán. Bất quá cho dù nhìn thấy, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng đây là Chiến Thiên Long chiến hồn biến thành. Phong bạo chi hải bên trong, Tiêu Phàm ngẩng đầu, lẳng lặng đánh giá bốn phía, tựa như phong bạo chi hải căn bản không cùng hắn có quan hệ gì. Cái chiến hồn phong bạo chi hải quả thật không tệ. Nếu như không phải hiện tại thể chất ta đặc thù, coi như ứng phó nó có lẽ cũng bị ăn thiệt thòi lớn. Tiêu Phàm nhìn phong bạo chi hải cuồng bạo, thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà Tiêu Phàm mặt không biểu tình làm Chiến Thiên Long tưởng rằng đang xem thường hắn, hắn lập tức nhe răng trợn mắt lên, cuồn cuộn chiến ý chậm rãi biến thành sát ý. Lôi chi phong bạo, Chiến Thiên Long gầm lên giận dữ. Nguyên bản bên trong phong bạo chi hải ảm đạm vô quang đột nhiên đan xen lít nha lít nhít lôi điện chi lực so sánh với phong lực muốn hung mãnh và đáng sợ rất nhiều. Phốc phốc, lôi điện phong bạo chạm trên người Tiêu Phàm, da rẻ vỡ tan, bay vụt ra từng tia máu tươi, trên mặt, trên tay hắn, tất cả đều bị lôi điện phong bạo xé rách ra. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, thương thế bên ngoài thân Tiêu Phàm lại trong nháy mắt phục hồi như cũ. Chỉ là đau đớn làm hắn có chút khó mà chịu đựng. Tiêu Phàm rất muốn tránh nhưng hắn hiện tại trừ lực lượng và tốc độ kinh người, liền một chiêu nhất phẩm chiến kỹ đều thi triển không ra, làm sao có thể né tránh đây. Cả tòa sơn cốc đều bị lôi điện đầy trời bao trùm, cho dù muốn tránh cũng trốn không được. Oanh, Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị một đạo lôi điện phong bạo đánh bay, lồng ngực xuất hiện một lỗ hổng dài một thước, máu tươi bắn ra. Cùng lúc đó, thân thể Tiêu Phàm cũng bị một cỗ đại lực đánh bay, đập ầm ầm trên mặt đất, nhưng mà không đợi hắn phản ứng, lôi điện phong bạo khác lần nữa oanh trên người hắn. Tiêu Phàm cơ hồ không có bất kỳ sức phản kháng, hắn tựa như đống cát, bị lôi điện phong bạo oanh tới, đập tới. Tiêu Phàm, coi như ngươi bây giờ hối hận giết chiến gia ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, mối thù diệt tộc không đội trời chung. Áy náy, hối hận, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chiến Thiên Long gào thét. Nhìn thấy Tiêu Phàm không có bất kỳ phản kháng, Chiến Thiên Long còn tưởng rằng Tiêu Phàm vì diệt chiến gia mà cảm thấy áy náy cùng hối hận. Áy náy,
hối hận. Ta cho tới bây giờ chưa từng có hối hận, coi như Chiến Phong Lôi hiện tại ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không chút do dự cắt đứt cổ hắn. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Làm qua rồi, hắn cho tới bây giờ liền không có hối hận, dù là Tiêu Phàm giết chết Chiến gia quả thật có một chút người vô tội uổng mạng, nhưng hắn không hối hận, bởi vì biến thành tu la hoàn toàn thể chính là bị Chiến Phong Lôi bức ra. Nhân quả Chiến gia diệt tộc cuối cùng là tại Chiến Cuồng Tôn và Chiến Phong Lôi. Chiến Phong Lôi kém chút giết bọn Lăng Phong và Bàn Tử, Tiêu Phàm hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, như thế nào lại hối hận đây? Bất quá thù là thù, hận là hận, Tiêu Phàm hắn diệt Chiến gia, Chiến Thiên Long bây giờ tìm hắn báo thù cũng hợp tình hợp lý. Đáng tiếc, Tiêu Phàm không phải thiện nhân, không có khả năng đứng ở nơi này dướn cổ tùy ý Chiến Thiên Long giết, đối với người muốn giết mình, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không bỏ qua. Không phải hắn hiện tại không phản kích, mà là hắn căn bản không có bất kỳ cái gì tu vi cùng hồn lực, muốn phản kích đều phản kích không được. Hắn nhất định phải chờ đợi một cơ hội, chờ lấy Chiến Thiên Long tới gần hắn, đến thời điểm bộc phát ra toàn bộ thực lực, lại nhất kích tất sát. Đi chết đi! Chiến Thiên Long gầm thét một tiếng, lôi điện phong bạo đáng sợ triệt để phát cuồng, hướng về Tiêu Phàm nghiền ép, muốn đem Tiêu Phàm đè chết. Hắn cả người theo sát phía sau. Chậm rãi hướng tới gần Tiêu Phàm. Thân thể Tiêu Phàm nửa ngồi, con người bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trên không trung, hắn cho tới bây giờ chưa từng thử qua cảm giác không muốn giết một người, nhưng lại không thể không giết một người. Trước kia hắn giết người, mặc dù cũng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng cảm giác cùng Chiến Thiên Long có chút khác biệt. Có lẽ cái bóng mở luyện tâm tháp kia nói không sai, ta nhất định phải bên trong giết chóc cùng huyết phũ trưởng thành, dù là giết chóc. Không phải do ta suy nghĩ. Tiêu Phàm chậm chạp nói, bỗng nhiên tựa như minh bạch đạo lý. Sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên động, hắn hai tay chống đỡ mặt đất, dưới chân hơi hơi dùng sức, hai chân hung hăng đạp ở mặt đất, cả người như là tiễn rời dây cung bắn nhanh ra. Phương hướng kia chính là Chiến Thiên Long, tốc độ cùng trước đó ứng phó Diêm La Tử cũng không chậm mảy may. Rốt cục động thủ, chính như ta mong muốn, Chiến Thiên Long nhe răng trợn mắt. Không thể không nói, hắn là chân chính cuồng chiến, giờ phút này chỉ muốn cùng Tiêu Phàm thống thống khoái khoái một trận. Lôi thần chi trưởng, sắc mặt Chiến Thiên Long kìm nén đến đỏ bừng, gân xanh nổi lên, hắn đột nhiên duỗi ra bàn tay, phong bạo đầy trời đột nhiên điên cuồng tuôn hướng hắn, dường như hướng về bên trong bàn tay hội tụ, cùng trưởng lực dung hợp tại cùng một chỗ. Thời gian một cái hô hấp, phong bạo chi hải trong sơn cốc đều biến mất hết. Đám người có thể rõ ràng nhìn thấy một đạo kim sắc trưởng cương to lớn giận bổ xuống. Bên trong trưởng cương dung hợp lôi điện cùng phong bạo lực lượng, dù là cách xa nhau mấy trăm trượng, đám người cũng cảm giác có chút ngạt thở. Lôi thần chi trưởng, con người từ không tàng kiếm cùng Lạc Vũ Lạc hai người hơi hơi co rụt lại, trong đầu không tự giác hiện lên một đạo thân ảnh, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Chiến Thiên Long thi triển đúng là lôi thần chi trưởng. Nhưng còn xa xa không cách nào cùng một trưởng kia trong truyền thuyết so sánh, thậm chí một trong vạn phần uy lực cũng chưa tới. Một trưởng này, cho dù chiến thánh sơ kỳ đoán chừng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ánh mắt đám người nhìn chằm chặp bên trong sơn cốc, sợ bỏ lỡ cái gì. Ầm ầm, thanh âm va chạm to lớn truyền ra, cuồng phong gào hét giận dữ, nghiền ép lấy không gian, một cỗ phong bạo đáng sợ hướng về bốn phương tám hướng quét sạch đi. Cả tòa sơn cốc đều bị san thành bình địa. Hả, đám người đôi mắt khẽ run lên, tất cả đều hướng về không trung nhìn lại, nơi đó có một vệt sáng lên như diều gặp gió, xông thẳng cửu tiêu. Chiến Thiên Long bị một nắm đấm đánh xuyên ngực, thân thể hiện lên hình cong, bị Tiêu Phàm mang theo không ngừng bay về không trung, từng giọt máu tươi vẫy xuống. Ta thua, Chiến Thiên Long thản nhiên nói, không vui không buồn. Ngươi vốn không cần chết. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, mặc dù hắn không có nương tay, nhưng vừa mới một quyền kia, còn không đủ để giết Chiến Thiên Long, chỉ là thời điểm mấu chốt, Chiến Thiên Long lùi bước mà thôi. Có thời điểm, sống sót so với cái chết càng đáng sợ, Tiêu Phàm, giúp ta một chuyện. Chiến Thiên Long lắc đầu, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Ngươi nói, Tiêu Phàm cau mày một cái, cuối cùng vẫn gật gật đầu nói. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tốc độ Tiêu Phàm cùng Chiến Thiên Long rốt cục chậm xuống, cuối cùng hướng về mặt đất cực tốc rơi xuống, Long Vũ mấy người nhanh chóng hướng về vị trí Tiêu Phàm tới gần.
thật đúng là phế vật, giết bọn hắn. Diêm La Tử lạnh lùng nhìn không trung, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, Diêm La Phủ sát thủ không chút do dự hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Nơi xa, Tư Không Tàng kiếm híp hai mắt nhìn không trung, cũng không có động thủ, ngược lại cau mày, đang trầm tư cái gì. Ca, Chiến Vũ Yến cắn chặt bờ môi, nước mắt cũng nhịn không được nữa phun ra ngoài, những ngày qua, đối với nàng đả kích quá lớn. Nàng vốn là thiên chi kiêu tử vô song thánh thành, nhưng mà ngắn ngủi mấy tháng, gia tộc diệt vong, Chiến Thần Điện phân điện cũng bị Chiến gia khác thay thế. Hiện tại, thân nhân duy nhất Chiến Thiên Long vậy mà cũng chết, trên đời này, nàng đã lẻ loi trơ trọi một người. Tư Không thiếu gia, Chiến Thiên Long giống như nói với Tiêu Phàm cái gì. Bên cạnh, một thanh niên mặc hỏa hồng bào đột nhiên mở miệng nói, dư quang quét Chiến Vũ Yến một cái, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Hừ, phế vật, Tư Không Tàng kiếm lạnh rên một tiếng, trong mắt lấp lóe sát mang, trong lòng trầm giọng nói, tình nguyện chết cũng không nguyện ý thần phục ta sao. Nói đến đây, Tư Không Tàng kiếm lại nhìn về phía Chiến Vũ Yến nói, hắn diệt Chiến ra ngươi, giết ngươi huynh trưởng, ngươi không hận hắn. Chiến Vũ Yến khẽ cắn môi. Sát khí nặng nề nói, ta hận không thể đem hắn lột ra chóc thịt. Ăn thịt, uống máu hắn. Yên tâm, bản thiếu gia sẽ cho ngươi cơ hội. Tư Không Tàng kiếm nhếch miệng cười nói, trong mắt lóe lên một vẻ dâm tà, cảm giác thân thể một trận khô nóng. Nhìn thấy Chiến Vũ Yến đẹp như vậy, mỹ nữ nóng bỏng vô cùng, nam nhân thật đúng là chịu đựng không nổi, Tư Không Tàng kiếm cũng không ngoại lệ. Cũng đúng lúc này. Dư quang Tiêu Phàm quét Chiến Vũ Yến cùng Tư Không Tàng kiếm một cái, sau đó nhìn Chiến Thiên Long, hít sâu một cái, tốt, ta đáp ứng ngươi. Đa tạ, Chiến Thiên Long trên mặt hiện lên một ý cười, sau đó nhắm lại hai mắt. Nhìn thi thể Chiến Thiên Long, Tiêu Phàm thật lâu không thể bình tĩnh, đối với Chiến Thiên Long, hắn không có thù, chỉ là Chiến Thiên Long cùng hắn có thù mà thôi, giết hắn chỉ là bất đắc dĩ. Trong con người Tiêu Phàm lóe qua một vẻ bất đắc dĩ. Lạnh lùng quét nơi xa sát thủ đánh tới một cái, trong lòng chậm chạp nói, giết người cũng không đáng sợ, đáng sợ là trừ giết người, liền mình là ai cũng quên. Hồi tưởng lại tình hình biến thành tu la hoàn toàn thể, trong lòng Tiêu Phàm hoảng sợ một trận, nếu như có thể, hắn tình nguyện cả một đời đều sẽ không biến thành cái bộ dáng kia. Tiêu Phàm, người không sao chứ? Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, Long Vũ, Lãnh Tiếu Nhận cùng Mộ Dung Dạ đi tới bên người Tiêu Phàm. Phiền các ngươi thay ta đem thi thể hắn thu hồi. Mặc dù giết Chiến Thiên Long, nhưng hắn không muốn đem thi thể vứt bỏ hoang dã. Nhìn thấy Lãnh Tiếu Nhận cùng Mộ Dung Dạ không hiểu nhìn bản thân, Tiêu Phàm vừa khổ cười nói, ta hiện tại thân thể đặc thù, không cách nào mở ra hồn giới. Không cách nào mở ra hồn giới. Lãnh Tiếu Nhận kinh ngạc vô cùng, bất quá vẫn là đem thi thể Chiến Thiên Long thu nhập bên trong hồn giới. Việc này nói rất dài dòng. Nói đơn giản một chút chính là ta hiện tại không thi triển được hồn lực. Tiêu Phàm lắc đầu, trong con người đột nhiên phóng một đạo lãnh quang, qua một lúc lại giải thích, hiện tại trước đối phó bọn hắn, sau lại nói. Trên không trung chiến đấu, Tiêu Phàm cực kỳ bị động, Lãnh Tiếu Nhận cùng Mộ Dung Dạ mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là không do dự, bốn người cấp tốc hướng về phía dưới bay vụt. Ngăn lại bọn hắn, đừng để bọn hắn xuống đất. Diêm La Tử nhìn ra nơi không tầm thường, quát chói tai một tiếng, thân hình đột nhiên đánh giết mà ra. Trước đó hắn còn không có phát hiện, thẳng đến hiện tại Long Vũ dìu thân thể Tiêu Phàm chậm rãi hướng về mặt đất, Diêm La Tử lập tức phảng phất tới, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Hắn rốt cục minh bạch, tại sao trước đó Tiêu Phàm gắt gao bắt tay hắn, bởi vì Tiêu Phàm căn bản là không thể phi hành, một khi cùng hắn tách ra, nhất định sẽ bị hắn ngược sát, dù sao. Một người trên không trung không cách nào phi hành, căn bản không thể mượn lực. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Diêm La Tử phát hiện Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều không có hồn lực ba động. Mặc dù hắn không minh bạch Tiêu Phàm không hồn lực tại sao cường đại còn như thế, nhưng điểm này không trở ngại hắn diệt sát Tiêu Phàm. Hiện tại Tiêu Phàm còn tại không trung, chém giết Tiêu Phàm là cơ hội tốt, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bị phát hiện, Tiêu Phàm sầm mặt lại. Thầm nghĩ trong lòng không tốt, vội vàng kêu lên, nhanh xuống dưới. Trên không trung, đừng nói chiến thánh, chính là chiến đế đoán chừng đều có thể chậm rãi ngược sát hắn, nhục thân hắn rất mạnh, nhưng chịu không được thời gian dài, dù sao, máu tươi một người là có hạn. Muốn chạy,
có phải đã trễ hay không? Một đạo thanh âm băng lãnh đột nhiên từ hư không vang lên, một đạo huyết sắc lợi mang từ trong hư không bắn ra. Cẩn thận, Tiêu Phàm kêu sợ hãi, vội vàng đem Long Vũ kéo tới, một cái tay hướng về phía trước đánh tới, đáng tiếc không thể thi triển hồn lực, chỉ có thể dùng nhục thân chém giết. Phốc, huyết sắc lợi kiếm xuyên thủng bàn tay Tiêu Phàm, sau đó đâm vào đầu vai Tiêu Phàm, máu tươi bắn nhanh ra. Phản ứng ngược lại rất nhanh, Diêm La Tử từ hư không hiển hiện mà ra, con người băng lãnh tới cực điểm. Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, một cái tay khác ba một tiếng, gắt gao nắm lấy cổ tay phải Diêm La Tử, nhếch miệng cười nói, chết nhân yêu, lại bắt được ngươi. Tiêu Phàm, mấy người lãnh tiếu nhận lấy lại tinh thần, phía sau lưng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Các ngươi ngăn lại bọn hắn, nơi này giao cho ta. Tiêu Phàm căn bản không để ý tới thương thế trên tay cùng đầu vai, tựa như thân thể và bàn tay không phải hắn. Hắn không muốn để cho Diêm La Tử chạy, gia hỏa này năng lực ẩn thân thập phần quỷ dị, cho dù Tiêu Phàm tùy tiện phát hiện không được cũng may kẻ này ngu dốt quá tự tin, giết người trước đó nói một câu, bằng không Long Vũ khả năng liền không may. Cẩn thận một chút, Long Vũ ba người để lại một câu nói, liền thẳng hướng tu sĩ Diêm La Phủ, lấy thực lực ba người, thời gian ngắn là không có vấn đề. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn Diêm La Tử, trong đầu hắn lóe qua nguyên một đám suy nghĩ. Đến cùng như thế nào mới có thể giết chết hắn? Gia hỏa này có vẻ như không giữ được bình tĩnh, trước chọc tức một chút, để hắn đem tất cả lửa giận chuyển rời đến trên người ta trước, như vậy thì sẽ không châm đối Long Vũ bọn hắn. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lập tức giễu cợt nói, Diêm La Tử đúng không? Ta xem ngươi cứ gọi yêu nhân đi, kêu Long Dương đều là đang khen ngươi. Hảo hảo nam nhân không làm, đi làm nữ nhân, không đúng. Là bất nam bất nữ yêu nhân, ta thực sự thay mẹ ngươi khó chịu, sớm biết rõ thời điểm sinh ngươi liền nên trực tiếp một bức kẹp chết ngươi. Đúng rồi, ta nghe nói chủ Diêm La Phủ phủ có vẻ như kêu cái gì Diêm La Thiên Tử đi, ngươi có phải là con riêng hắn hay không? Chẳng lẽ hắn cũng là yêu nhân? Ngươi nhân yêu thiên sinh chính là dưa leo, thiếu ăn đập. Hậu thiên thuộc hạch đào, thiếu nện. Nếu ta là ngươi, bản thân tè dầm làm bản thân chết đuối. Tiêu Phàm liên tiếp chửi, giận mắng một trận, mắng Diêm La Tử căn bản không kịp mắng lại, thậm chí ngay cả hoàn thủ đều quên, không thể không nói, vương bài áp hòm Tiêu Phàm đều cầm đi ra. Ta muốn giết ngươi, sau đó đem miệng ngươi vá lại. Sắc mặt Diêm La Tử kìm nén đến đỏ bừng, hồi lâu mới biệt xuất một câu. Phốc, Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm lão huyết, trong lòng thầm mắng, Diêm La Tử, quả thực là không cứu được ngươi. Nhìn thấy Tiêu Phàm bật cười, Diêm La Tử cũng cảm giác không thích hợp, rất muốn xuất ra hùng uy nam nhân, đáng tiếc liền mắng chửi người đều the thé. Mắng không được, vậy dĩ nhiên chỉ có đánh, cùng Tiêu Phàm giao thủ, hắn cũng đại khái biết rõ ranh giới cuối cùng Tiêu Phàm. Chính diện đối địch, hiện tại Tiêu Phàm cũng không phải đối thủ của hắn, đánh lén càng thêm không thể. Hơn nữa, Tiêu Phàm giờ phút này không thể phi hành, chỉ cần tránh thoát hắn chiến đấu. Muốn giết chết hắn rất dễ dàng. Hư không thánh vực, quỷ trảo. Một tiếng quát chói tai, quanh thân Diêm La Tử đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh to lớn, thân thể vài chục trượng lộ ra một cỗ bá đạo cùng cuồng mãnh. Xa xa nhìn lại, đó là một đầu cự thú toàn thân có chút trong suốt, u quang lấp lóe, hơn nữa còn mọc ra bốn cái lợi trảo. Tiêu Phàm một cái liền nhận ra cự thú là vật gì, chính là cửu phẩm chiến hồn hư không thánh thú. Khó trách có thể ẩn tàng hư không, nguyên lai là lĩnh ngộ hư không thánh thú bí kỹ ẩn không. Tiêu Phàm híp hai mắt, trong mắt có vẻ ngưng trọng. Hư không thánh thú chính là cửu giai đỉnh cấp hồn thú, nắm giữ năng lực ẩn tàng hư không, đây cũng là nguyên nhân năng lực ẩn thân Diêm La Tử tại sao quỷ dị như vậy. Chỉ là không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, lợi trảo từ trên cao gào thét mà xuống, Diêm La Tử đạt tới cấp độ này. Cửu phẩm chiến hồn hư không thánh thú đã hòa vào huyết mạch. Đồng dạng, hư không thánh thú rời thể cũng có thể phát huy ra tính thực chất công kích, điểm này cùng phía dưới bát phẩm chiến hồn hoàn toàn khác biệt. Lúc lợi trảo kia gào thét tới, Tiêu Phàm cảm giác một cỗ hư không lực lượng quỷ dị từ bốn phương tám hướng mãnh liệt đến, khiến thân thể hắn như hãm bùn trạch. Trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, chiến thánh cảnh thánh vực quả nhiên đáng sợ, nhất là một chút lĩnh vực đặc thù. Cho dù hắn đều ứng phó không được.
Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của Diêm La Tử cũng thập phần phong phú, biết rõ mình bị hắn tóm là không có khả năng giết hắn, cho nên nghĩ trăm phương ngàn kế tránh thoát dây dưa. Lợi trảo hư không thánh thú tuyệt đối có thể mang đến cho Tiêu Phàm nguy hại, mấu chốt là hắn căn bản không dám tùy tiện buông tay, một khi buông tay, há không phải rơi vào tính toán của Diêm La Tử. Thế nhưng không né tránh, lợi trảo kia chém xuống sẽ không phải dễ dàng tiếp nhận như vậy. Căn bản không có quá nhiều thời gian cho Tiêu Phàm suy nghĩ, đạo lợi trảo kia đã đi tới bên cạnh Tiêu Phàm, khóe miệng Diêm La Tử uốn cong lộ ra một tia tà tà tựa như âm mưu đạt được. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, vẫn lựa chọn buông cánh tay Diêm La Tử. Ngay lúc đó, thân thể Tiêu Phàm xoay giữa không trung, một cước đột nhiên hướng về phía trên đá tới, nụ cười trên mặt Diêm La Tử trong nháy mắt ngưng kết ở nơi nào, một đạo huyết kiếm kẹp theo mấy chiếc răng bắn ra. Chỉ thấy thời khắc Tiêu Phàm buông ra Diêm La Tử, thân thể xoay người giữa không trung, một cước đá vào trên cằm Diêm La Tử, thân thể hai người đều bay ngược ra. Giống. Chiến hồn hư không thánh thú của Diêm La Tử nổi giận gầm lên một tiếng, hắn triệt để nổi giận, đây là lần thứ ba ăn thiệt thòi trên tay Tiêu Phàm, bảo hắn làm sao chịu đựng được. Sau một khắc, hư không thánh thú biến mất theo còn có Diêm La Tử. Hướng về phía dưới rơi xuống, Tiêu Phàm không nhìn thấy Diêm La Tử, trong lòng liền thầm nói không tốt, hắn bây giờ cách mặt đất khoảng 200 trượng, thân thể trên không trung không nghe sai khiến, nếu như Diêm La Tử muốn giết hắn. Đây chính là sự tình rất đơn giản. Giống đột nhiên, một tiếng sư hống vang vọng thương khung, chỉ thấy một đạo thân ảnh hoàng kim bên trong ánh mắt đám người nhanh chóng phóng đại, không đến một cái hô hấp liền xuất hiện ở phía dưới Tiêu Phàm. Nhìn thấy một đạo thân ảnh đột nhiên phóng tới hướng bản thân, Tiêu Phàm bị dọa cho phát sợ, vừa định xuất thủ phản kích, bàn tay lại ngừng trên không trung, ánh mắt hơi hơi rung động một cái. Tiểu Kim, ánh mắt Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, người tới chính là Tiểu Kim. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt đến, khi mấy người nhìn thấy Tiêu Phàm, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, người tới chính là Ảnh Phong, Phong Lang, Huyết Vô Tuyệt cùng Bắc Thần Phong, còn có Tiểu Minh. Phong Lang, Huyết Huynh, các ngươi nhanh đi giúp Lãnh Tiếu Nhận bọn hắn. Tiêu Phàm hét lớn, Lãnh Tiếu Nhận trước kia dù sao cũng là người huyết lâu, Huyết Vô Tuyệt nên nhận biết mới đúng. Mấy người tự nhiên là không chút do dự xuất thủ, lần này tới đây, bọn hắn vốn là đến trợ giúp Tiêu Phàm, trên đường cũng gặp gỡ không ít người Diêm La Phủ, bọn hắn thuận đường làm thịt, cũng coi như thay Huyết Lâu tìm về một chút lợi tức. Giống, cũng đúng lúc này, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân kim sắc hỏa diễm mãnh liệt cuộn trào ra, một đạo hắc ảnh cao mấy trượng từ không trung hiển lộ đi ra. Đối hỏa diễm của Tiểu Kim, ẩn không bí kỹ đều không chỗ che thân. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, sau đó không chút do dự xuất thủ, có Tiểu Kim làm điểm mượn lực, Tiêu Phàm chỗ nào còn sẽ e ngại Diêm La Tử. Không thể không nói, mặc dù không hồn lực nhưng Tiêu Phàm cảm giác lực lượng bản thân cũng không có yếu bao nhiêu, đi qua những thời giờ này rèn luyện, Tiêu Phàm đã thích ứng loại trạng thái này. Không có bất kỳ chiến kỹ, cũng không có bất kỳ cuốn hút, có chăng chỉ là một quyền, một cước, dạng phương thức công kích này rất đơn giản nhưng lại gọn gàng. Trong lòng Tiêu Phàm rất có trải nghiệm, nếu như về sau bản thân có thể khôi phục mà nói, chỉ ít chiến kỹ phải có nhiều cải thiện, nhất định phải hóa phức tạp thành đơn giản. Giết, dù là bị Tiêu Phàm phát hiện, Diêm La Tử vẫn không có bất kỳ cái gì e ngại, hắn lạnh lùng nói ra một chữ, giết, hư không đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít kim châm. Tiếng vang bén nhọn, xé gió vang lên, lộ ra một cỗ chi khí sắc bén đáng sợ, không gì không phá, không chỗ nào không diệt. Tú hoa châm, thật đúng là yêu nhân. Tiêu Phàm giận mắng không thôi, nhiều kim châm như vậy, hắn căn bản là trốn không được. Ầm ầm, từng đạo thanh âm đáng sợ vang lên, máu tươi trên người Tiêu Phàm bay vụt, cả người kém chút bị đánh thành cái sàng, cũng may hắn bảo vệ bộ vị mấu chốt, bằng không lần này thật đúng là thua ở nơi này. Tu La Điện Chủ, giết ngươi đơn giản như giết chết sâu kiến. Nhìn thấy Tiêu Phàm bị thương, Diêm La Tử lập tức cười gằn. Lòng tự tin phóng đại. Ba lần trên tay Tiêu Phàm ăn thiệt thòi, bây giờ rốt cục tìm về điểm lợi tức, hắn như thế nào không vui đâu. Vừa dứt lời, một đạo bóng roi hỏa diễm to lớn từ trong hư không quét ngang tới, trực tiếp lắc trên mặt Diêm La Tử. Diêm La Tử cả người bị bắn bay, bay ngược ra mấy trăm trượng mới dừng lại.
Tiểu Phong, tốt lắm, quất chết hắn. Tiêu Phàm lớn tiếng hơn, giờ phút này hắn đã hoàn toàn biến thành một huyết nhân. Nhưng chiến ý hắn tăng vọt, sát ý ngập trời, không mảy may có bộ dáng chán trường. Diêm La Tử, hắn nhất định phải giết, chỉ là bây giờ muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Súc sinh, ngươi dám tổn thương bản thánh tử, bản thánh tử đem ngươi làm thịt nấu canh. Diêm La Tử hét giận dữ, trên mặt hắn có một đạo bóng roi dữ tợn đáng sợ, nhìn thấy mà giật mình. Oanh, hắn vừa mới chuẩn bị lần nữa xuất thủ, hư không đột nhiên lay động, nguyên bản vòng xoáy như ẩn như hiện trong hư không, đột nhiên điên cuồng biến lớn, hướng về bốn phía khuếch tán đi. Vẻn vẹn mấy tức thời gian, phong bạo đáng sợ trong nháy mắt bao phủ cả tòa sơn cốc, khí thế đáng sợ dọa rất nhiều người nhanh chóng hướng nơi xa bay đi. Ai cũng đừng hòng đi. Diêm La Tử kêu to, đáng tiếc, trước mặt sinh mệnh, không có ai sẽ nghe theo cái gọi là mệnh lệnh, Diêm La Tử cũng bị một cỗ phong bạo to lớn đánh bay. Phong bạo rốt cục xuất hiện. Tiêu Phàm vững vàng rơi vào trên lưng Tiểu Kim, mị mị hai mắt, con người gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, sợ bỏ lỡ cái gì. Hả, đột nhiên, Tiêu Phàm bỗng nhiên quay đầu, hướng về nơi xa nhìn lại, hướng kia đang có mấy cỗ khí thế bàng bạc hướng về phương hướng này. Bất thình lình phong bạo đem tất cả mọi người dọa cho phát sợ, Long Vũ, Ảnh Phong cùng Lãnh Tiếu Nhận bọn hắn đều xuất hiện cách Tiêu Phàm không xa. Giờ khắc này, nguyên bản đại chiến trong nháy mắt đình chỉ, tất cả đám người đều bị phong bạo to lớn trong sơn cốc hấp dẫn. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, mấy tức sau thiên địa linh khí bốn phía cũng biến thành cuồng loạn, từng tiếng giống giận dữ tại hư không vang lên giữa thiên địa, đó là thanh âm hồn thú phát cuồng. Thiên địa linh khí bắt đầu bạo động, đám người có người kinh khủng hét lớn, tựa như tận thế đã đến. Bạo loạn chi hải sở dĩ xưng là bạo loạn chi hải, chính là bởi vì thiên địa linh khí thỉnh thoảng sẽ bạo loạn, cho dù là chiến đế cảnh cũng sẽ bị vòng xoáy bạo loạn thiên địa linh khí rảo sát. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới là vòng xoáy thiên địa linh khí bạo loạn vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này, phải biết nơi này chính là nơi tụ tập hơn mấy trăm người. Một khi thiên địa linh khí triệt để bạo động, Diêm La Phủ tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, dù sao có thể đi tới nơi này, đại bộ phận đều là sát thủ chiến đế cảnh. Công tử, chúng ta trước rời đi hay là... Ảnh Phong nhìn Tiêu Phàm không động, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, trước đó bọn hắn gặp gỡ nhiều lần thiên địa linh khí bạo loạn, đều là sớm chạy trốn mới tránh thoát một kiếp. Bởi vì vòng xoáy thiên địa linh khí bạo loạn cũng không cố ý đi công kích người. Chỉ cần tu sĩ không ở trong vòng xoáy thiên địa linh khí bạo loạn sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng bọn họ. Nhưng còn có một loại đồ vật so thiên địa linh khí càng khủng bố hơn, cái kia chính là hồn thú bạo tẩu. Mỗi khi thiên địa linh khí bạo loạn, chung quanh có hồn thú không muốn sống hướng về nơi này trùng kích, hai mắt bọn chúng sẽ trở nên huyết tinh vô cùng, trên người sẽ tản ra sát khí ngút trời, nghiễm nhiên chính là hóa thân của giết chóc. Chờ một chút. Sắc mặt Tiêu Phàm vô cùng ngưng trọng, cảm nhận được mấy cỗ khí tức cường đại nơi xa, trong lòng hắn có loại bất an. Chỉ là hiện tại hắn muốn đi cũng chưa chắc đi được, Diêm La Tử sẽ không để cho hắn trốn, thậm chí, Tư Không Tàng Kiếm nơi xa cũng sẽ không để cho hắn chạy. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bỗng nhiên quay người nhìn về phía cuồng phong bên trong sơn cốc, ánh mắt lấp lóe tựa như tìm thứ gì. Ngay sau đó, Tiêu Phàm chậm rãi nhắm lại hai mắt. Lặng lặng cảm ứng trong sơn cốc biến hóa, dù là không có hồn lực, linh giác Tiêu Phàm cũng vô cùng cường đại, u linh chiến hồn dường như hòa vào huyết mạch. Khi hắn nhắm lại hai mắt một khắc này, Tiêu Phàm cảm giác chung quanh hết thảy đều trong nháy mắt biến hóa, ở trong mắt người khác, nơi này cuồng phong gào rít giận dữ, nghiễm nhiên chính là trung ương thiên địa linh khí phong bạo nhất. Nhưng mà ở trong mắt Tiêu Phàm, nơi này yên tĩnh vô cùng, chỉ có từng tia uy phong thổi lấy thân thể hắn. Đám người không biết Tiêu Phàm là ý gì, lúc này còn đứng ở chỗ này bất vi sở động, qua một lúc chờ người Diêm La Phủ đến, vậy liền rốt cuộc đi không được. Oanh, muốn cái gì tới cái đó, đột nhiên, mấy cỗ khí thế đáng sợ từ đằng xa vào tới, đám người phóng tầm mắt nhìn tới, người tới cùng 8 người đều là lão đầu, không biết sống bao nhiêu tuế nguyệt. Trong đó 3 người mặc áo bào đen, 4 người mặc trường bào màu nâu, mà một người khác lại mặc áo bào trắng lộ ra đặc biệt độc hành. Ánh mắt 7 người khác nhìn về phía lão giả áo bào trắng có vẻ tôn kính. Sau một khắc, ánh mắt 8 lão đầu tất cả đều rơi vào trên người Tiêu Phàm bọn hắn,
thật sự là vị trí bọn hắn giờ phút này quá rõ ràng, vậy mà phía dưới án kiện kim sắc hồn văn đồ. Diêm La Tử, đây là có chuyện gì? Một lão đầu gầy trơ cả xương mở miệng nói, hắn da rẻ nếp uốn như là khô mộc, khí tức trên người ẩn đi chứ không lộ ra. Nếu như Lôi Cửu còn sống, nhìn thấy lão giả này nhất định sẽ biết, bởi vì lão giả không phải ai khác, chính là vô môn phán quan một trong tam đại phán quan Diêm La Phủ, tên đầy đủ Quỷ Vô Môn. Bên cạnh hắn có một người Tiêu Phàm cũng quen biết, chính là vô thường phán quan bị Túy Ông đoạn một tay. Một người khác toàn thân quấn hắc bào, thấy không rõ thân hình, người này là tử thần phán quan một trong tam đại phán quan, nghe nói hắn nếu muốn giết một người, cho tới bây giờ không có người nào có thể may mắn sống sót, nguyên nhân tử thần phán quan này mà đến. Về phần bốn người mặc trường bào màu nâu là tứ đại quỷ chủ Diêm La Phủ, danh xưng Nhật Nguyệt, Huyền Hoàng, Thiên Cương cùng Địa Sát Quỷ Chủ. Địa Sát Quỷ Chủ là người trong vòng thứ ba sát phương thí luyện Tiêu Phàm cũng đã gặp. Bảy người này có thể nói là tam đại tổ chức sát thủ cao cấp nhất, nhưng mà bây giờ bọn hắn lại tự mình đi tới nơi này. Có thể nghĩ tầm quan trọng Tu La Điện cùng Tu La truyền thừa trong lòng Diêm La Phủ, những năm này Diêm La Phủ bỏ ra nhiều như vậy chính là vì một ngày này. Đại trưởng lão, người kia là Tiêu Phàm, nghe nói hắn chính là Tu La Điện chủ. Nhìn thấy Quỷ Vô Môn lên tiếng, Diêm La Tử cũng không có phách lối, chỉ là thanh âm vẫn như cũ có chút bén nhọn. Trong giọng Diêm La Tử có thể nghe ra, hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng thân phận Tiêu Phàm, dù sao, Tu La Điện đang ở trước mắt, Tiêu Phàm làm sao có thể được Tu La truyền thừa, trở thành Tu La Điện chủ đâu. Tiêu Phàm, Quỷ Vô Môn nghe vậy, con người đục ngầu bắn ra tinh mang bốn phía, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm. Thực sự là hắn, chính là hắn diệt lục đại gia tộc Vô Song Thánh Thành cùng Chiến Thần Điện, ta đã thấy chân dung hắn, cũng bởi vì hắn, Gia Cát lão đầu mới có thể đoạn một cánh tay của ta. Vô thường phán quan sát khí nặng nề. Tiêu Phàm thân phận bại lộ, vô thường phán quan tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm là ai, chỉ là hắn lại cau mày một cái, không đúng. Trên người hắn làm sao không có khí tức hồn lực? Không có khí tức hồn lực, Quỷ Vô Môn lông mày nhíu lại, sau đó con ngươi khẽ run lên nói, chẳng lẽ hắn đã tu luyện ra Tu La thần thể trong truyền thuyết? Sau một khắc, Quỷ Vô Môn đột nhiên động, không có bất kỳ dấu hiệu gì, hướng thẳng đến Tiêu Phàm chộp tới, Tu La truyền thừa rất hiển nhiên ngay trên người Tiêu Phàm, tiến vào Tu La điện, còn không bằng bắt sống Tiêu Phàm. Tất cả mọi người ngồi trên lưng Tiểu Kim. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, đám người nào còn dám do dự, nhao nhao nhảy vào phía sau lưng Tiểu Kim. Tiêu Phàm ngồi ở trên cổ Tiểu Kim, khẽ nói bên tai Tiểu Kim mấy tiếng, Tiểu Kim không chút do dự hướng phía dưới phong bạo chi hải phóng đi. Quỷ dị là, bước chân nó thập phần quỷ dị, tại hư không không ngừng biến hóa. Phốc, gần như đồng thời, Quỷ Vô Môn một chảo xé nát hư không, thân ảnh Tiêu Phàm bọn hắn đột nhiên vỡ ra. Quỷ dị là hiện tại Quỷ Vô Môn cách đó không xa, thân ảnh Tiêu Phàm bọn hắn lần nữa xuất hiện. Quỷ Vô Môn tự nhiên sẽ không từ bỏ, chỉ là hắn lại nắm chắc mấy lần, mỗi lần đều uổng công vô ích, đám Tiêu Phàm rõ ràng ngay bên cạnh, lại tựa như tồn tại trong một thời không khác. Làm sao có thể, đám người trong mắt đều là vẻ kinh hãi, một người rõ ràng đang ở trước mắt, làm sao không bắt được hắn? Chẳng lẽ truyền thuyết là thật, đang lúc mọi người kinh ngạc. Lão giả áo bào trắng đi theo Quỷ Vô Môn bọn hắn đột nhiên run giọng nói. Tử huynh, người phát hiện cái gì? Sắc mặt Quỷ Vô Môn trầm xuống, hắn còn không có gặp qua sự tình quỷ dị như vậy. Thời không chi giới, đây là thời không chi giới trong truyền thuyết. Tử lão giả áo bào trắng kích động nói, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm án kiện kim sắc hồn văn đồ nơi xa. Vậy ta phải thế nào mới có thể bắt được bọn hắn? Quỷ Vô Môn mặt âm trầm. Hắn cảm giác bị một tên tiểu tử đùa nghịch, khó trách Tiêu Phàm dám đem sau lưng hướng về phía hắn, đây quả thực là đối với hắn triệt để không nhìn. Có thời không chi giới, ngươi không đụng tới bọn hắn được. Lão giả áo bào trắng tử lão lắc lắc đầu nói, lập tức lời nói xoay chuyển, vô cùng kiêu ngạo nói, bất quá, có tử vô danh ta, bắt được bọn hắn chỉ là sự tình hạ bút thành văn. Lão giả áo bào trắng vừa dứt lời, liền chậm rãi đạp không mà lên. Hướng về trong sơn cốc bay đi, tốc độ không nhanh không chậm, tựa như căn bản không sợ Tiêu Phàm bọn hắn chạy trốn. Vậy liền phiền phức tử huynh. Quỷ Vô Môn rời khỏi sơn cốc,
áo bào vỡ vụn không ít, cho dù là hắn cũng không dám thời gian dài trong khu vực trung tâm phong bạo. Nơi này thiên địa linh khí phong bạo thập phần quỷ dị, so với hắn tại nơi khác gặp gỡ phong bạo còn đáng sợ hơn rất nhiều, đã không chỉ có thể uy hiếp được chiến đế cảnh, cho dù chiến thánh cảnh phổ thông cũng kiên trì không bao lâu. Cũng chính là bởi vì như thế, quỷ vô môn càng thêm kinh ngạc, hắn liếc mắt liền nhìn ra tu vi bọn Tiêu Phàm, trừ Tiêu Phàm, những người khác đều là chiến đế đỉnh phong. Tiêu Phàm càng là không có bất kỳ hồn lực ba động, bọn hắn làm sao có thể ngăn cản vòng xoáy thiên địa linh khí cuồng bạo đây. Hơn nữa, vòng xoáy thiên địa linh khí còn nhanh chóng biến lớn, như thế nữa thì đoán chừng liền cường giả chiến thánh hậu kỳ cũng chưa chắc có thể chịu đựng nổi. Chẳng lẽ là thiên địa linh khí phong bạo từ bên trong Tu La Điện đi ra, đối với Tu La Điện chủ miễn dịch? Trong lòng quỷ vô môn nghĩ thầm. Trong lòng hắn cũng chỉ có khả năng này có thể giải thích loại tình huống Tiêu Phàm bọn hắn này. Những người khác cũng kỳ lạ nhìn Tiêu Phàm đám người trong sơn cốc, Tiểu Kim mang theo bọn hắn trong sơn cốc lấy đường đi quỷ dị tiến lên, thiên địa linh khí phong bạo đáng sợ đối bọn hắn căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì. Ngươi chạy không thoát, vô luận như thế nào ngươi đều phải chết. Diêm La Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lại lần nữa trong tay Tiêu Phàm ăn thiệt thòi, hắn sớm đã động sát tâm. Nếu như không phải năng lực Tiêu Phàm khôi phục thập phần cường đại, đoán chừng hắn giờ phút này đã trở thành một cỗ thi thể. Tư Không Tàng Kiếm mị mị hai mắt, dư quang lại đảo qua quỷ vô môn tam đại phán quan cùng tứ đại quỷ chủ, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, những lão bất tử này đều đến, muốn có được Tu La Kiếm đoán chừng có chút độ khó, bất quá, vô luận như thế nào đều phải liều một phen, nếu như là tiến vào Tu La Điện mà nói vẫn có cơ hội rất lớn. Sau đó, ánh mắt hắn rơi vào trên người lão giả áo bào trắng, ánh mắt lấp lóe không yên, trong lòng một trận trầm ngâm, ta còn tưởng rằng Diêm La Phủ mời đến ai, không nghĩ tới là Tử Vô Danh. Tử Vô Danh, lão đồ vật này lại còn dám quang minh chính đại xuất hiện, không biết Diêm La Phủ cho hắn chỗ tốt gì, nếu để cho Bắc Thần gia tộc biết rõ, đoán chừng đã sớm giết. Giờ phút này, đám người tâm thần khác nhau, nhưng không hề nghi ngờ, phần lớn ánh mắt người đều rơi bên trong sơn cốc. Lão giả áo bào trắng Tử Vô Danh bước chân phù phiếm, chân đạp bộ pháp xuyên toa quỷ dị bên trong vòng xoáy linh khí bạo động, quỷ dị là những vòng xoáy linh khí đó căn bản không làm gì được hắn. Không thể không nói, lão đầu quả thật có chút môn đạo, khó trách có thể được Diêm La Phủ mời tới giải khai phong ấn Tu La Điện. Nếu như người hiểu được hồn văn nhìn thấy nhất định sẽ kinh dị không thôi, liền tựa như Bắc Thần Phong, tỷ như Tiêu Phàm. Đáng tiếc Tiêu Phàm tâm thần đã hoàn toàn đắm chìm trong suy tính. Từ ngoại giới có thể nhìn thấy, tốc độ Tiêu Phàm bọn họ rõ ràng chậm xuống, trên trán Tiêu Phàm chảy ra không ít mồ hôi, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Đám người không dám quấy nhiễu Tiêu Phàm, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi, đối với Tiêu Phàm có một loại tín nhiệm phát ra từ nội tâm. Nhưng mà lần này Tiêu Phàm là thật gặp phải vấn đề khó, sắc mặt càng ngày càng khó coi, nếu như nắm giữ hồn lực, ta liền có thể trong hồn hải dẫn hồn lực diễn hóa, tìm tới cửa ra tiến vào thời không chi giới, căn bản không quá khó khăn. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm bất đắc dĩ một trận, đáng tiếc căn bản không có nếu như, không phải tất cả sự tình đều là tự mình lựa chọn. Trước đó Tiêu Phàm cũng nghĩ qua chạy trốn, nhưng khi cảm nhận được khí tức trên người đám người quỷ vô môn, Tiêu Phàm biết rõ, chạy là chạy không thoát. Thiên địa linh khí bạo loạn sơn cốc là đường sống duy nhất của bọn hắn. Những người khác có lẽ cho rằng Tiêu Phàm chỉ là tự tìm đường chết, nhưng ở trong mắt Tiêu Phàm, sơn cốc lại là một bộ hồn văn đồ to lớn. Chỉ cần hồn văn đồ không phải sử dụng kiếm cùng hồn lực vẽ mà thành, mà là dùng thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, Tiêu Phàm nhìn ra môn đạo hồn văn đồ, trong lòng liền cực kỳ không được bình tĩnh. Có thể đủ thiên địa linh khí vẽ hồn văn, không phải người bình thường có thể làm đến, chỉ ít cũng là hồn điêu sư cấp truyền kỳ mới có thể làm ra. Thậm chí có thể là kiệt tác hồn điêu sư cấp thủy tổ trong truyền thuyết. Tiêu Phàm mặc dù đột phá đến cảnh giới hồn điêu sư cấp truyền kỳ, nhưng hắn không cách nào sử dụng hồn lực, tự nhiên cũng không thể cảm nhận được hồn văn đồ biến hóa. Hắn bây giờ có thể làm chỉ có dựa vào tâm thần suy tính, cái này không phải gian nan bình thường, dù là hồn điêu sư cấp thủy tổ, nếu như vẻn vẹn dựa vào tâm thần suy tính mà nói, chưa chắc có thể làm tốt như Tiêu Phàm. Cái này tất cả đều phải nhờ vào năng lực Tiêu Phàm đã gặp qua là không quên được, bằng không mà nói, bọn hắn hiện tại sớm đã bị linh khí phong bạo thôn phệ,
Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ vang to lớn đem Tiêu Phàm kinh tỉnh lại, hắn bỗng nhiên quay đầu, lại nhìn thấy một lão giả áo bào trắng sau lưng duỗi ra một ngón tay tại hư không nhanh chóng vung vẩy, đầu ngón tay phóng từng đạo hào quang màu tím. Theo hắn không ngừng vung vẩy, không gian phía sau tựa như sụp đổ, từng đạo lưu quang bắn ra. Hồn điêu sư cấp truyền kỳ, lông mày Tiêu Phàm vặn thành chữ xuyên, người khác xem không hiểu lưu quang bay vụt là cái gì, nhưng Tiêu Phàm có thể rất rõ ràng đó là dị tượng thời không chi giới bị phá giải tạo thành. Đương nhiên, còn có một người khác cũng thấy rõ ràng, kia chính là Bắc Thần Phong. Bắc Thần Phong nhìn thấy Tiêu Phàm tỉnh lại, trên mặt vui vẻ, vội vàng nói, sư thúc, nhanh có biện pháp, lão bất tử tử vô danh đang không ngừng phá hư hồn giới. Ngươi biết hắn, Tiêu Phàm cau mày, nhìn tử vô danh cách đó không xa. Người này xương trán đột xuất, hai mắt hãm sâu, hai bó lông mày màu trắng tung bay ở hai má, bạch sắc đầu bàn thành một cái chùy hình búi tóc, ăn mặc ngược lại là có điểm đặc sắc. Lão đầu tử vô danh cho Tiêu Phàm ấn tượng đầu tiên chính là âm tàn, bất quá hắn tại hồn văn tạo nghệ xác thực bất phàm, cho dù hắn cũng chưa chắc kém. Nghe vậy, Bắc Thần Phong lập tức nghiến răng nghiến lợi nhìn tử vô danh, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi, sát khí nặng nề nói, chính là lão vương bát dê con năm đó làm hại ra ra kém chút chết. Hả, trong con người sắc bén của Tiêu Phàm bắn ra hai sợi tinh quang, sát khí đáng sợ đang tỏa ra. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chỉ nhớ kỹ ra ra nhắc qua cái tên này, hơn nữa nhắc nhở ta, nếu như gặp phải hắn, nhất định phải cẩn thận người này, nói hắn vô cùng âm hiểm độc ác. Hung lệ chi khí trong mắt Bắc Thần Phong bắn ra bốn phía. Tử vô danh, ta nhớ kỹ rồi. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, đừng nói tử vô danh là địch nhân Bắc lão, chính là hiện tại tử vô danh muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Tiêu Phàm cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá Tiêu Phàm hiện tại không phải đối thủ của hắn, việc cấp bách muốn làm chính là như thế nào trốn qua một kiếp. Mấy người trẻ tuổi miệng còn hôi sữa, coi là tiến vào sơn cốc liền có thể không chết à, hiện tại các ngươi không thể trốn đi đâu được, lão hủ chỉ bất quá bắt rùa trong hũ mà thôi, còn không thúc thủ chịu trói. Một đạo thanh âm âm lãnh tại hư không quanh quẩn. Không hề nghi ngờ, thanh âm này là tử vô danh truyền đến, chỉ là người khác rõ ràng đang ở trước mắt, thanh âm lại tựa như từ bốn phương tám hướng truyền đến. Con mẹ nó, có bản sự lăn tới đây bắt tiểu gia. Nhìn tiểu gia cầm đế giày quất vào mặt ngươi. Nghe được thanh âm tử vô danh, Bắc Thần Phong lập tức lửa giận xen lẫn, trực tiếp mắng trở về. Danh con, qua một lúc ta không lột ra ngươi không được. Bị một tên tiểu bối nhục mạ như thế, tử vô danh chỗ nào chịu đựng được cục tức này. Phàm là người nghe được tên hắn, ai không được ngoan ngoãn dễ bảo. Cho dù chiến hồn điện, một chút trưởng lão chiến thần điện nhìn thấy hắn cũng phải lễ kính ba phần. Hiện tại tiểu tử này vậy mà nói muốn cầm đế giày đập mặt hắn, hỏi hắn làm sao mà không giận. Trong tay tử vô danh đánh ra từng đạo trưởng cương, bốn phía vòng xoáy thiên địa linh khí không ngừng nổ bắn ra, tốc độ hồn giới phá hư lại tăng tốc. Mẹ, lão cẩu vậy mà tức giận, chúng ta làm sao bây giờ? Bắc Thần Phong mắt trợn tròn, hắn cũng liền nói nhảm mà thôi, dù sao trong lúc nhất thời tử vô danh không làm gì được hắn. Hiện tại mắng hắn vài câu cũng coi là thay ra ra Bác lão phát tiết một ngụm nộ khí, nào sẽ nghĩ đến tử vô danh vậy mà thực tức giận. Đám người không khỏi trắng liếc Bác Thần Phong một cái, tựa như lại nói, người mắng hắn, hắn không tức giận sao? Người ta dù sao cũng là cường giả Diêm La Phủ mời đến. Tiêu Phàm lại cau mày, vẫn nhìn bốn phía, thân sắc một trận biến hóa, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Trước đó hư vô phong bạo hẳn không phải là giả, hẳn là phong bạo chi nhãn mới đúng, làm sao hiện tại liền không tìm được. Trong lòng Tiêu Phàm thập phần buồn bực. Sớm tại nửa tháng trước, hắn liền cảm thụ cỗ hư vô phong bạo huyền diệu bên trong sơn cốc, nhưng mà hiện tại thân ở bên trong hồn giới ngược lại tìm không thấy, Tiêu Phàm không phiền muộn mới là lạ. Nguyên bản hắn còn muốn thông qua đường tắt tiến vào Tu La Điện, nhưng mà hiện tại nhìn đến, biện pháp này có lẽ không làm được. Dựa theo ta trước đó suy tính, thời không chi giới tối đa cũng liền 9 tầng, chúng ta hiện tại đã coi như là tiến vào tầng thứ 8, cuối cùng còn có một tầng không gian, chỉ cần phá vỡ hẳn là có thể đi vào, chỉ cần là tầng cuối cùng làm sao phá vỡ đây. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, dư quang không khỏi quét kim sắc hồn văn đồ không chung một cái.
Chờ đã, đột nhiên, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, ngay sau đó trên mặt hiển hiện nụ cười sán lạn, nguyên lai ta tính sai, trên bản đồ kia ghi chép địa hình nơi nà, cũng không phải là sơn cốc, mà là một cái hồ nước lớn, thiên địa hồn văn đồ tự nhiên cũng không giống nhau. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bên tai Tiểu Kim nói mấy câu, Tiểu Kim lần nữa động, chân đạp hư không quỷ dị, tựa như xuyên qua một phiến thời không chi môn, trong nháy mắt bước vào một cái tầng không gian khác, thân ảnh nhất thời bắt đầu mơ hồ. Đi vào rồi, ánh mắt đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, rất nhiều người hai mắt đều có chút đỏ lên. Bọn hắn đều là vì Tu La Điện mà đến, nhưng hiện tại đám Tiêu Phàm đi vào, bọn hắn lại đang bên ngoài chờ. Tử huynh, phiền phức nhanh hơn chút nữa. Sắc mặt Quỷ Vô Môn rất không dễ nhìn, Diêm La Phủ vì được đồ vật bên trong Tu La Điện, những năm này bỏ ra quá nhiều đại giới. Cho dù là đại giới thỉnh cầu Tử Vô Danh đều không nhỏ, nếu như cuối cùng thất bại mà nói, há không phải trúc xanh múc nước, công dã tràng. Không có khả năng, bọn hắn không có khả năng vận khí tốt như vậy, thời không chi giới có 9 tầng, bọn hắn làm sao có thể trực tiếp đi vào. Tử Vô Danh căn bản không nghe được Quỷ Vô Môn nói. Sắc mặt khó coi tới cực điểm, trên trán chảy ra mồ hôi. Cũng khó trách Tử Vô Danh kinh ngạc như thế, 9 tầng thời không chi giới đại biểu cái gì người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng xem như một hồn điêu sư cấp truyền kỳ, không có ai không biết. Muốn giải khai 9 tầng thời không chi giới, cho dù là hồn điêu sư cấp truyền kỳ vận khí tốt mà nói cũng phải mấy kha khá thời gian, vận khí không tốt thì vài ngày, thậm chí cả một đời đều không cách nào giải khai. Mà đám Tiêu Phàm không có một người biểu hiện có thiên phú hồn văn vậy mà liền nhẹ nhàng đi vào như vậy, cái này khiến Tử Vô Danh như thế nào không kinh hãi. Chẳng lẽ bên trong mấy người có cao thủ hồn văn, Tử Vô Danh trong lòng nghĩ thầm, những người này hắn cũng chưa từng thấy, rất lạ lẫm. Nếu như hồn điêu sư có thiên phú, Tử Vô Danh xem như hóa thạch sống cấp bậc hồn điêu sư không có khả năng không biết những người có thiên phú hồn điêu sư. Có lẽ bọn hắn có ai biết rõ nhược điểm thời không chi giới cũng không nhất định. Tử Vô Danh đành phải an ủi bản thân như thế, trên tay lại không có dừng lại mảy may. Một chỗ khác, đám Tiêu Phàm dường như vượt qua thời không giới tuyến, tiến vào bên trong một vùng không gian khác, một cỗ hỏa diễm chi lực đáng sợ tràn ngập đến. Mấy người tất cả đều theo bản năng hướng phía sau thối lui, mà ở trước mặt mấy người có một đạo quang mang màu vàng kim nhạt như ẩn như hiện. Đem hỏa diễm chi lực ngăn cản bên ngoài. Xuyên thấu qua màn sáng màu vàng kim nhạt nhìn lại, kim sắc hỏa diễm không thể nhìn thấy phần cuối, bất quá có thể rõ ràng bên trong biển lửa đại khí bàng bạc chính là Tu La Điện. Lãnh Tiếu Nhận cùng Mộ Dung Dạ đầu tiên là trong mắt lóe lên một vòng kích động, bởi vì bọn hắn rất nhanh liền có thể giải khai Tu La Nô Ấn. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn lại trở nên nặng nề vô cùng, vì một ngày này mà bọn hắn bỏ ra quá nhiều. Mà Long Tịch cùng Cận Tà hai người lại không có chờ được một ngày này, nghĩ vậy, thần sắc hai người có chút cô đơn. Ha ha, chúng ta vậy mà là nhóm đầu tiên tiến vào Tu La Điện. Bắc Thần Phong kích động kêu to lên, hận không thể lập tức hướng sông đi lên. Mọi người cẩn thận một chút. Tiêu Phàm mặt ngoài coi như bình tĩnh nhưng trong lòng cũng kích động không thôi, nhìn qua Tu La Điện kim bích huy hoàng nhiệt huyết sôi trào, trong lòng nói thầm, đây chính là Tu La Điện. Chân chính một trong tam đại chí cao thần điện. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm dẫn đầu hướng về phía trước, xuyên qua tầng màn sáng màu vàng kim nhạt, Tiêu Phàm một bước bước vào, một cỗ nhiệt lưu đập vào mặt, trong chớp nhoáng này, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Cái này, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn tất cả phía xa, trong mắt đều là vẻ khó tin. Cũng ngay khi màn ánh sáng màu vàng tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm, Tử Vô Danh ở ngoại giới còn đang không ngừng phá giải thời không chi giới đột nhiên thân hình ngưng một cái, kinh ngạc nhìn bốn phía. Oanh, ngay sau đó, một tiếng vang cực lớn quanh quẩn trên không trung, không gian hồn giới trước người hắn đột nhiên vỡ nát ra, bộ kim sắc hồn văn đồ trên không cũng giống như sống lại, nhanh chóng lưu chuyển. Ngay lúc đó, mặt đất cũng mãnh liệt rung rung, từng đạo khe rãnh to lớn hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập đi. Tử Vô Danh hướng phía dưới nhìn lại, sự tình khiến hắn kinh hãi phát sinh. Chỉ thấy từng đạo kim sắc lưu quang phóng lên tận trời, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, Tử Vô Danh đang đứng ở trên không, nơi nào trốn tránh được, trong nháy mắt liền bị kim sắc lưu quang bao phủ. À, một trận tiếng gào thét tê tâm liệt phế quanh quẩn trong sơn cốc, khóe miệng người ngoài sơn cốc đều giật một cái, không khỏi hít một hơi lạnh.
bọn hắn thấy rõ kim sắc lưu quang kia là vật gì, đó là từng cột đun nhan kim sắc, nhiệt độ nóng rực đập vào mặt, đạt đến mấy ngàn độ, cho dù chiến thánh cũng chưa chắc chịu được nhiệt độ dạng này. Vừa nghĩ tới Tử Vô Danh bị dung nham kim sắc thôn phệ, trong lòng đám người liền hung hăng co quắp, Tử Vô Danh thật đúng là không may. Hắn mặc dù là hồn điêu sư trong truyền thuyết, thậm chí còn là một cường giả chiến thánh cảnh nhưng bị dung nham kim sắc đột nhiên tập kích, không phải dễ dàng như vậy liền có thể ngăn cản được. Cũng ngay khi mọi người lo lắng Tử Vô Danh, chân trời kim sắc hồn văn đồ rốt cục biến mất, một mảnh to lớn kim sắc hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Nếu như trước đó chỉ là ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt mà nói, như vậy hiện tại, nhiệt độ đáng sợ khiến tất cả mọi người đều tê cả da đầu, thậm chí, nhiệt độ hỏa diễm so với nhiệt độ dung nham còn đáng sợ hơn rất nhiều. Giống, thanh âm phẫn nộ từ trong dung nham kim sắc vang lên, ngay sau đó Tử Vô Danh hướng đi ra, chỉ là hắn vừa mới xông ra biển dung nham, nhưng lại vọt thẳng vào bên trong biển hỏa diễm, thanh âm chu lên vang vọng đất trời. Đám người đã không cách nào diễn tả sự khổ cực của Tử Vô Danh bằng ngôn từ, cho dù Quỷ Vô Môn bọn hắn cũng nhắm hai mắt, xem như cái gì đều không thấy. Nhiệt độ biển dung nham Tử Vô Danh đã không chịu được, cho dù không đốt chết hắn, đoán chừng cũng làm cho hắn chịu thương không nhẹ, bây giờ rốt cuộc lại xông vào trong biển hỏa diễm càng đáng sợ hơn. Đám người không cách nào tưởng tượng Tử Vô Danh sẽ bị đốt thành cái bộ dáng gì. Cho dù Tử Vô Danh có thể từ trong kim sắc hỏa diễm đi ra, đoán chừng cũng nhất định sẽ bị lột ra. Mọi người đoán không sai, mấy tức sau Tử Vô Danh lần nữa từ trong biển kim sắc hỏa diễm hướng đi ra, nhưng toàn thân đã bị đốt không còn hình dáng. Trước đó một bộ áo bào trắng nhìn qua rất có tiên phong đạo cốt, lúc này mới ngắn ngủi mấy hơi thở, toàn thân đều bị nướng cháy, hơn nữa còn tản ra mùi thịt khét. Một túm tóc trắng cùng hai phiết lông mày biến mất không thấy gì nữa, cả người nhìn qua đã hoàn toàn không ra dáng người. Giờ phút này, biển kim sắc hỏa diễm đã tràn ngập cả tòa sơn cốc, cùng biển dung nham dung hợp tại cùng một chỗ, biển dung nham cực nóng, nhiệt độ dường như có thể hòa tan tất cả, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. Mấy trăm trượng quanh sơn cốc đã sớm bị dung nham lấp đầy, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, biển dung nham lấy tốc độ đáng sợ mở rộng. Rất nhanh liền lan ra xung quanh vài dặm. Hơn nữa căn bản không có xu thế đình chỉ, thời gian không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ, biển dung nham mở rộng tốc độ rốt cục có chỗ chậm lại, phạm vi biển dung nham bao phủ đã rộng chừng hơn 10 dặm. Đám người lui lại, mặc dù bọn hắn có thể phi hành nhưng cũng không dám lăng không đứng ở trên biển dung nham, Tử Vô Danh liền là ví dụ sống sờ sờ. Mặt khác, trong quá trình biển dung nham mở rộng có một tầng nhàn nhạt huyết sắc quang mạc cũng tùy theo mở rộng, mọi người biết rõ, huyết sắc quang mạc hẳn là kết giới không đơn giản. Là bọn Tiêu Phàm, đột nhiên, trong đám người có người kêu lên sợ hãi, ánh mắt những người khác không chút do dự nhìn qua. Chỉ thấy biên giới kim sắc biển dung nham đứng mấy đạo thân ảnh, cũng bị huyết sắc quang mạc ngăn cản ở ngoài, chỉ có một người đứng ở bên trong huyết sắc quang mạc. Chẳng lẽ chỉ có Tiêu Phàm có thể đi vào? Đám người trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng, dù sao Tiêu Phàm chính là Tu La Điện Chủ. Nếu quả thật là như thế mà nói, những người bạn Tiêu Phàm sẽ không may. Lần này xem các ngươi chạy chỗ nào, Tử Vô Danh nhìn thấy đám Tiêu Phàm một chút tổn thương đều không có, lại nhìn bản thân, hắn triệt để phát cuồng. Không cần nghĩ cũng biết, bởi vì Tiêu Phàm bước vào bên trong huyết sắc hồn giới cho nên kích phát hồn giới cấm chế, làm hắn ăn phải thiệt thòi lớn. Nghĩ vậy, Tử Vô Danh liền lửa giận xen lẫn, chỗ nào sẽ bỏ qua bọn Tiêu Phàm. Tử huynh còn mời thủ hạ lưu tình, thân hình Quỷ Vô Môn lóe lên, trong nháy mắt ngăn lại đường đi Tử Vô Danh. Ngươi muốn ngăn ta, Tử Vô Danh lửa giận xen lẫn, hắn chỉ muốn giết bọn nhóc con này, mặc dù Tu La truyền thừa hắn cũng cảm thấy hứng thú, nhưng hắn biết rõ, đây không phải một cái tán tu như hắn có thể nhúng chàm. Tử huynh muốn giết bọn hắn. Ta tự nhiên sẽ không ngăn ngươi, nhưng còn mời Tử huynh tạm thời tha bọn hắn một mạng, chờ Diêm La phủ được tất cả những thứ bên trong Tu La Điện rồi giết bọn hắn cũng không muộn. Quỷ Vô Môn thản nhiên nói. Hiện tại tình hình này chỉ có Tiêu Phàm có thể đi vào, nói cách khác, chỉ có Tiêu Phàm có thể có được Tu La Điện, nếu như giết bọn Long Vũ, hắn dùng cái gì để uy hiếp Tiêu Phàm đây? Một kẻ phá hồn giới mà thôi, lão hủ một chỉ phá vỡ cho ngươi xem. Cần phải dùng bọn tiểu bối này uy hiếp sao?
Tử Vô Danh hào khí trùng thiên, thân hình lóe lên, trong nháy mắt hướng về huyết sắc quang mạc đánh tới. Quỷ Vô Môn tự nhiên sẽ không ngăn cản, cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt, nếu như Tử Vô Danh có thể phá vỡ hồn giới, vậy hắn cũng tự nhiên không cần thiết dùng bọn Long Vũ đến uy hiếp Tiêu Phàm, thực lực Diêm La Phủ liền có thể miểu sát Tiêu Phàm. Phốc, Tử Vô Danh đầu ngón tay bắn ra một vệt sáng, hướng về huyết sắc quang mạc đâm tới, tốc độ nhanh vô cùng, hắn thấy hồn giới nho nhỏ lại có thể ngăn cản hắn công kích. Hiện tại ta giết bọn hắn, ngươi không nói cái gì chứ? Tử Vô Danh nhìn cũng chưa từng nhìn hồn giới một cái, hắn đối với thực lực bản thân cực kỳ tự tin, một chỉ liền có thể tùy tiện phá mở hồn giới này. Tử huynh cẩn thận, Quỷ Vô Môn đột nhiên hét lớn, Tử Vô Danh một mặt không hiểu, bản thân phải cẩn thận cái gì, chẳng lẽ còn có người dám đối bản thân động thủ hay sao? Chẳng qua là khi hắn quay đầu nhìn về hồn giới, lại phát hiện hồn giới không có bất kỳ cái gì dị động, ngoài ra còn có một đạo kiếm chỉ từ trong hư không bắn ra. Tử Vô Danh phản ứng cũng cực nhanh, hướng về một bên tránh đi, nhưng mà đạo kiếm chỉ kia tốc độ không chậm, xẹt qua gương mặt hắn, trong hư không bay vụt lấy một tia máu tươi. Ai dám đánh lén ta? Tử Vô Danh giận tím mặt, hắn là người được Diêm La Phủ mời đến, ai ăn tim gấu gan báo dám động thủ đối phó hắn. Con người hắn băng lãnh liếc nhìn tứ phương, lại phát hiện không có bất luận bóng người nào, lúc nhìn về phía đám người lại phát hiện, rất nhiều người nhìn mình như nhìn kẻ ngu. Tử Vô Danh trong lúc nhất thời không nghĩ ra, Quỷ Vô Môn một bên rốt cục nhịn không được, vội ho một tiếng nói, Tử huynh, hình như là hồn giới bắn ngược công kích ngươi. Tử Vô Danh nghe vậy lúc này mới minh bạch cái gì, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, cái này quá mất mặt rồi, đơn giản ném đến nhà bà ngoại. Quỷ huynh, ta thay ngươi đem bọn hắn chụp tới, trở về cho ta làm thịt hắn. Tử Vô Danh vội vàng đổi chủ đề, lách mình hướng về bọn Tiêu Phàm đánh tới. Đám Long Vũ tự nhiên cũng đã sớm chú ý tới ngoại giới biến hóa, bọn hắn không nghĩ tới sau khi Tiêu Phàm đi vào, thời không chi giới vậy mà tự động giải thể. Tiêu Phàm bên trong huyết sắc hồn giới hoàn toàn bị một màn trước mắt làm cho chấn kinh, bởi vì huyết sắc hồn giới bên trong cũng không phải chật hẹp như ngoại giới chứng kiến như thế, mà là một mảnh không gian to lớn. Lờ mờ thiên không cuồn cuộn hắc vân bao phủ, lộ ra một cỗ khí tức kiềm chế làm cho người ta có loại cảm giác ngột ngạt. Mặt đất rách nát không chịu nổi, gạch ngói vụn nghiễm nhiên là di tích sau đại chiến lưu lại, trong không khí lộ ra một cỗ chi khí tử vong cùng khắc nghiệt. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm trong đầu trước tiên nghĩ đến một cái tên, Tu La Bí Cảnh. Không sai, chính là Tu La Bí Cảnh, bọn hắn một lần kia vận khí tốt hơn, 10 hạng đầu sát phương thí luyện đều có may mắn để ý thức tiến vào Tu La Bí Cảnh, Tiêu Phàm cũng kiến thức đến hùng uy Tu La Điện chủ đời trước. Nhưng mà Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến, Tu La Bí Cảnh vậy mà thực tồn tại, hơn nữa đang ở trước mắt. Hắn không khỏi xoa xoa con mắt, hồi lâu mới hít sâu một cái, trước mắt mình nhìn thấy tất cả là chân thật. Chẳng qua là khi Tiêu Phàm quay đầu lại phát hiện thân ảnh đám Long Vũ cao lớn vô cùng, chỉ là càng lúc càng mờ nhạt, cùng huyết sắc quang mạc tùy thời đều có thể biến mất. Chẳng lẽ là ta thu nhỏ? Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Hắn vội vàng hướng về sau lưng thối lui, trong chớp mắt liền lách mình ra huyết sắc quang mạc. Cũng đúng lúc này, Tử Vô Danh vừa lúc đánh tới, Tiêu Phàm sầm mặt lại, vội vàng kêu lên, mọi người đi vào trước, ta ngăn lại hắn một hồi. Đám người cũng không do dự nữa, mặc dù cảm nhận được hỏa diễm bên trong huyết sắc quang mạc uy hiếp, nhưng bọn hắn đối với Tiêu Phàm cực kỳ tín nhiệm, mấy người không chút do dự hướng bên trong huyết sắc quang mạc đi đến. Thoáng cái liền biến mất ở bên trong ánh mắt đám người. Cái gì, đều có thể đi vào. Những người khác con người co rụt lại, rất nhiều tu sĩ Diêm La Điện nhao nhao đạp không mà lên, không chút do dự xông lên. Tử Vô Danh một mặt mộng bức, cái này không phải hồn giới à, làm sao người đều có thể đi vào. Nghĩ vậy, Tử Vô Danh lạnh lùng quét Tiêu Phàm một cái, liền từ bỏ công sát hắn, quay người hướng về hồn giới phóng đi, mặc dù hắn rất muốn giết đám Tiêu Phàm. Nhưng hắn càng hy vọng được bảo bối Tu La Điện. Hỗn trướng, Quỷ Vô Môn thấy thế, cảm giác bị đùa nghịch, vừa nãy không phải chỉ có Tiêu Phàm có thể đi vào à, hiện tại làm sao toàn bộ có thể đi vào. Quỷ Vô Môn chỗ nào còn do dự, thậm chí hai đại phán quan cùng tứ đại quỷ chủ cũng không chút do dự xông lên, Diêm La Phủ tốn hao giá thật lớn, thật vất vả tìm tới Tu La Điện,
làm sao có thể để những người khác nhanh chân đến trước. Nhưng mà, mấy người vừa mới bước ra một bước, liền đột nhiên ngừng thân hình, thậm chí không tự chủ được lui về sau mấy bước. Chỉ thấy Tử Vô Danh chạm đến hồn giới trong nháy mắt, hồn giới đột nhiên bộc phát ra một đoàn kim sắc hỏa diễm hừng hực, Tử Vô Danh bị đốt hét thảm lên. Sắc mặt bọn quỷ vô môn co rụt lại, Tử Vô Danh thật đúng là một thằng xui xẻo, đây là lần thứ mấy? Lần thứ mấy, trước đó bị dung nham kim sắc đốt, về sau lại bị kim sắc hỏa diễm đốt, hiện tại lại bị hồn giới đốt, một người làm sao có thể xui xẻo như vậy chứ? Hơn nữa còn là cùng một ngày xui xẻo như vậy. Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, đoán chừng về sau Tử Vô Danh nhìn thấy lửa đều sẽ có loại cảm giác sợ hãi. Sắc mặt Tử Vô Danh khó coi tới cực điểm, so với ăn một đống chuột chết còn khó chịu hơn, hắn cũng không hiểu mình tại sao hôm nay xui xẻo như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì hắn? Tử Vô Danh nhìn về phía Tiêu Phàm, con người hơi hơi co rụt lại, hắn không dám tiếp tục ra tay với Tiêu Phàm. Trong lòng hắn có loại cảm giác, nếu như còn ôm suy nghĩ giết Tiêu Phàm, bản thân rất có thể mất mạng ở đây, nghĩ vậy, hắn như tị xà hạt hướng về nơi xa bay đi. Giờ phút này, tất cả tu sĩ Diêm La Phủ đều hướng về hồn giới bay đi, có thật nhiều người tiến vào bên trong nhưng cũng có những người khác bị ngăn cản lại bên ngoài, đồng dạng bị kim sắc hỏa diễm thiêu đốt. Nhìn thấy một màn này, trong lòng bọn quỷ vô môn cũng cân bằng một chút, bọn hắn cũng đại khái phát hiện điểm giống nhau để tu sĩ có thể tiến vào hồn giới, chính là tuổi tác cùng tu vi. Đại khái hạn chế bao nhiêu tuổi, bọn hắn không biết, nhưng có rất nhiều người trẻ hơn bọn hắn đầu không vào được, quỷ vô môn là lão bất tử càng thêm không có khả năng tiến vào được. Về phần tu vi, chiến thánh sơ kỳ tư không tàng kiếm đều đi vào, điều này nói rõ chiến thánh cảnh sơ kỳ ít nhất là không có vấn đề. Lập tức thông chi bản bộ, triệu hoán nhiều người hơn tới, người không thể đi vào, đem nơi đây vây quanh cho ta, một con muỗi đều không được buông tha. Quỷ vô môn trầm giọng nói. Tình huống Tử Vô Danh, hắn hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy, bây giờ hồn giới Tu La Điện đã bại lộ ra, đã không còn cần Tử Vô Danh. Những người khác nghe vậy tự nhiên cũng không dám do dự, bọn hắn không cách nào tiến vào bên trong hồn giới, muốn có được đồ vật bên trong Tu La Điện, đó là việc là không có khả năng. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn không chung một cái, nhìn thấy quỷ vô môn cùng Tử Vô Danh bọn hắn không cách nào tiến vào Tu La bí cảnh, hắn cũng buông lỏng một hơi, quay người liền chuẩn bị hướng bên trong hồn giới đi đến. Hồng hộc, cũng đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, xông thẳng phía sau Tiêu Phàm. Toàn thân Tiêu Phàm run lên, da đầu kém chút nổ tung. Hắn không chút do dự quay người chuẩn bị xông vào bên trong hồn giới, nhưng mà vừa quay người, một đạo huyết sắc lợi mang từ trong con mắt hắn xẹt qua. Phốc, một tiếng vang giòn, một đạo huyết kiếm chui vào thể nội Tiêu Phàm, trước người hắn đang đứng tại một thanh niên mặc huyết trường bào màu đen tà mị, trừ Diêm La Tử còn có thể là ai. Cúi đầu nhìn một chuôi tế kiếm xuyên thấu vị trí hồn hải bản thân. Khóe mắt Tiêu Phàm nhìn Diêm La Tử. Cánh tay hắn gắt gao nắm lấy tay phải Diêm La Tử, một cái tay khác bỗng nhiên hướng về ngực Diêm La Tử đánh tới, cái này đã là lần thứ ba Tiêu Phàm cùng Diêm La Tử giao phong. Nếu như không phải hắn hiện tại căn bản không có hồn hải, đồng thời thực lực cùng hồn hải không có bất cứ quan hệ nào, lần này tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Phàm may mắn mình bị lôi điện cự trưởng gây thương tích, để bản thân xuất hiện dạng tình huống đặc thù này. Bất quá Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, Diêm La Tử không cho phép khinh thường, chớ nhìn hắn nói chuyện long dương như thế, nhưng động thủ rất tâm ngoan thủ lạt. Chủ yếu nhất là, Diêm La Tử vẫn là một sát thủ chiến thánh cảnh, chiến thánh đối với hắn rất có sức uy hiếp. Diêm La Tử, đừng để hắn chạy. Phía trên không trung, quỷ vô môn gầm thét một tiếng, hóa thành tia chớp hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Mặc dù bọn hắn không cách nào tiến vào Tu La bí cảnh. Nhưng Tiêu Phàm là Tu La Điện chủ, trên người hắn đồ tốt khẳng định không ít, nếu như có thể bắt sống Tiêu Phàm, tuyệt đối so với bên trong Tu La Điện nhiều vật tốt hơn. Hắn chạy không thoát, Diêm La Tử nhe răng cười một tiếng, nhìn thấy Tiêu Phàm một quyền đánh tới, Diêm La Tử cũng một trường nghênh lên. Tiêu Phàm lực đạo cuồng mãnh nhưng hiện tại hắn kịp chuẩn bị, tự nhiên không sợ, dù sao hắn là chiến thánh lĩnh ngộ lực lượng thánh vực. Theo Diêm La Tử một trường đánh ra, bốn phía hư không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, một cỗ lực lượng đáng sợ hư không hướng về Tiêu Phàm quét sạch đến.
Quyền cương Tiêu Phàm trong nháy mắt chậm không ít, rất hiển nhiên, Diêm La Tử thi triển lực lượng thánh vực, Tiêu Phàm bằng vào một thân man lực làm sao có thể thực sự là đối thủ của hắn. Ngươi sẽ chết rất thảm. Diêm La Tử cười tà một tiếng, trưởng cương đã cùng Tiêu Phàm va chạm cùng một chỗ, hồn lực ba động đáng sợ tràn ngập khắp nơi, thân thể Tiêu Phàm như đạn pháo hướng về phía sau bay đi. Oanh một tiếng vang thật lớn, Tiêu Phàm trực tiếp bay vào bên trong biển dung nham, tóe lên bọt nước mấy trượng, lúc quỷ vô môn chạy tới, Tiêu Phàm đã hoàn toàn biến mất trong biển dung nham. Liền hồn lực đều không thi triển ra, còn là Tu La Điện Chủ, ta nhổ vào. Diêm La Tử xì một ngụm đàm, mặt coi thường nhìn biển dung nham cuồn cuộn. Quỷ vô môn hơi nhíu mày, cũng không có nói thêm cái gì, còn người thâm thúy nhìn chằm chằm bên trong dung nham, trong lòng hắn thập phần ngưng trọng, bởi vì hắn rất rõ ràng tại sao trên người Tiêu Phàm không có hồn lực ba động. Nghe nói tu luyện Tu La thần thể, vô tận chiến hồn trong một thời gian ngắn không cách nào thi triển ra, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều, Tu La thần thể không phải dễ dàng tu luyện như vậy. Trong lòng quỷ vô môn nghĩ thầm, xem như trong tam đại tổ chức sát thủ, Diêm La phủ thủ tịch phán quan, quỷ vô môn đối với Tu La điện chủ biết, so với những người khác sẽ nhiều hơn. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế hắn mới lo lắng. Bởi vì một khi Tiêu Phàm có thể thi triển hồn lực, biển dung nham liền chưa chắc có thể làm gì hắn. Diêm La Tử, người đi vào trước đi, không nên để cho Tư Không Tàng Kiếm bọn hắn nhanh chân đến trước. Quỷ vô môn hít sâu một cái để bản thân bình tĩnh lại, nhìn Diêm La Tử nói. Vâng, đại trưởng lão. Diêm La Tử mặc dù không đem những người khác để ở trong mắt, nhưng đối với quỷ vô môn, hắn vẫn là phát ra kính sợ từ nội tâm. Nơi xa, tử thần phán quan và vô thường phán quan cùng tứ đại quỷ chủ mị mị hai mắt, nhìn qua kim sắc hồn giới ngơ ngẩn xuất thần. Mặc dù bọn hắn mặt ngoài là vì Diêm La Phủ, nhưng ai không có chút tư tâm đây, như vô thường phán quan mà nói, hắn cũng rất hy vọng người bản thân phái ra có thể có được một chút đồ tốt. Lại nói Tiêu Phàm bị Diêm La Tử một trưởng đánh vào bên trong dung nham nóng bỏng nhanh chóng hướng về hắn vọt tới, Tiêu Phàm trong nháy mắt bị dìm ngập. Dù là hắn muốn trốn ra ngoài cũng đã không kịp. Cũng không phải hắn thực lực không đủ, bị Diêm La Tử một quyền đánh bay, mà là hắn nhìn thấy quỷ vô môn đánh tới, Tiêu Phàm mượn cơ hội lui lại mà thôi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Diêm La Tử lực lượng đột nhiên lớn nhiều như vậy, một quyền đem hắn đánh vào bên trong biển dung nham. T, bị dung nham nóng bỏng thiêu đốt, Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, loại thống khổ này thật đúng là không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Hắn trước tiên nghĩ đến là lao ra, nhưng mà hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, bên ngoài còn có quỷ vô môn cùng Diêm La Phủ lão bất tử bảo vệ, như thế xông lên, tuyệt đối hẳn phải chết là không nghi ngờ. Mẹ, lần này chơi lớn. Trong lòng Tiêu Phàm giận mắng, nguyên một đám suy nghĩ bên trong não hải nhanh chóng lóe qua. Nhiệt độ đáng sợ thiêu đốt lấy thân thể Tiêu Phàm, nếu như không phải nhục thân hắn thập phần cường đại, hơn nữa năng lực khôi phục cực kỳ cường hãn. Đoán chừng đã sớm cái gì đều không còn sót lại. Nhưng năng lực thân thể khôi phục vẫn không thể so sánh với năng lực dung nham phá hoại. Tiêu Phàm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh của mình trôi qua, nhất là loại năng lượng đặc thù trong huyết mạch đang cấp tốc giảm bớt. Như thế, năng lực khôi phục của Tiêu Phàm sớm muộn sẽ yếu, đến thời điểm hắn hẳn phải chết là không thể nghi ngờ. Xông lên, đó là việc không có khả năng, ở nơi này hao tổn. Vậy cũng càng không có khả năng, đây không phải tính cách Tiêu Phàm, hắn không phải một người chờ chết. Mặc dù Tiêu Phàm trước mặt quỷ môn quan qua lại nhiều lần, cũng coi là người chết mấy lần, đối với tử vong, Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều sợ hãi. Nhưng cũng chính là bởi vì Tiêu Phàm cơ hồ chết qua mấy lần, hắn cũng càng thêm trân trọng sinh mệnh mình. Có thể trong loại tình huống này bảo trì bình tĩnh cần có tố chất cực mạnh, chí ít. Tu sĩ chiến đế cảnh không thể nào bình tĩnh được như thế. Ta nhớ phương hướng này là vị trí phương hướng hồn giới, có lẽ phía dưới cũng trong phạm vi hồn giới, ta từ nơi này có lẽ tiến vào được Tu La bí cảnh. Tiêu Phàm hít sâu một cái. Trải qua nhiều sự tình như vậy, trong lòng Tiêu Phàm rất cứng rắn, hắn cố nhịn lấy thống khổ trên người chậm rãi hướng về phía trước bơi đi. Thẳng đến hiện tại, Tiêu Phàm mới ý thức được tầm quan trọng của hồn lực. Nhục thân cường đại đương nhiên có chỗ tốt, nhưng rất nhiều thời điểm bị hạn chế. Cũng tỉ như không thể phi hành, làm hắn ăn thua thiệt không ít,
ngoài ra còn có không cách nào mở ra hồn giới, cũng là một sự tình thập phần phiền muộn. Xì xì, thân thể Tiêu Phàm một lần lại một lần bị đốt cháy hầu như không còn, trong huyết mạch loại năng lượng khôi phục cũng nhanh chóng giảm bớt, thân thể nhiều chỗ đã lộ ra bạch cốt. Hắn không phát hiện là phía trên bạch cốt có một tầng năng lượng nhàn nhạt màu trắng vần quanh, đem dung nham ngăn cản bên ngoài. Theo thời gian trôi qua, huyết khí Tiêu Phàm càng ngày càng suy yếu, loại đau đớn đã làm thân thể hắn chết lặng, hắn ra sức du động, trong lòng còn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Chỉ là theo thời gian tiếp tục trôi qua, Tiêu Phàm phát hiện phán đoán của hắn sai lầm, mà phán đoán sai lầm là thập phần chí mạng. Biển dung nham chính là biển dung nham, phía dưới cái gì cũng không có, căn bản không tồn tại tu la bí cảnh hồn giới. Nếu như là trước đó, hắn bơi ra biển dung nham có lẽ còn có cơ hội, nhưng hiện tại, nếu như lại ra ngoài, tuyệt đối trốn không được độc thủ Diêm La Phủ. Tiêu Phàm cũng không biết bơi bao xa, hắn hiện tại mí mắt trầm trọng tới cực điểm, thỉnh thoảng sụp xuống dưới, hắn cảm giác bản thân mệt mỏi quá, chỉ muốn mặc kệ, ngủ một giấc thật ngon. Nhưng Tiêu Phàm rất rõ ràng, một khi bản thân nhắm hai mắt, liền mãi mãi cũng không cách nào tỉnh lại. Hắn ra sức bơi, giãy giụa, đáng tiếc giãy giụa cũng không hữu dụng. Không có, nếu có hồn lực, Tiêu Phàm ngược lại không sợ hỏa diễm cực nóng, vô tận chiến hồn vốn là vô tận chi hỏa cực kỳ cường đại, cho dù so ra kém biển dung nham nhưng kém không nhiều. Ta nhất định không thể chết ở chỗ này. Trong lòng Tiêu Phàm động viên bản thân, thế nhưng hắn phát hiện bản thân không có khí lực, loại năng lượng khôi phục kỳ lạ trong huyết mạch cũng biến mất không còn một mảnh. Tiêu Phàm chưa bao giờ nghĩ tới mình có một ngày sẽ chết ở chỗ này. Hắn rất muốn tiếp tục kiên trì nhưng mà thân thể đã không nghe hắn sai khiến, hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, ngay sau đó, dung nham kim sắc triệt để bao phủ hắn. Tiêu Phàm bên ngoài huyết nhục đột nhiên biến mất hầu như không còn, bất quá quỷ dị là xương cốt lại không bị dung nham phá hủy, ngược lại vô cùng thánh khiết, tản ra huỳnh quang yếu ớt. Bên trong xương còn có một đoàn kim sắc hỏa diễm tựa như tùy thời muốn dập tắt. Như vậy đã từ bỏ. Lúc Tiêu Phàm nhắm lại hai mắt một khắc này, một đạo thanh âm quanh quẩn trong đầu hắn, Tiêu Phàm rất muốn mở hai mắt, nhưng hắn phát hiện bản thân căn bản làm không được. Không có hồn hải cũng liền không cách nào sử dụng hồn lực, vô luận ta giãy giụa như thế nào cũng vô pháp rời khỏi biển dung nham. Tiêu Phàm cười khổ nói, hắn đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Hồn lực chỉ là lực lượng nguồn suối trong người mà thôi, cũng không có nghĩa là tất cả, huyết mạch, ý chí, những cái này đều là một cái lực lượng. Thanh âm kia lại vang lên, thập phần phiêu miểu, dường như xuyên việt vạn cổ. Nghe được câu này, Tiêu Phàm giống như có chỗ xúc động, bất quá cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, sau đó lại lắc đầu nói, huyết mạch cùng ý chí có thể có lực lượng gì, không phải đều là dựa vào hồn lực mới có thể phát huy ra uy lực sao? Xem ra ngươi còn không minh bạch cái gì là tu luyện chân chính. Thanh âm phiêu miểu tiếp tục vang lên, hồn lực tất nhiên rất trọng yếu nhưng không phải vạn năng. Hồn lực có thể làm cho huyết mạch cùng chiến hồn dung hợp sao? Hồn lực có thể làm cho ngươi lĩnh ngộ thế, lĩnh ngộ ý sao? Hồn lực có thể làm cho ngươi lĩnh ngộ ý chí sao? Câu hỏi liên tiếp khiến trong lòng Tiêu Phàm bỗng nhiên lột bột, tu luyện tới bây giờ, hắn chính là dựa vào hồn lực nghiền ép tu sĩ cùng giai, thậm chí vượt giai chiến đấu. Trường kỳ ỉ lại hồn lực bàng bạc cùng cường đại, hắn thậm chí quên hồn lực có vẻ như cũng không phải là trọng yếu nhất. Đúng như thanh âm kia nói, đột phá chiến vương, chiến hoàng cùng chiến đế, cần lĩnh ngộ thế, ý cùng ý chí, việc này cũng không phải là hồn lực có thể làm đến, nói cách khác, hồn lực không phải vạn năng. Hiện tại ngươi rốt cục minh bạch, ngươi biết tu giả quan trọng nhất là cái gì không? Thanh âm lại quanh quẩn ở trong đầu hắn. Thứ quan trọng nhất đối với tu sĩ, Tiêu Phàm chậm chạp nói, hắn có chút mê mang, tu giả trọng yếu nhất là cái gì đây? Tình cảm, ý chí, thiên phú. Nguyên một đám từ ngữ trong đầu Tiêu Phàm lấp lóe, cuối cùng hắn phát hiện những cái này đều không phải. Người không có tình cảm có thể ngạo thế thương khung, bởi vì có tình cảm hay không không có quan hệ gì với tu luyện, tu la không phải liền là không có tình cảm à, còn không phải cường đại như thế. Đồng dạng, người không có ý chí kiên cường cũng có thật nhiều trở thành cường giả chiến đế cảnh, thậm chí cường giả chiến thánh cảnh, ý chí có vẻ như cũng không phải trọng yếu nhất. Mà người không có thiên phú cũng có khả năng sáng tạo kỳ tích, tỉ như chiến hồn biến dị,
loại sự tình này Tiêu Phàm tự thân liền trải qua rất nhiều. Theo Tiêu Phàm, những thứ này đều không phải trọng yếu nhất, trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm có chút mê mang. Chờ chút, đột nhiên Tiêu Phàm hít sâu một cái, tựa như nghĩ đến cái gì, trịnh trọng phun ra một câu tâm. Tu giả trọng yếu nhất là tâm bản thân, trong đầu hắn nhớ tới một câu, tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn bao nhiêu. Câu nói này càng thêm thích hợp với thế giới tu luyện tàn khốc. Không sai, tu sĩ trọng yếu nhất là tâm bản thân, hồn hải có thể không có, hồn lực có thể biến mất, những đồ vật này đều có thể bị người cướp đi, nhưng tâm là người lĩnh ngộ, không ai cướp đi được. Tỷ như thế, tỷ như ý, tỷ như ý chí, bọn chúng đều là do người lĩnh ngộ, dù là không cần hồn lực, bọn chúng cũng trong lòng ngươi, chỉ là ngươi đem bọn nó quên lãng mà thôi, tỉnh dậy đi, ta tin tưởng ngươi có thể. Thanh âm phiêu miểu đột nhiên giống như thần trung mộ cổ, vang vọng trong đầu Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, con ngươi trống rỗng chậm rãi biến thành hắc sắc. Kim sắc hỏa diễm bên trong xương sọ hấp hối đột nhiên điên cuồng phun, như là giang hà gầm hét, rất có mấy phần khí thế liệt hỏa liễu nguyên. Bên trong kim sắc hồn giới, ảnh phong, phong lang, huyết vô tuyệt, lãnh tiếu nhận cùng mộ dung dạ bọn hắn mới vừa tiến vào hồn giới, liền trước tiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, mấy người đều khẳng định phỏng đoán trong lòng. Trừ tiểu kim và tiểu minh hai đầu hồn thú cùng bắc thần phong, duy nhất không hiểu chỉ có long vũ, bất quá tâm thần long vũ lại không ở chỗ này, mà là trên người Tiêu Phàm. Chỉ là chẳng biết tại sao, bọn hắn tiến vào kim sắc hồn giới cùng Tiêu Phàm có chút không giống. Bởi vì bọn hắn căn bản nhìn không thấy Tiêu Phàm bên ngoài, muốn rời đi cũng căn bản không có cách nào, mấy người không biết Tiêu Phàm là như thế nào rời khỏi nơi đây. Bọn hắn đã thử nghiệm nửa canh giờ nhưng mà vẫn như cũ không cách nào rời đi, giờ phút này, mấy người xuất hiện ở bên trong một mảnh cổ lâm. Tiêu Phàm không có sự tình chứ? Long Vũ lo lắng không thôi, Tiêu Phàm vì để bọn hắn tiến vào trước, ở phía sau ngăn Tử Vô Danh lại, chờ lâu như vậy đều còn không có vào. Yên tâm, công tử không có việc gì. Ảnh Phong hít sâu một cái nói, mặc dù hắn cũng lo lắng Tiêu Phàm nhưng hắn càng thêm tin tưởng thực lực Tiêu Phàm. Mấy người gật đầu, nửa canh giờ thời gian, sắc mặt bọn hắn đều là vẻ mặt ngưng trọng, sợ gặp gỡ những lão bất tử Diêm La Phủ. Dù sao bọn hắn có thể tiến đến, người khác cũng khẳng định có thể tiến đến, nhưng xung quanh trừ bọn hắn không thấy được bất luận bóng người nào. Lúc này, Huyết Vô Tuyệt nói ra, kim sắc hồn giới hẳn là tương đương với một truyền tống trận, chúng ta thông qua kim sắc hồn giới liền xuất hiện ở nơi này. Thế nhưng công tử tiến đến nơi này làm sao có thể rời đi? Còn người phong lang có chút ngưng trọng. Người cũng đừng quên nơi này là nơi nào. Lãnh Tiếu Nhận đột nhiên mở miệng nói, hắn cùng với Huyết Vô Tuyệt cũng đã gặp mặt, ngược lại không lạ lẫm gì. Tu La bí cảnh, những người khác cơ hồ trăm miệng một lời. Không sai, nơi này hẳn là chân chính Tu La bí cảnh, Tiêu Phàm chính là Tu La điện chủ, có lẽ trước đó với hồn giới căn bản không có bất kỳ tác dụng gì cho nên hắn có thể tùy ý xuất nhập. Lãnh Tiếu Nhận tiếp tục nói. Đám người gật đầu, trên thực tế Lãnh Tiếu Nhận nghĩ cũng không tệ, nơi này ở trong mắt Tiêu Phàm đúng là trong suốt, trước đó Tiêu Phàm tiến vào nơi này cũng không có truyền tống, tất cả bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy đám người bên ngoài hồn giới. Nhưng bọn hắn khác biệt. Tiến vào hồn giới về sau liền bị truyền tống đến nơi khác, tự nhiên nhìn không thấy Tiêu Phàm. Ý thức mọi người đã từng tới mảnh không gian này, mọi người đối với địa hình nơi này nên hết sức quen thuộc. Hiện tại chúng ta liền đi tìm Tu La Điện, cũng đừng cho đám người Diêm La Phủ kia phát hiện trước. Huyết Vô Tuyệt mở miệng nói, dư quang thật sâu nhìn Lãnh Thiếu Nhận cùng Mộ Dung Dạ một cái, hắn hiển nhiên không nghĩ tới hai người bọn hắn sẽ cùng Tiêu Phàm đi đến một chỗ. Nhất là Mộ Dung Dạ đã từng là người Diêm La Phủ, có hắn ở bên người, bọn hắn luôn cảm giác thập phần không được tự nhiên. Đi thôi, mọi người cẩn thận một chút. Lãnh Tiếu Nhận nhàn nhạt nói ra một câu, hắn chỉ vì phá giải Tu La Nô Ấn mà đến, trừ Tiêu Phàm, những người khác hắn đều không có hứng thú. Lấy thực lực bọn hắn, chỉ cần không có gặp gỡ chiến thánh cảnh trung kỳ trở lên, đồng dạng không có vấn đề gì lớn. Đương nhiên. Người giống Diêm La Tử như thế còn có thể tùy tiện uy hiếp tính mạng bọn họ, Long Tịch cùng Cận Tà chính là ví dụ tốt nhất. Lúc mọi người bên trong Tu La bí cảnh tìm kiếm Tu La Điện, chỗ sâu dung nham kim sắc ngoại giới. Oanh, khí lãng đáng sợ từ trên người Tiêu Phàm tản ra,
dung nham xung quanh nhanh chóng hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới nhưng không còn cách nào tới gần Tiêu Phàm. Có thể rõ ràng nhìn thấy, trên thân thể Tiêu Phàm, không đúng, nói cho đúng là xương cốt trong suốt hoàn mỹ vậy mà chậm rãi mọc ra một chút huyết nhục hồng sắc. Huyết nhục trọng sinh, nếu như để những người khác nhìn thấy nhất định sẽ vô cùng kinh hãi, loại năng lực này cho dù chiến thánh cảnh đều không làm được. Mà Tiêu Phàm chỉ là chiến đế đỉnh phong mà thôi, hắn liền có thể làm đến, nói ra ngoài đoán chừng cũng không ai tin tưởng, dù sao việc này quá không thể tưởng tượng. Bất quá đây vẻn vẹn chỉ vừa mới bắt đầu, lúc này xung quanh Tiêu Phàm hình thành một mảnh không gian 10 trượng, dung nham bị một loại lực lượng quỷ dị ngăn cản ở ngoài, cũng không còn cách nào tới gần. Nhưng mà trong không gian lại có một loại đồ vật khác, cái kia chính là hỏa diễm. Lấy nhãn lực Tiêu Phàm, hắn tự nhiên liếc thấy hỏa diễm là vật gì, chính là vô tận chiến hồn đồng nguyên hỏa diễm vô tận chi hỏa, chỉ là vô tận chi hỏa so với vô tận chiến hồn mạnh mẽ và cuồng bạo hơn rất nhiều. Cũng có lẽ bởi vì vô tận chi hỏa cảm ứng được vô tận chiến hồn bên trong biển dung nham cho nên mới có thể xuất hiện ở nơi này. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng ngưng trọng, mảnh vô tận chi hỏa rộng lớn không phải vô tận chiến hồn có thể so sánh. Dù biết rõ không phải là đối thủ, Tiêu Phàm cũng sẽ không thỏa hiệp, vừa hôn mê, sâu trong nội tâm có một thanh âm chỉ rõ phương hướng khi hắn mê mang. Mặc dù không có hồn lực nhưng ý chí hắn vẫn còn, chỉ cần ý chí bất diệt, vô tận chi hỏa này cũng không làm gì được hắn. Hô hô, vô tận chi hỏa đột nhiên điên cuồng tuôn về hướng Tiêu Phàm, đốt cháy huyết nhục còn chưa có khôi phục, huyết nhục mặc dù tiếp tục khôi phục nhưng tốc độ rõ ràng chậm xuống. Tứ trọng bất hủ ý chí vô cùng cường đại, có thể chống lại cùng vô tận chi hỏa. Đây đã không phải bất hủ ý chí, mà là bất hủ thánh vực. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, mặc dù hắn còn không có chân chính biết qua cái gì là bất hủ thánh vực, nhưng lực lượng bất hủ ý chí tuyệt đối không có cường đại như thế. Trải qua sinh tử, hủy diệt cùng tân sinh luân hồi, lĩnh ngộ trong lòng Tiêu Phàm đối với bất hủ ý chí sớm đã đạt tới cực hạn, hoặc có lẽ là hắn đã chạm tới cấp độ thánh vực. Chưa đến thánh vực, hắn tạm thời chỉ có thể sử dụng trên người bản thân mà thôi, hoặc có lẽ là hắn bây giờ chỉ là đụng chạm đến, cũng không có lĩnh ngộ quá sâu. Bất quá dù là chỉ là đụng chạm đến thánh vực, năng lực khôi phục so với trước đó cường đại hơn nhiều, đây là một chuyện tốt. Trong lòng Tiêu Phàm vẫn có chút vui vẻ, dù sao việc này đã nói rõ hắn đã có tư cách đột phá chiến thánh cảnh, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải khôi phục hồn hải. Hồn hải mặc dù không phải quan trọng nhất, nhưng vẫn rất trọng yếu, Tiêu Phàm tin tưởng chỉ cần sống sót, khôi phục hồn hải cũng không phải việc khó. Hả, lông mày Tiêu Phàm đột nhiên nhíu lại, hắn đột nhiên phát hiện có mấy sợi vô tận chi hỏa xông vào cơ thể hắn vậy mà quỷ dị biến mất. Càng thêm kỳ lạ là hắn cũng không cảm nhận được bất luận thống khổ nào. Dù vậy, Tiêu Phàm vẫn không dám khinh thường vô tận chi hỏa, bên ngoài thân truyền đến thống khổ làm hắn biến thập phần thanh tỉnh. Một khi khinh thường vô tận chi hỏa, chết như thế nào sẽ không biết. Huyết nhục ngoài thân vẫn khôi phục, vô tận chi hỏa không ngừng đốt cháy, có huyết nhục vừa mới khôi phục liền lại bị đốt cháy hầu như không còn, cứ như thế lặp lại. Cái quá trình này chú định dài đằng đẵng, cũng chú định rất thống khổ, nhưng Tiêu Phàm một mực nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được huyết nhục thân thể biến hóa, huyết nhục so với trước càng tỉ mỉ hơn rất nhiều. Cho hắn một loại cảm giác thập phần cứng cỏi. Không sai, chính là cứng cỏi, loại cảm giác này làm Tiêu Phàm rất tự tin, dù là một đao chém vào bên trên cũng sẽ không dễ dàng thụ thương, cho dù thụ thương cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Tiêu Phàm rất chờ mong, huyết nhục bản thân chịu vô tận chi hỏa rèn luyện, nếu như triệt để phục hồi như cũ có thể cường đại đến cấp độ gì. Vừa nghĩ tới đó, trong mắt Tiêu Phàm liền lóe ra tinh quang, nói thầm, chỉ cần có thể mạnh lên. Điểm thống khổ này lại tính là gì đây? Thời gian thong thả trôi qua, rất nhanh liền qua 2 ngày, bọn Long Vũ tiến vào Tu La bí cảnh đã 2 ngày, mảnh không gian này so với bọn hắn tưởng tượng phải lớn hơn rất nhiều. 2 ngày thời gian, một nhóm bọn họ gặp gỡ không ít người Diêm La Phủ, bất quá đều bị bọn hắn nhẹ nhõm giải quyết. Chỉ là 2 ngày này bên trong mấy người dự kiến cũng đã tìm tới Tu La Điện mới đúng. Nhưng 2 ngày trôi qua Tu La Điện ở nơi nào còn không biết. Mấy người không có tiếp tục tiến lên mà là tại một chỗ trong sơn cốc dừng lại, nhóm lửa trại vây ngồi cùng một chỗ. Các ngươi có phát hiện điểm không thích hợp hay không? Ảnh Phong trước tiên mở miệng,
nơi này so với ý thức ta lúc trước tiến vào phải lớn hơn rất nhiều. Xác thực như thế, thời gian 2 ngày, lấy tốc độ chúng ta đã sớm nên đến Tu La Điện mới đúng. Huyết Vô Tuyệt gật đầu, hắn cũng đã sớm phát hiện vấn đề này, chỉ một mực không biết làm sao mở miệng. Ngay sau đó đám người trầm mặc, dù là thời gian ngàn năm đi qua, Thương Hải Tăng Điền, địa hình có chỗ biến hóa, nhưng đại khái phương hướng vẫn là sẽ không cải biến. Đã như vậy, bọn hắn 2 ngày này một mực hướng về vị trí Tu La Điện, nhưng mà liền cái bóng cũng không thấy, sự tình cũng quá quỷ dị. Các ngươi nói, chúng ta có phải là tiến vào bên trong huyễn cảnh rồi hay không? Mộ Dung Dạ một mực không nói chuyện, mở miệng nói. Huyễn cảnh, thần sắc đám người ngưng tụ, Mộ Dung Dạ nói không phải không có lý, việc này quả thật có rất có khả năng. Chỉ có bên trong huyễn cảnh, Tu La bí cảnh bọn hắn nhìn thấy mới có thể biến lớn như vậy, nhưng mà bọn hắn căn bản không có chứng cứ gì để chứng minh. Không biết các ngươi có phát hiện có một sự tình giải thích không thông? Mộ Dung Dạ lại bổ sung một câu nói, hắn cau mày, hiển nhiên là một mực đang nghĩ một cái vấn đề. Vấn đề gì? Ảnh Phong cùng Phong Lang chăm miệng một lời hỏi. Ý thức ta đã từng trong Tu La bí cảnh nhìn thấy 3 nhóm người đến nơi này, nếu như ta không đoán sai mà nói, 3 nhóm người hẳn là người sáng lập tam đại tổ chức sát thủ, bọn hắn đã từng đến nơi này mang đi một chút đồ vật. Mộ Dung Dạ ngưng tiếng nói. Lời này vừa nói ra, đám người trong nháy mắt minh bạch cái gì, Lãnh Thiếu Nhận mị mị hai mắt nói, nếu như theo như lời ngươi nói, người thành lập tam đại tổ chức sát thủ vô cùng có khả năng tới qua nơi này, chỉ là nếu như bọn hắn tới qua nơi này mà nói, tại sao còn không có tìm tới Tu La Điện đây? Đám người trầm tư một trận, vấn đề này bọn hắn lại không nghĩ tới, chỉ là hiện tại suy nghĩ một chút phát hiện sự tình không đơn giản như vậy. Nếu như người sáng lập tam đại tổ chức sát thủ tới qua nơi này mà nói, Tu La Điện đã sớm xuất thế, làm sao có thể đợi đến hôm nay? Long Vũ cùng Bắc Thần Phong một mặt mờ mịt, không biết bọn hô nói cái gì, hai người đều không biết Tu La bí cảnh, tự nhiên không rõ ràng. Mặc dù ta không biết các ngươi cụ thể nói cái gì, nhưng nếu như nơi này căn bản không có Tu La Điện, tự nhiên liền không tìm được. Long Vũ đột nhiên mở miệng nói. Tìm 2 ngày, Tu La Điện không tìm ra, nàng đã hơi không kiên nhẫn. Nàng hiện tại chỉ lo lắng an nguy Tiêu Phàm. Nghe thấy Long Vũ nói, Lãnh Tiếu Nhận vỗ đùi nói, Long Vũ nói không sai, nếu như nơi này không có Tu La Điện, người sáng lập tam đại sát thủ tổ chức tự nhiên là không mang được. Nói cách khác, nếu như nơi này thật có đồ vật có giá trị, nên sớm đã bị bọn hắn mang đi. Huyết Vô Tuyệt híp đôi mắt một cái nói. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, ý nghĩ này quả thật có chút kinh người. Nếu để cho cao tầng Diêm La Phủ biết rõ, bọn hắn những năm này bỏ ra cố gắng, chỉ là uổng công vô ích, công dã tràng, cao tầng Diêm La Phủ đoán chừng sẽ phát cuồng. Mặc dù bọn hắn chỉ là phỏng đoán nhưng khả năng này rất lớn, bằng không mà nói, lúc trước ý thức bọn hắn bên trong Tu La bí cảnh cũng sẽ không nhìn thấy có người xuất hiện ở nơi này. Khả năng này 89/10. Phong Lang hít sâu một cái, lập tức lại lóe qua một đạo lãnh quang, ngưng tiếng nói. Mặt khác, ta cảm thấy chiến thần điện có ít người đã sớm biết rõ việc này, bằng không mà nói, bọn hắn lại làm sao có thể cho phép Diêm La Phủ lấy được tất cả Tu La Điện. Đám người rất tán thành, bây giờ chiến hồn đại lục chiến thần điện một nhà độc đại, sẽ không cho phép thế lực khác vượt qua hắn. Năm đó tam đại chí cao thần điện, truyền thừa điện không tranh quyền thế, tự nhiên không phải đối thủ chiến thần điện, hơn nữa về sau truyền thừa điện còn một phân thành hai. Vậy thì càng thêm không có khả năng tranh với chiến thần điện. Điểm này từ địa vị chiến hồn điện liền có thể nhìn ra, liền tựa như Vô Song Thánh Thành, Diệp Thệ Thủy vô luận thực lực hay là địa vị đều xa xa không bằng chiến phong lôi. Nếu như còn có ai là đối thủ chiến thần điện, vậy cũng chỉ có Tu La Điện. Năm đó Tu La Điện như thế nào bị diệt, mọi người không rõ ràng, nhưng có rất nhiều người hoài nghi là chiến thần điện làm. Cũng chỉ có chiến thần điện có thực lực hủy diệt Tu La Điện, dù sao, Tu La Điện trong ấn tượng tất cả mọi người đều là cực kỳ đáng sợ và cường đại. Nếu như chiến thần điện biết rõ Tu La Điện không ở nơi này, bọn hắn tại sao còn muốn giữ lại mảnh bí cảnh này? Nơi này thiên địa linh khí mỏng manh, sinh linh đều hết sức thưa thớt, giữ lại cũng không có ý nghĩa. Ảnh Phong nghi ngờ nói. Đám người trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Chiến thần điện tùy ý để Diêm La Phủ tìm kiếm Tu La Điện,
như thế liền rõ ràng lộ ra quỷ dị. Bất quá, nếu như chiến thần điện đã sớm biết rõ nơi này không có gì cả, cũng không giống nhau, bởi vì dạng này sẽ chỉ lãng phí thời gian Diêm La Phủ. Mặc cho các ngươi giày vò, dù sao cuối cùng uổng công vô ích, cái gì đều không có. Không đúng, nói cho đúng, chiến thần điện không phải vì lãng phí thời gian Diêm La Phủ, mà là vì lãng phí thời gian tam đại tổ chức sát thủ, thậm chí để tam đại sát thủ tự giết lẫn nhau. Chẳng lẽ, Ảnh Phong đột nhiên lại mở miệng nói, những người khác cũng giống như trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Chiến thần điện để bí cảnh vẫn tồn tại, đoán chừng liền là vì tam đại tổ chức sát thủ nội đấu, thậm chí, khả năng tin tức bí cảnh bọn hắn cũng xử lý qua. Tam đại tổ chức sát thủ đều phân biệt khống chế một bộ phận liên quan tới tin tức tu la bí cảnh, chỉ có diệt hai đại tổ chức sát thủ khác mới có thể biết vị trí bí cảnh, kể từ đó, tam đại tổ chức sát thủ cuối cùng vô cùng có khả năng chỉ còn lại một nhà. Chính như bây giờ, Diêm La Phủ lấy thủ đoạn không đánh mà thắng thu phục La Sinh Môn, lại hủy diệt Huyết Lâu, không phải liền là cùng bọn hắn phỏng đoán giống nhau như đúc sao. Nếu quả thật là như thế này, chiến thần điện mới là bên thắng cuối cùng. Chờ chút. Lãnh Tiếu Nhận đột nhiên lại cắt ngang tâm thần đám người, nói, Diêm La Phủ tam đại phán quan, tứ đại quỷ chủ đều cùng đến, nếu như chiến thần điện đột nhiên động thủ đối phó bọn hắn, các ngươi nói sẽ phát sinh cái gì? Không thể nào, Huyết Vô Tuyệt bỗng nhiên đứng dậy, lên tiếng kinh hô. Lãnh Tiếu Nhận nói khả năng này không nhỏ, lấy thực lực chiến thần điện thật đúng là có khả năng nhất cử hủy diệt Diêm La Phủ, kể từ đó, trên đời lại không có tổ chức sát thủ. Chiến thần điện thật đúng là quá âm hiểm, khó trách những cổ tộc đó đều ẩn thế không ra, chỉ là phái ra một chút đệ tử dòng thứ khống chế thế lực mặt ngoài, đoán chừng đều là kiêng kỵ chiến thần điện, có lẽ xa xa không chỉ như chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Phong Lang chấn kinh lắc lắc đầu nói. Ta cảm thấy, nếu như chúng ta phỏng đoán là chính xác, việc cấp bách là chúng ta phải như thế nào mới có thể sống tiếp, chiến thần điện tuyệt đối sẽ diệt khẩu tất cả. Sắc mặt Ảnh Phong ngưng trọng tới cực điểm. Đám người trầm mặc, dạng phỏng đoán này quá là đáng sợ, nếu như bọn hắn nghĩ đúng, lần này tiến vào tu la bí cảnh có phải đều phải chết hay không? Trước mặc kệ, tìm công tử rồi nói. Phong Lang ngưng tiếng nói. Không sai, sư đệ là tu la điện chủ, hắn có thể tự do xuất nhập tu la bí cảnh, chỉ cần có đệ ấy, chúng ta mới có cơ hội sống tiếp rời đi. Huyết Vô Tuyệt cũng gật đầu. Nghĩ vậy, đám người dập tắt đống lửa đứng dậy, hiện tại thời gian đối với bọn hắn rất trọng yếu, bọn hắn không muốn lãng phí từng phút từng giây. Ngao Ô cũng ngay khi đám người bước ra sơn cốc, một tiếng rồng gầm rung trời vang triệt thương khung, hư không đột nhiên rung động một cái, đám người bỗng nhiên giật mình. Thanh âm kia dường như vang lên từ trong lòng bọn hắn, đến linh hồn đều rung động một cái. Long ngâm, Huyết Vô Tuyệt trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Hắn nói tới long ngâm, không phải tiếng gầm giao long, mà là chân long chi hống, chân long đó, đây chính là thần giai hồn thú trong truyền thuyết. Huyết Vô Tuyệt tu luyện từng ấy năm tới nay như vậy còn chưa thấy qua chân chính thần giai hồn thú, điều này khiến bọn hắn như thế nào không khiếp sợ đây. Hẳn là tiếng long ngâm, chỉ có chân long chi hống mới có thể rung động linh hồn con người. Mộ Dung Giả cau mày nhìn qua phương xa. Giờ phút này đang là đêm tối. Màn đêm treo cao, khắp nơi một mảnh đen kịt, cộng thêm trong không khí tràn ngập khí tức kiềm chế, giống như từng tảng đá lớn đặt ở tim mọi người. Đang nghe tiếng long ngâm, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh gầm thét kêu to một tiếng, quanh thân khí thế dâng cao, bỗng nhiên hướng về chân trời lao đi. Tiểu Kim, Tiểu Minh, Ảnh Phong kêu to, không chút do dự truy theo. Cùng Tiểu Kim Tiểu Minh ở chung nhiều năm như vậy, bọn hắn còn chưa thấy qua bọn chúng táo bạo như thế. Trí tuệ bọn chúng không yếu hơn so với nhân loại, chỉ là không thể nói tiếng người mà thôi. Đi, chúng ta cũng đi theo. Phong Lang hít sâu một cái nói, mặc dù hắn biết tiếng long ngâm nhất định sẽ hấp dẫn những người khác đến, nhưng hắn cũng sẽ không để cho Tiểu Kim và Tiểu Minh lâm vào nguy hiểm. Huống chi, Ảnh Phong đã truy theo, bọn hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Mọi người cẩn thận Diêm La Tử, người này cực kỳ âm tàn. Lãnh Tiếu Nhận nhắc nhở, vừa nghĩ tới cận tà cùng Long Tịch chết, hắn liền hận không thể giết Diêm La Tử. Đáng tiếc, hắn hiện tại chỉ là chiến đế đỉnh phong, miễn cưỡng xem như nửa bước chiến thánh cảnh,
nếu như không thể luyện hóa tu la nô ấn trong cơ thể, bọn hắn cả đời này vô cùng có khả năng vĩnh viễn bước không qua đạo khảm này. Dãy núi lui lại, tốc độ tiểu kim cùng tiểu minh rất nhanh, hai thú tựa như phát cuồng, điên cuồng hướng về phía trước chạy đi. Chân trời ngẫu nhiên vang lên một trận tiếng long ngâm, theo cự ly tiếp cận, tiếng long ngâm càng thêm to, đinh tai nhức óc, đám người chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng cùng huyết dịch bắt đầu sôi trào lên. Tiểu kim tiểu minh, nhanh dừng lại, Ảnh Phong kêu to, tiếng long ngâm càng lúc càng lớn, trong lòng hắn càng ngày càng ngưng trọng, luôn cảm giác đây là một cái bẫy. Đáng tiếc, tiểu kim và tiểu minh căn bản không có để ý tới Ảnh Phong, tựa như hoàn toàn không nghe thấy hắn nói, liều mạng hướng tiếng long ngâm bay đi. Thần sắc Ảnh Phong ngưng lại, quay đầu nhìn bốn phía, nơi xa có từng đạo khí tức như có như không lấp lóe, rất hiển nhiên, không chỉ bọn hắn đang đến gần. Chẳng qua là khi hắn sau khi thấy Huyết Vô Tuyệt cùng Phong Lang đám người theo sát phía sau, trong lòng liền buông lỏng một hơi, chỉ cần đám người đồng tâm hiệp lực, cho dù gặp gỡ người Diêm La Phủ cũng không cần e ngại. Mấy người tốc độ rất nhanh, tu la bí cảnh lớn vượt qua bọn hắn tưởng tượng, bọn hắn không thể nào hiểu được, bề ngoài rõ ràng nhìn qua chỉ có xung quanh khoảng 10 dặm, vì cái gì mênh mông như vậy. Không sai biệt lắm sau một canh giờ, Ảnh Phong rốt cục dừng lại trên một ngọn núi, thần sắc nhìn chằm chằm nơi xa, nơi đó là một mảnh vân hải hắc sắc mênh mông. Vân hải đen kịt vô cùng, không thấy biên giới, bất quá xuyên thấu qua lờ mờ tia sáng còn có thể rõ ràng nhìn thấy. Trong vân hải đen kịt có một cái bóng đen to lớn, cửu tiêu cao vót giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm cắm vào mây xanh. Lại nhìn kỹ, bóng đen to lớn vậy mà cũng là mây mù ngưng tụ mà thành, không biết còn tưởng rằng là một tòa cự phong. Ảnh Phong thu liếm tâm thần, hướng về phía dưới thâm uyên nhìn lại, chỉ thấy sương mù màu máu cổ động ngẫu nhiên bên trong thâm uyên, cho người ta một loại cảm giác thập phần hung mãnh cuồng bạo. Huyết tinh chi khí cùng khắc nghiệt chi khí tràn ngập hư không, cực kỳ kiềm chế, làm cho người ta có chút không thở nổi. Tiểu kim bọn chúng đâu? Đám Phong Lang cùng đến, nhìn thấy cảnh sắc nơi xa, thần sắc nặng nề vô cùng, vân hải làm bọn hắn có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn dò xét mấy hơi thở lại không nhìn thấy bóng dáng tiểu kim cùng tiểu minh, chẳng lẽ hai gia hỏa đã xông vào bên trong vân hải. Ảnh Phong gật đầu, khẳng định ý nghĩ trong lòng bọn hắn. Hắn sở dĩ không có tiếp tục cùng đi theo là bởi vì hồn lực hắn căn bản không thẩm thấu vào vân hải được, cho dù đi vào cũng tuyệt đối tìm không ra bọn chúng. Cho nên Ảnh Phong dứt khoát lưu lại chờ đám Phong Lang đến nghĩ biện pháp, bọn hắn không có khả năng để tiểu kim và tiểu minh tự sinh tự diệt. Ngao ô tiếng long ngâm tiếp tục vang lên, bên trong thanh âm còn kẹp theo một tia rên rỉ, thê lương vô cùng, tâm thần đám người xúc động, hai mắt đỏ bừng, nhịn không được lưu lại nước mắt. Hắc sắc vân hải bốc lên gào thét, cho dù là đêm tối, bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy trong mây mù còn có từng đầu huyết sắc cự long đang lảng vảng. Bọn hắn mới minh bạch tới, sương mù màu máu lại là vô số huyết sắc sương mù. Các ngươi biết đây là long gì không? Long Vũ mở miệng, huyết sắc cự long làm cho nàng có loại cảm giác sợ hãi. Không biết, chân long mặc dù có rất nhiều nhưng người thực sự được gặp bọn chúng rất ít, cho nên đồ giám cũng thập phần thưa thớt. Huyết Vô Tuyệt lắc đầu, hắn cũng coi là kiến thức uyên bác, nhưng mà vẫn không nhận ra lai lịch huyết sắc cự long. Ngược lại là Lãnh Tiếu Nhận cùng Mộ Dung Dạ hai người mị mị mắt, tựa như nhận ra lai lịch huyết sắc cự long. Hiện tại làm sao bây giờ? Ảnh Phong hỏi, con người ngắm nhìn bên trong hắc sắc vân hải, hiển nhiên là rất muốn vào cứu Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Hắn cùng Tiểu Kim và Tiểu Minh ở cùng một chỗ thời gian rất dài, sớm đã coi chúng là thân nhân mình. Đám người không nói, trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào, lúc này, Phong Lang nói ra, nếu không các ngươi ở bên ngoài chờ lấy, ta và Ảnh Phong đi vào bên trong nhìn xem. Ta cũng đi, lưu ở chỗ này cũng không phải chuyện gì tốt. Huyết Vô Tuyệt nói ra, nơi xa có lần lượt từng bóng người nhanh chóng tới gần, người ở đây càng ngày càng nhiều. Không ít người quăng tới ánh mắt lạnh lùng, thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ. Con người Mộ Dung Dạ U Sâm rơi vào bên trên một đạo thân ảnh áo bào trắng cách hơn vài dặm, thần sắc thập phần bình tĩnh, Lãnh Tiếu Nhận theo ánh mắt Mộ Dung Dạ nhìn lại, không khỏi cau mày một cái, là thân đệ đệ ngươi. Không sai, thân ảnh áo bào trắng không phải người khác, chính là Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Dạ thu hồi ánh mắt, tựa như không muốn nhắc tới Mộ Dung Tuyết,
hít sâu một cái nói, chúng ta đều đi vào. Cũng tốt, nhắm mắt làm ngơ. Lãnh Tiếu Nhận hừ lạnh một tiếng, tựa như thập phần khó chịu Mộ Dung Tuyết, quay người liền hướng trong biển mây bay đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 54.